mọi người hân hoan, khoanh chân ngồi tu luyện. Đây là niềm vui bất ngờ, không ngờ uy áp linh hồn cũng giúp ích cho lực lượng linh hồn của mình. Mọi người tu luyện đều nhận được lợi ích lớn. Tiểu Long được lợi lớn nhất, vì cách gần nhất. Đám người Lục Tâm Đồng cách hơi xa, không phải bọn họ muốn vậy mà vì mỗi tiến lên một bước thì áp lực linh hồn khuếch tán ra khiến bọn họ không chịu nổi, đương nhiên đem lại ích lợi cũng kinh người. Cứ thế qua hai tháng sau, khí tức linh lực quanh thân Lục Lâm Thiên đã lên đến đỉnh cao, linh tôn nhất trọng đỉnh phong. Tổ Yêu Lâm, phía bắc đại lục Linh Vũ, gần phía đông nam cổ vực. Không ai biết diện tích Tổ Yêu Lâm lớn cỡ nào, không ai dám thống kê trừ phi muốn chết. Tổ Yêu Lâm là địa bàn của yêu thú, bên trong có muôn vàn yêu thú. Nhân loại đi vào trong tương đương với yêu thú vào địa bàn của nhân loại, hoặc bị lấy yêu đan hoặc bị thu làm tọa kỵ. Nhân loại đến Tổ Yêu Lâm cũng vậy, đồn rằng yêu thú cũng thích bắt nhốt nhân loại, yêu thú nuốt tu luyện giả cũng có thể chiếm được nhiều ích lợi. Giống như nhân loại luyện hóa yêu đan. Có yêu thú thậm chí ưa thích bắt vũ giả phục vụ cho mình. Ví dụ bắt được linh giả để lại luyện chế đan dược cho mình. Trong Tổ Yêu Lâm không có mấy nhân loại dám vào, nơi đó như thiên đường của yêu thú. Bên trong có ngàn vạn chủng tộc yêu thú, đông đúc. Đồn rằng yêu thú, linh thú trên đời cộng lại không ít hơn nhân loại, có từ thời kỳ viễn cổ thật nhiều năm trước toàn là địa bàn của yêu thú. Linh thú, khi đó không biết nhân loại ở nơi đâu. Trong Tổ Yêu Lâm giống như thế giới loài người, có văn minh của riêng mình, có nhiều chủng tộc. Trong đó không thiếu đại tộc, thế lực của các đại tộc khủng bố dù là sơn môn như Tam Tông Tứ Môn cũng không dám trêu chọc. Thế lực yêu thú đáng sợ nhất chính là Bạch Hổ Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc. Hai tộc này là hoàng giả tuyệt đối trong Tổ Yêu Lâm, không có bất kỳ chủng tộc có thể chống lại, không yêu thú nào cưỡng lại được quỳ dạp trước khí yêu hoàng. Mặc dù nói trong Tổ Yêu Lâm không có bao nhiêu nhân loại dám vào, nhưng ngoài rìa thường xuyên thấy bóng dáng nhân loại. Những người này tiến vào trong chỉ có một mục đích, vì lợi. Trong Tổ Yêu Lâm bởi vì khắp nơi đều là yêu thú không xem trọng các loại dược liệu như vũ giả, linh giả. Tăng thêm bắt yêu thú tọa kỵ, bán qua tay cũng đem lại lợi nhuận kinh người, bởi vậy luôn hấp dẫn một số người đến mạo hiểm. Mỗi kẻ mạo hiểm đều ôm tâm tình biên giới Tổ Yêu Lâm thì nguy hiểm không quá lớn, kết quả rất nhiều người chết tại đây. Đương nhiên cũng có ví dụ giàu lên trong một đêm, nếu không đã chẳng hấp dẫn một số người tới mạo hiểm. Nhưng không ai dám đi sâu hơn, cho lá gan cũng không dám. Vù vù vù. Phía chân trời yên tĩnh, một con yêu thú ngũ giai khổng lồ phi hành tới. Có 15 bóng người đứng trên lưng yêu thú phi hành, mỗi người bộ dáng hơi chật vật như vừa trải qua đại chiến. 15 người phát ra khí thế không yếu, có 5 vương cấp, 10 người khác là xuất cấp cao trọng. 5 tu vi giả vương cấp, thực lực không tệ. Một lão nhân khoảng 50 tuổi quần áo hơi chật vật, dường như bị xé rách trong lúc đại chiến. Không ngờ chúng ta bị tộc độc giác yêu nghiêu mai phục, trong tộc này có một độc giác yêu nghiêu thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu không chạy nhanh thì hậu quả nghiêm trọng. Một lão nhân áo vàng khẽ thở dài. Đáng tiếc chúng ta đã chết mấy chục người. Lúc đến có hơn 40 người, hiện tại chỉ còn 15 người. Vốn nghĩ đội hình thế này đến Tổ Yêu Lâm sẽ kiếm được nhiều lợi, ai ngờ chúng mai phục của tộc độc giác yêu nghiêu, hai cường giả vương cấp đã chết. Lão nhân áo xanh nói, đây là số mệnh của bọn họ, chúng ta về trước đi, may mắn không tay trắng quay về, ít ra cũng được khá nhiều linh dược. Trong thiên trụ giới, khí thế của Lục Lâm Thiên đã lên tới cực hạn, uy áp linh hồn to lớn đến cực đột. Xoẹt. Đột nhiên uy áp dao động linh hồn khuếch tán quanh thân Lục Lâm Thiên biến mất. Khi uy áp linh hồn yếu đi, nhóm Lục Tâm Đồng, Tiểu Long cảm nhận được ngay. Dao động vô hình mênh mông trên người Lục Lâm Thiên đang lặng lẽ ngưng tụ, tăng cao. Lục Tâm Đồng khẽ nói. Ca ca sắp đột phá. Xoẹt. Lục Tâm Đồng mới dứt lời thì vầng sáng trắng chói lòa quanh thân Lục Lâm Thiên chớp mắt bao phủ người hắn, khí tức linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Vù vù vù. Giờ phút này, nương theo Lục Lâm Thiên linh lực lan tràn, khí thế mới phi hành về Upsilon T lên cao. Khí tức năng lượng thiên địa bàng bạc trong không gian thiên trụ giới xoay quanh trên đầu Lục Lâm Thiên, ngưng tụ thành vòng xoáy năng lượng. Quanh người Lục Lâm Thiên bao phủ dưới vòng xoáy, liên kết với năng lượng không ngừng rót vào người hắn. Lục Lâm Thiên điên cuồng cắn nuốt năng lượng thiên địa, khí tức linh lực cường đại quanh thân hắn khuếch tán. Khí thế của Lục Lâm Thiên nhanh chóng dâng cao, một đường có thế như trẻ tre, chấn động không gian phong vân biến sắc.
Thời gian trôi qua không lâu, khi tia năng lượng cuối cùng bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt, trong đầu hắn vang tiếng nổ trầm đục đột phá bình cảnh. Bùm! Cùng với thanh âm trầm đục, khí thế của Lục Lâm Thiên phá vỡ một bình chướng, khí thế cường đại phóng lên trời, đến linh tôn nhị trọng. Khí thế linh tôn nhị trọng khuếch tán, uy áp bao phủ không gian, khí thế khiếp hồn người làm đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá cảm giác linh hồn rúng động. Đây rõ ràng là đang đột phá linh tôn nhị trọng, nhưng khí thế mạnh hơn linh tôn nhị trọng bình thường rất nhiều. Đặc biệt là linh hồn lực kia khủng bố đến cực độ. Trong phút chốc linh hồn lực quanh thân Lục Lâm Thiên tuôn trào làm cơ thể hắn run lên. Ánh sáng linh hồn màu trắng chói mắt tuôn ra từ người Lục Lâm Thiên, dao động vô hình bàng bạc như cơn bão từ cơ thể hắn tràn ra ngoài ồ ạt. Giờ phút này, bão linh hồn thổi quét, không gian bị chấn vỡ không dứt. Cộp cộp cộp. Bão linh hồn đẩy đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá thụt lùi mấy bước. Bốn phía không gian lặng xuống, Lục Lâm Thiên nhắm chặt mắt, khí thế quanh thân bình tĩnh lại, không chút dao động, thoạt trông như người bình thường, không quan sát được chút khí thế. Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Lâm Thiên trở về bình thường, màu sắc u ám. Dương Quá, Lục Tâm Đồng nhìn nhau. Linh hồn lực mạnh quá. Bão linh hồn khủng bố vừa rồi thật đáng sợ. Thật lâu sau Lục Lâm Thiên mở mắt ra, nhếch môi mỉm cười. Phù. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực bàng bạc trong đầu, linh hồn lực khủng bố, hắn lẩm bẩm. Đây chính là thực lực linh tôn nhị trọng sao? Lục Lâm Thiên còn nhớ hắn ở trong không gian Vô Tự Thiên Thư đưa vào, hấp thu nhiều tia năng lượng. Những tia năng lượng giúp ích rất lớn cho linh hồn, thế là linh hồn lực của hắn cứ lên cao, vô tình giúp linh lực Lục Lâm Thiên cũng đột phá. Lục Lâm Thiên ngước mắt nhìn. Các người làm sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng từ xa chậm rãi đến gần, ai nấy biểu tình quái lạ. Tiểu Long tiến lên trước. Lão đại, linh hồn lực vừa rồi của lão đại quá cường đại. Tiểu Long nhìn kỹ Lục Lâm Thiên, hỏi. Lão đại rốt cuộc được ích lợi gì vậy? Không biết linh hồn lực mạnh đến mức nào? Lục Lâm Thiên nhướng mày, kết thủ ấn. Ám ma phân thân bí pháp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc quanh thân Lục Lâm Thiên xuất hiện hai phân thân linh hồn, rồi ba cái, sau đó là bốn, năm, sáu. Mãi khi phân thân linh hồn thứ sáu xuất hiện, bản thể Lục Lâm Thiên mặt hơi đỏ. Cộng thêm bản thể thì gồm bảy người. Nhìn bảy người giống nhau y như đúc, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá trợn mắt há hốc mồm. Lục Lâm Thiên cũng rất ngạc nhiên. Sáu phân thân. Hắn không ngờ có thể vận dụng ám ma phân thân bí pháp ra sáu phân thân, lúc trước chỉ làm được hai. Theo cách tu luyện trên ám ma phân thân bí pháp nói thì Lục Lâm Thiên biết linh hồn lực mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp gấp đôi có thể thúc dục ra một phân thân linh hồn, mạnh gấp hai thì được hai phân thân linh hồn. Hiện tại Lục Lâm Thiên thúc dục ra sáu phân thân linh hồn tương đương linh hồn lực mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp gấp sáu lần. Linh hồn lực mạnh gấp sáu lần, Lục Lâm Thiên rất rung động. Linh hồn lực thế này mạnh vượt sức tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, tuy hắn có tính đến ở trong không gian kia linh hồn lực chiếm được nhiều ích lợi nhưng không ngờ sẽ lớn như vậy. Quan trọng nhất Lục Lâm Thiên biết phần lớn ích lợi này đã bị thổ phỉ trong đầu hắn cướp đi, nhận được ích lợi chỉ một phần nhỏ. Nếu Lục Lâm Thiên chiếm hết cái lợi thì bây giờ linh hồn lực đã đến trình độ không thể tưởng tượng, bản thân hắn cũng rất giật mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lục Lâm Thiên lòng máy động, phân thân linh hồn bị thu vào người. Hắn hít sâu, không ngờ mình đạt được lợi ích lớn đến thế, linh hồn lực tăng vọt đến mức độ này. Lục Lâm Thiên cảm nhận linh hồn lực hùng hồn từ tiểu hồn anh, hắn phát hiện linh hồn lực hiện tại cực kỳ tinh thuần, chẳng có một chút tạp chất. Về mặt linh hồn lực, tất cả tu luyện giả, mặc kệ là vũ giả hay linh giả đều muốn tăng mạnh nó. Nhưng trên đời không có cách gì đơn thuần trực tiếp tu luyện linh hồn lực. Có một ít đan dược có thể tăng cường linh hồn lực, nhưng tu vi càng mạnh thì hiệu quả càng nhỏ nhoi. Một ít thiên tài địa bảo cũng có tác dụng tăng mạnh linh hồn lực, ví dụ tuyết phách linh dịch, địa linh dịch, hồn thần dịch vân vân đều là trọng bảo tăng cường linh hồn lực. Nhưng nó chỉ có ích ở đẳng cấp vương cấp, với tu vi giả tôn cấp có thể tưởng tượng hiệu quả thế nào. Lúc này linh hồn lực của Lục Lâm Thiên được ích lợi như thế khiến hắn vô cùng rung động. Báu vật. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư trong tay, tất cả là nhờ tia năng lượng trong không gian thần dị đó. Ba quyển Vô Tự Thiên Thư đều có tác dụng khác nhau, một quyển giúp ích lớn trong việc ổn định tâm tính. Một quyển giúp ích lớn cho việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong.
quyển thứ ba có tác dụng lớn linh hồn lực. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Không biết 6 quyển vô tự thiên thư còn lại có phải mỗi quyển đều có tác dụng không? 9 quyển vô tự thiên thư thì Lục Lâm Thiên giữ 3 quyển đều có tác dụng lớn, không biết 6 quyển khác có như vậy không? Nếu đúng thế, chẳng biết các quyển khác có tác dụng gì. Lục Lâm Thiên đang suy tư chợt biến sắc mặt. Ủa? Tiểu Long hỏi. Lão đại, sao vậy? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có người muốn tìm chết, chúng ta đi xem hử. Chân trời mênh mông, Thiên Sĩ Tuyết Sư đang xoay quanh trên cao. Xung quanh có 5 người bao vây Thiên Sĩ Tuyết Sư, phương xa có 10 người đứng trên lưng một con yêu thú phi hành ngũ giai. 5 người bao vây Thiên Sĩ Tuyết Sư là 4 lão nhân, 1 nam nhân trung niên. 5 người phát ra khí thế toàn là tu vi vương cấp, trong đó một lão nhân 50 tuổi đứng phía chính diện thiên kiếm môn có ánh sáng thuộc tính hỏa nhạt phủ quanh người, khí tức tu vi là vũ vương bát trọng. 4 người khác gồm một vũ vương tứ trọng, một vũ vương ngũ trọng, một vũ vương lục trọng. Nam nhân trung niên cuối cùng là tu vi linh vương thất trọng. 5 tu vi giả vương cấp bao vây Thiên Sĩ Tuyết Sư làm nó buộc phải ngừng lại. 5 người nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Toàn thân trắng tinh, thể hình khổng lồ dài hơn 700 thước, lông bầm trắng tinh từ sau đầu kéo dài đến vai và ngực, sau lưng có cái đuôi dài mấy thước gấp khúc cuộn ngang sau lưng. Đôi cánh tinh khiết trong suốt đang vỗ dòng khí cuồng phong mạnh, thổi khí lưu không gian cuồn cuộn không dứt như có gió lốc ập đến. 5 người nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư chằm chằm, trong mắt tràn đầy tham lam. Là Thiên Sĩ Tuyết Sư, không ngờ là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư rất hiếm thấy. Lực lượng vương giả, tốc độ như mộng ảo thuộc tính phong hệ của Thiên Sĩ Tuyết Sư kết hợp hoàn mỹ lại, là một tồn tại xem như vua trong vạn thú. Nếu có thể thu phục Thiên Sĩ Tuyết Sư làm tọa kỵ thì giàu to. 5 người nhìn nhau, cùng chung một ý tưởng. Lần này bị cường giả tộc độc giác yêu nghiêu mai phục làm tổn thất nặng nền, không ngờ tại đây gặp phải một con Thiên Sĩ Tuyết Sư thất giai. Lão nhân Vũ Vương bát trọng dẫn đầu nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư, khí thế bao phủ người nó. Thiên Sĩ Tuyết Sư, người thần phục ta đi, tránh cho chịu khổ. Thiên Sĩ Tuyết Sư trừng mắt to lóe tia hung ác. Mấy người có tư cách đó sao? Mấy nhân loại này kêu nó thần phục, bọn họ làm sao có tư cách đó, một bàn tay của chủ nhân đủ đập chết họ. Lão nhân thực lực tu vi Vũ Vương lục trọng đứng một bên nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư, nói. Tần huynh, đừng lãng phí nước miếng với nhiệt xúc này, bắt trước tính sau. Chân khí thuộc tính thủy bừng lên quanh thân lão nhân, có chút uy thế. Lão nhân dẫn đầu nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư, cảm thấy hơi quen. Con Thiên Sĩ Tuyết Sư trông quen mắt quá. Vũ Vương lục trọng hét lên. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, đúng là nghiệt xúc. Vũ Vương lục trọng bắn ra luồng thất luyện màu lam đụng vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư hét to một tiếng. Thực lực của ngươi chưa đủ. Thân thể siêu khổng lồ di chuyển. Thân hình không lùi ngược lại tiến lên nghênh tiếp Vũ Vương lục trọng. Thiên Sĩ Tuyết Sư có huyết mạch vương giả, sao nó có thể không đánh mà chạy? Huống chi có chủ nhân ở bên cạnh nó. Xoẹt! Thiên Sĩ Tuyết Sư tiến lên nhưng không trực tiếp đỡ công kích của Vũ Vương lục trọng, cơ thể to lớn kỳ dị chợt lóe né thoát công kích thất luyện ánh sáng lam. Vù vù vù! Cùng lúc đó, đôi cánh to của Thiên Sĩ Tuyết Sư cắt vỡ sóng không gian. Thân thể to lớn chấn vỡ không gian xẹt qua ngăn trước mặt Vũ Vương lục trọng. Đôi mắt to lộ khí thế hung tàn dữ trợn. Tốc độ của Vũ Vương lục trọng này làm sao đánh lại Thiên Sĩ Tuyết Sư kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và lực lượng. Tốc độ cực nhanh làm Vũ Vương lục trọng giật nảy mình, đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên, bất ngờ. Sao nhanh như vậy? Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to. Chỉ là Vũ Vương lục trọng, người còn xa mới có tư cách. Thiên Sĩ Tuyết Sư không hề dừng lại. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, cánh phải chúc xuống như đại đao cắt vỡ không gian, rạch hướng Vũ Vương lục trọng. Xoẹt! Trong khoảnh khắc cánh phải tựa lưỡi dao bén của Thiên Sĩ Tuyết Sư đã đến trước mặt Vũ Vương lục trọng. Lão nhân Vũ Vương lục trọng biểu tình kinh hoàng. Nhiệt xúc kiêu căng. Chớp mắt Vũ Vương lục trọng giơ tay phải, hơi nước bàng bạc tuôn ra cùng với cuồng phong sắc nhọn rít gào. Một quả cầu nước to lớn đụng mạnh cánh phải của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Quanh thân lão nhân bày ra một cương khí hộ thân. Răng rác. Quả cầu nước màu lam đụng vào cánh phải của Thiên Sĩ Tuyết Sư chớp mắt bị đánh nát vụn. Vũ Vương lục trọng bị đẩy lùi. 4 người khác thấy tình thế không ổn đồng thanh kêu lên. Thực lực của nghiệt xúc này quá mạnh, mau hợp sức đối phó. Giây lát 4 người phát ra khí thế,
linh lực chân khí tuôn ra. Thiên sĩ tuyết sư không sợ, ánh mắt hung ác gầm giống liên hồi, hù con yêu thú phi hành ngũ giai phía xa sợ hãi run cầm cập. Năm người đang định hợp tác công kích thiên sĩ tuyết sư thì một tiếng quát lạnh lùng vang vọng trong không trung. Mấy tên tạp mao mơ đụng vào tòa kỵ của bản tôn, theo ta thấy các ngươi đã chán sống rồi. Thanh âm truyền ra làm năm người biến sắc mặt, giọng nói vang bên tai bọn họ như sấm đánh, làm màng tai đau nhức. Năm người nhìn hướng phát ra thanh âm, ngạc nhiên nhìn chằm chằm lưng thiên sĩ tuyết sư đột nhiên xuất hiện một vật kỳ lạ, sóng không gian dao động. Trong không gian này có mấy bóng người bước ra, là đám Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Thiên sĩ tuyết sư lùi ra sau lưng chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Ánh mắt thiên sĩ tuyết sư thương hại nhìn năm người khác. Năm người thấy mấy người đột nhiên xuất hiện thì ánh mắt hoảng hốt, liếc qua nhóm Lục Lâm Thiên. Khí thế vô hình chung làm bọn họ thấy áp lực nặng nề, mỗi người đều có khí thế cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt Vũ Vương Bát Trọng thực lực mạnh nhất dẫn đầu năm người, ánh mắt trở nên kinh hoàng. Lục Lâm Thiên lòng máy động, thiên trụ giới ẩn vào tay hắn, biến mất. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn năm người trước mắt. Các ngươi là tự bảo hay để ta ra tay? Vũ Vương Bát Trọng thực lực mạnh nhất ánh mắt run rẩy, cơ mặt co giật. Ngươi là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Vũ Vương Bát Trọng đã nhận ra thiên sĩ tuyết sư, vì lão từng thấy, gặp ở đảo Bình Nham. Lúc trước sự kiện quan trọng ở đảo Bình Nham thì Vũ Vương Bát Giai cũng có mặt, từng thấy thiên sĩ tuyết sư một lần. Lúc này người áo xanh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá xuất hiện, lão nhìn kỹ đều nhận ra là ai. Lục Lâm Thiên. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc mặt. Hiện tại có ai không biết ba chữ Lục Lâm Thiên? Môn chủ Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn, đồn rằng tàn sát tôn cấp như không, đồn rằng tòa kỵ của Lục Lâm Thiên dường như là thiên sĩ tuyết sư. Mấy người lòng lạnh lẽo. Tiêu rồi. Bọn họ chọc ai không chọc lại đi trêu vào Lục Lâm Thiên. Vũ Vương Bát Trọng vội xin lỗi. Lục trưởng môn, chúng ta không cố ý xúc phạm, vì không biết thiên sĩ tuyết sư đó là tòa kỵ của Lục trưởng môn, chúng ta đi ngay đây. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc qua mấy người. Mấy tạp mao kia, đụng vào tòa kỵ của bản tôn rồi đi dễ vậy sao? Ta nói rồi, muốn ta ra tay hay các ngươi tự bảo cho rồi. Đụng vào tòa kỵ của hắn thì sao bỏ qua được, quan trọng nhất thiên trụ giới đã xuất hiện trước mặt mấy người này, bọn họ phải chết. Lục Tâm Đồng nói, ca ca, giao cho ta. Nghe Lục Lâm Thiên nói, mấy người không dám ở lại lâu hơn, vội vàng chạy trốn. Chạy mau. Một tiếng quát nũng nịu truyền ra. Chạy đi đâu, chỉ có thể trách các ngươi không có mắt. Bóng dáng Lục Tâm Đồng như quy mị biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thì đã đến trước mặt Vũ Vương Bát Trọng. Khí thế kỳ dị khiến tim người đập nhanh tuôn ra từ trán Lục Tâm Đồng, chấn diệt linh hồn tháp xuất hiện trong tay nàng. Chít chít chít. Các tiếng rít quái dị truyền ra, bên trong chấn diệt linh hồn tháp tuôn ra mấy chục vật hồn anh dữ trợn, mấy con hồn anh bao vây Vũ Vương Bát Trọng. Số hồn anh giữ trận còn mang theo theo khói đen ngút trời, khí tức kỳ dị làm người run sợ ngăn trước mặt bốn người, mười tu vi giả xuất cấp trên lưng yêu thú ngũ giai phía xa. Khí thế làm tim người đập nhanh, sâu trong linh hồn mấy người cứng lại. Bọn họ không bao giờ ngờ chạy thoát khỏi tộc độc giác yêu nghiêu chưa được bao lâu lại mù mắt đi trêu vào Lục Lâm Thiên. Nếu sớm biết thiên sĩ tuyết sư là tòa kỵ của Lục Lâm Thiên thì cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám đến gần. Tiếc rằng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. A, à, các tiếng rú thê thảm vang lên. Năm tu vi giả vương cấp bị những con vật dữ trợn đáng sợ nuốt sạch. Hồn anh của bọn họ không chạy ra được, hồn anh vừa chạy liền bị trói buộc, bị Lục Tâm Đồng thu vào trấn linh diệt hồn tháp. Phương xa đám tu vi giả xuất cấp, yêu thú phi hành ngũ giai đều hóa thành mưa máu rơi từ trên cao xuống, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thu. Mười mấy con hồn anh giữ tợn trở lại trấn linh diệt hồn tháp, bị Lục Tâm Đồng thu về, lắc người đến bên cạnh đám người Lục Lâm Thiên. Tu luyện 2 năm nay thực lực của nàng lại tiến bộ nhiều. Lục Tâm Đồng ra tay, Lục Lâm Thiên chỉ liếc một cái rồi thôi. Thực lực của Lục Tâm Đồng muốn đối phó với mấy người này thì kết quả đã rõ rành rành trước mắt. Lục Lâm Thiên luôn nhìn chằm chằm sơn mạch to lớn bắc ngang hải vực phương xa. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Phía trước chính là tổ yêu lâm, chúng ta đã đến nơi rồi. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú sơn mạch bao la trước mặt, chắc đã đến tổ yêu lâm. Nhìn sơn mạch to lớn, con người Tiểu Long co rút. Đã đến rồi sao? Rốt cuộc tới tổ yêu lâm.
Trong tổ yêu lâm khắp nơi là đỉnh núi chập trùng, trong sơn mạch mênh mông vô bờ là biển cây to chọc trời. Hiện đang là mùa hè, đập vào tầm mắt là dãy núi phập phồng, biển rừng gợn sóng. Trong sơn mạch toàn là rừng cây tùm lá xanh, hoàn toàn giống như rừng rậm nguyên thủy. Núi cao rừng rậm, gió to thổi qua vạn mộc khuynh phục, giống như bão biển trong đại dương. Trong sơn mạch có nhiều yêu thú vượt sức tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Đây là thiên đường của yêu thú. Trên bầu trời nhìn xuống, thỉnh thoảng Lục Lâm Thiên thấy cảnh vạn thú chạy trồm rất khó thấy ở bên ngoài. Ngẫu nhiên thấy trăm ngàn yêu thú đang chém giết, chuyện này rất thường thấy trong tổ yêu lâm. Đám người Lục Lâm Thiên ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nên không gặp yêu thú nào đến quấy rầy. Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra khí thế thì yêu thú bình thường sớm tự động lùi thật xa, huống chi đang ở vòng ngoài tổ yêu lâm không có yêu thú cao giai nào tồn tại. Huyền Vũ Hoàng tộc cụ thể ở đâu thì Lục Lâm Thiên thật tình không biết. Từ tin tức phi linh môn thu thập được không có địa chỉ cụ thể, Lục Lâm Thiên nghe Nam Thúc nói một số chỗ ở của Huyền Vũ Hoàng tộc nhưng phải đi tới trung tâm tổ yêu lâm mới được. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. 20 tháng ở thiên trụ giới, bất giác trong trạng thái huyền ảo cắn nuốt tia năng lượng đã qua, Lục Lâm Thiên muốn một lần nữa tiến vào trạng thái kia nhưng không được. Xoẹt! Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến đổi. Sau cuộc chiến với Nguyên Nhược Lan, Lục Lâm Thiên đột phá nhiều về mặt lĩnh ngộ, sáng tạo vũ kỹ có tiến triển thực chất. Lúc này Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, hắn tiếp tục bỏ thời gian vào việc sáng tạo vũ kỹ. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, hai thủ ấn huyền ảo hoàn mỹ chồng lên nhau trong tay hắn. Hai thủ ấn chạm vào tại một điểm đột nhiên xuất hiện một vòng sáng đen thui, một khe nứt không gian vụt qua. Thấy cảnh này Lục Lâm Thiên cười phá lên. Ha ha ha! Sáng tạo vũ kỹ rốt cuộc có thành tích rồi. Nghe Lục Lâm Thiên cười lớn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đang nhắm mắt dưỡng thần bị đánh thức. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Ca ca, có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nước chảy, gió thổi, lửa nóng, tùy tâm sở dục, đừng ràng buộc mặt hình thức. Ha ha ha, hiểu rõ vài chuyện. Lục Tâm Đồng lộ ánh mắt tò mò hỏi. Hiểu cái gì? Lục Tâm Đồng biết ca ca đang lĩnh ngộ, có lẽ cũng sẽ giúp ích nhiều cho nàng. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng phải tự mình lĩnh ngộ, chờ sau này Tâm Đồng sẽ hiểu. Nhưng làm linh giả, Tâm Đồng nên tập trung lĩnh ngộ linh hồn, về tâm thần cũng có không gian mênh mông, mỗi lĩnh ngộ một chút đều có ích lợi rất lớn. Hiện tại Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ vài thứ về mặt sáng tạo vũ kỹ, không giúp được nhiều cho Lục Tâm Đồng. Vũ giả, linh giả là hai con đường lớn khác nhau. Lục Tâm Đồng mơ hồ gật gù. Vâng. Trong khu rừng rậm rạp bóng cây, Lục Lâm Thiên xuất hiện trong rừng. Lục Lâm Thiên đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Phương xa, Thiên Sĩ Tuyết Sư không kiềm được khẽ hỏi Tiểu Long. Chủ nhân đang làm gì vậy? Chủ nhân đã đứng yên không nhúc nhích một canh giờ rồi. Tiểu Long trả lời. Lão đại đang lĩnh ngộ, chắc là nghĩ tới cái gì? Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt ra, tia sáng bạc rực rỡ lóe lên dưới chân hắn. Người Lục Lâm Thiên xuất hiện một năng lượng thuộc tính phong bao phủ, hắn vọt ra ngoài. Xoẹt! Lục Lâm Thiên lao về Upsilon T ra, vài tàn ảnh gần như thực chất hóa xuất hiện sau lưng. Lục Lâm Thiên ngừng bước chân, vội quay đầu. Lục Lâm Thiên thấy tàn ảnh sau lưng mình dần tan biến, năng lượng thuộc tính phong thoang thoảng đang dần trôi đi. Thiên Độc Yêu Long thấy cảnh này xoe tròn mắt muốn rớt tròng. Tốc độ quá nhanh. Tốc độ mau đến mức làm Thiên Độc Yêu Long hoa mắt, nhanh đến khó tin. Lục Lâm Thiên nhìn mấy tàn ảnh biến mất, hắn mỉm cười lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nói với Tiểu Long. Tiểu Long, xem thử bây giờ đệ đuổi kịp ta được không? Về tốc độ thì Tiểu Long tự tin tuyệt đối. Hừ, vậy lão đại hãy cẩn thận. Khi dứt lời Tiểu Long đã lao về Upsilon T đi, xông thẳng hướng Lục Lâm Thiên. Vèo! Chỉ trong khoảnh khắc thân hình Lục Lâm Thiên biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Long, ánh mắt Tiểu Long biến đổi, tâm thần quan sát tìm ra chỗ có khí tức của lão đại. Tiểu Long lắc người lại lao lên. Vù vù vù! Lục Lâm Thiên xuất hiện, đột nhiên Tiểu Long hiện hình sau lưng hắn. Tay Tiểu Long chộp vai Lục Lâm Thiên, cười đắc ý. Lão đại, bắt được rồi! Vèo! Tay Tiểu Long chộp vào thân hình Lục Lâm Thiên nhưng nó vỡ ra như mặt gương rồi biến mất. Tiểu Long lại biến sắc mặt ngạc nhiên, đây là tàn ảnh.
Bùm bùm bùm. Lục Lâm Thiên hiện ra ngay bên cạnh Tiểu Long, chớp mắt lại xuất hiện một chuỗi tàn ảnh. Mấy tàn ảnh cùng xuất hiện, giống nhau y như đúc, tốc độ quá nhanh, ngay cả Tiểu Long cũng không thể phân biệt đâu mới là bản thể của lão đại. Trong khi Tiểu Long khó hiểu thì đột nhiên nhanh chóng thụt lùi, cùng lúc đó nó xoay người lại, thấy lão đại xuất hiện ở nơi nó vừa đứng. Vèo. Lục Lâm Thiên hiện ra, năng lượng thuộc tính phong nhàn nhạt biến mất, mấy tàn ảnh xung quanh tan biến theo, không có cái nào là bản thể. Tốc độ và sự kỳ dị khiến Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long đều trố mắt líu lưỡi. Tiểu Long kinh ngạc nói. Lão đại quá là cường đại, sao làm được vậy? Tốc độ của lão đại nhanh tới mức này thật là không có dấu vết để lần theo, và thật kỳ dị. Trong đó còn có một lực lượng không gian và lực lượng thuộc tính phong bao bọc, dường như chẳng toát ra ngoài chút nào cho nên có thể che giấu đi khí tức. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cứ tùy tâm tùy tính là làm được. Lục Lâm Thiên cực kỳ vừa lòng tốc độ hiện tại, đây đều là thành tích hắn lĩnh ngộ trong thời gian này. Không gian thuộc tính phong bao phủ cộng thêm lực lượng không gian là sẽ tạo ra được tốc độ thế này. Lục Tâm Đồng chậm rãi bước đến gần Lục Lâm Thiên, hỏi. Ca ca, chúng ta có chạy đi tiếp không? Ca ca tiến bộ thì Lục Tâm Đồng cũng rất vui mừng. Lục Lâm Thiên nhìn tận cùng rừng cây trước mặt. Chúng ta đi bộ đi, thuận tiện tìm vài yêu thú hỏi thăm xem có biết chỗ Huyền Vũ Hoàng tộc ở không. Trong sơn mạch này có nhiều yêu thú, mấy ngày qua bốn phía xuất hiện khá nhiều yêu thú cao giai. Yêu thú trong tổ yêu lâm này không cùng đẳng cấp so với sơn mạch Vũ Đô, sơn mạch Vũ Hải. Cho nên trong sơn mạch này Lục Lâm Thiên muốn tranh thủ rèn luyện mình, như trước kia hắn đã tôi luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Cái loại rèn luyện đó mới hữu dụng với hắn. Quyết định xong mọi người không ai phản đối, cả nhóm đi bộ trong sơn mạch này. Đương nhiên bọn họ có thi triển chân khí, linh lực khi đi, không thì đi 10 năm, trăm năm cũng không ra ngoài sơn mạch nổi. Trong sơn mạch liên miên vô tận này đoàn người tiến sâu vào, thu giấu khí tức. Sơn mạch phía xa không ngừng vọng ra tiếng thú gầm, bóng dáng mấy người dần khuất trong đó. Trong sơn mạch, Lục Lâm Thiên bắt đầu rèn luyện mấy lĩnh ngộ gần đây của mình. Nơi nhóm người đi qua có nhiều yêu thú gặp vạ, chúng nó đụng phải bọn họ là không có sức chống lại. Trong quá trình Tiểu Long tìm nhiều yêu thú hỏi tin tức Huyền Vũ Hoàng tộc, nhưng yêu thú bên này đều không biết. Mọi người thấy hơi căng thẳng, không biết làm sao tìm ra tung tích Huyền Vũ Hoàng tộc được. Ngọn núi cao VUT đâm thủng tầng mây chập trùng, một bóng dáng thướt tha bay nhanh như tia chớp. Thân hình yểu điệu, bóng trắng như tuyết, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Vù vù vù. Nhưng hai bóng người đuổi theo cũng không chậm chút nào. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người, yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra. Bạch Linh trưởng lão, người không trốn thoát được đâu. Hai thất luyện yêu nguyên chặn đường đi của bóng dáng thướt tha. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nhìn hai công kích ập đến, ánh mắt bóng người mảnh khảnh trầm xuống, cả thân bay vọt lên, cổ tay nhúc nhích. Váy trắng bay phần phật, bàn tay ngọc đánh ra hai cột sáng trắng. Hai cột sáng trắng mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo chớp mắt va chạm vào hai thất luyện yêu nguyên đằng trước. Bùm bùm bùm. Bốn lực công kích trong khoảnh khắc va chạm, không gian nổi lên cơn bão cuồng phong như vòi rồng cuốn lấy. Cả không gian rít gào, bên dưới là núi sụp đất nứt. Cộp cộp cộp. Hai bóng người phía trước bị đẩy lùi nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, bọn họ không bị tổn thương gì lớn. Vù vù vù. Trong lúc tạm dừng, hai bóng người phía sau chớp mắt đáp xuống, hai khí thế tỏa định bóng dáng yểu điệu đứng chính giữa. Thân thướt tha, khuynh quốc khuynh thành, mắt lạnh lùng vừa quyết rũ, không phải Bạch Linh thì là ai? Bốn người này đến vì Bạch Linh. Bốn người này gồm hai nam hai nữ, bề ngoài trung niên. Nam tuy trung niên nhưng cực kỳ đẹp trai. Nữ thì phong vận quyến rũ, ánh mắt hấp dẫn hút hồn, khí độ bất phàm. Xem bốn người phát ra yêu nguyên thì đều là yêu thú bát giai trung kỳ, thực lực rất khủng bố. Nam nhân trung niên dẫn đầu nhìn Bạch Linh, nói. Bạch Linh trưởng lão hãy về cùng chúng ta, chẳng lẽ Bạch Linh trưởng lão muốn phản tộc sao? Ánh mắt Bạch Linh âm trầm. Là ta phản tộc hay chính các ngươi phản tộc? Đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng uy nghiêm liếc bốn người. Làm bọn họ thầm run rẩy trong lòng. Bốn người nhìn nhau rồi cùng lao ra. Thế thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, bốn thất luyện yêu nguyên từ bốn hướng đụng vào Bạch Linh. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, thủ ấn thay đổi, hai tay giang ra vẽ vòng tròn trong không trung.
trong phạm vi trăm thước tỏa vầng sáng chói mắt to lớn. Vòng sáng như màn nước trong suốt màu trắng nổi sóng gợn năng lượng bao phủ Bạch Linh vào trong. Vù vù vù. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh tự bắn ra một luồng thất luyện yêu nguyên đụng vào vầng sáng trắng mà Bạch Linh tạo ra. Bạch Linh bày ra vầng sáng trắng phong kín không gian xung quanh thật kín kẽ, bốn thất luyện yêu nguyên khi rơi vào màn sáng, hoa văn năng lượng đang gợn sóng chợt dao động kịch liệt. Giờ phút này, năm luồng năng lượng dây dưa cùng nhau, cả không trung run rẩy. Tuy nhiên bốn người hợp tác cũng không phá được vầng sáng Bạch Linh bày ra. Trong không trung, bốn người ra sức hợp sức nhưng không phá được Bạch Linh bày ra quầng sáng, bọn họ khẽ quát. Hừ! Bốn thủ ấn lại thay đổi, người bọn họ phát ra ánh sáng trắng đậm chói mắt. Bốn tiếng thú gầm vang lên. Grow! Bốn người lộ ra bản thể khổng lồ, toàn là thân sát khí và tàn hồn. Nhưng màu của bốn sát khí và tàn hồn khác nhau. Bốn sát khí và tàn hồn cơ thể to như ngọn núi lớn, có tám cái đuôi dài kỳ lạ. Tám cái đuôi dài mấy trăm thước phát ra gió mạnh chớp mắt xuyên thấu không gian, quanh thân tỏa ánh sáng rực rỡ. Từng đợt khí thế cường đại tuôn ra, uy thế khiếp người lan tràn, khí thế đến mức khủng bố. Growl growl. Lúc bốn người biến hình bản thể, nhiều yêu thú xung quanh bị uy áp ảnh hưởng. Vù vù vù. Khí lưu xung quanh như nước lũ chảy xiết, vang lên một chuỗi tiếng nổ. Tám cái đuôi bay ra từ sau lưng mỗi người kèm theo ánh sáng yêu nguyên rực rỡ, kỳ dị xé gió lao về Upsilon T đi như rắn ra khỏi hang. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chớp mắt tám cái đuôi của mỗi người đã xuyên thấu không gian, nơi cái đuôi lao qua sóng không gian chợt nổ tung, tổng cộng 32 cái đuôi tấn công cùng lúc. Tiếng nổ vang lên trầm đục, cái đuôi từ không trung đổ ập xuống. 32 cái đuôi to mang theo lực lượng cường đại sắc bén. Năng lượng yêu nguyên bàng bạc cùng với khí thế rời núi lấp biển, góc độ cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn đụng mạnh vào cấm chế năng lượng mà Bạch Linh đã bày ra. 32 cái đuôi to như con nhộng bám dính vầng sáng. Tuy vầng sáng năng lượng Bạch Linh bày ra cường đại nhưng bị 32 cái đuôi to va chạm tựa như thả bom vào mặt biển, nổi lên dao động vòng xoáy cực kỳ xiết, tựa sóng biển cuộn trào dâng cao. Trong vòng sáng, Bạch Linh lạnh lùng quát. Cho rằng bốn người hợp sức là sẽ làm gì ta được sao? Vậy đừng trách ta không khách sáo. Mắt Bạch Linh lạnh băng, tay kết thủ ấn. Năng lượng yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, yêu nguyên hùng hậu ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng trắng to lớn. Bạch Linh quát khẽ. Phá! Tay ngưng tụ quả cầu ánh sáng yêu nguyên đẩy ra, vòng sáng đột nhiên co rút, quả cầu ánh sáng va chạm vào không gian bị 32 cái đuôi to bao phủ. Năng lượng đáng sợ va chạm. Tiếng nổ vang lên như sấm sét trong bão tố. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang qua đi, lực lượng cường đại va chạm, không gian vỡ ra từng tấc. Kình khí năng lượng bàng bạc đáng sợ lao ra, cả không gian đều run rẩy. Tiếp theo kình khí hùng hồn hóa thành vòi rồng khổng lồ chỉ rộng mấy chục thước phun ra từ không gian bị xé rách. Vòi rồng kình khí khổng lồ gần như bao phủ toàn không gian, kình khí cuồng bạo vặn vẹo không gian. Vù vù vù. Kinh khí khủng bố bắn ra, không gian nổ tung, vòi rồng kinh khí rông tố bị phá tan, biến mất trong thiên địa. Bốn sát khí và tàn hồn khổng lồ há mồm phun ra búng máu, cơ thể cao lớn bị đánh bay đi. Phụt, mặt Bạch Linh trắng bệch, chợt nàng biến mất giữa không trung. Không thể ở lại đây lâu, nếu bị thêm người khác đuổi theo nữa thì càng khó trốn hơn. Ngọn núi trồng chất, biển rừng liên miên, trong sơn mạch cây to che phủ giữa không trung. Mấy bóng người xuất hiện ở một địa hình hiệp cốc. Mấy bóng người xuất hiện, khí huyết sát thoang thoảng lan tỏa từ từ. Trong không gian xung quanh hễ yêu thú có thực lực mạnh một chút đều cảm nhận khí tức đó, liền nhanh chóng chạy trốn. Đám người Lục Lâm Thiên đi trong sơn mạch đã một tháng, gần một tháng nay Lục Lâm Thiên dẫn đoàn người Lục Tâm Đồng, Dương Quá rèn luyện. Ba người giết nhiều yêu thú nên không gian xung quanh có yêu thú vừa ngửi được mùi khí huyết sát từ hai người là sẽ chạy trốn thật nhanh như con thỏ bị hù sợ. Khí tức đó khiến người các yêu thú cảm giác nguy hiểm. Bộ dạng mọi người rất mệt mỏi, nên mới tìm hiệp cốc này nghỉ ngơi chốc lát, đã suốt ba ngày bọn họ không nghỉ ngơi rồi. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng, đôi mắt đen láy nội liễm không chút ánh sáng nào, chỉ có sâu thăm thẳm. Nhìn xung quanh, tâm thần Lục Lâm Thiên theo dõi, đám yêu thú xung quanh sớm trốn đi sạch. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, hắn cười cười. Về việc rèn luyện thì đại ca Dương Quá vững vàng hơn Lục Tâm Đồng nhiều. Trong một tháng nay địa ca Lục Tâm Đồng tiến bộ khá nhiều,
đặc biệt là về lĩnh ngộ. Thời gian một tháng này ba người không thi triển nhiều chân khí, cố gắng giảm thấp thực lực nhất để rèn luyện. Tu luyện là chuyện cô đơn mà khô khan, muốn trở thành cường giả đáng kính sợ trong mắt người khác phải trả giá cố gắng, rèn luyện vất vả người bình thường khó thể tưởng tượng. Lục Lâm Thiên sớm biết rõ điều này, hắn một đường đi tới như thế đó. Nghĩ đến thành tích trong tháng này thì Lục Lâm Thiên cực kỳ vừa lòng. Một tháng qua Lục Lâm Thiên chỉ cần tập trung bỏ thời gian vào sáng tạo vũ khí, có tổ yêu lâm làm chốn rèn luyện nên tốc độ tăng nhanh nhiều. Mấy hôm trước Lục Lâm Thiên đã lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu chiêu vũ khí thứ nhất bản thân tự sáng tạo. Có lẽ không thể xem như vũ khí vì Lục Lâm Thiên dung hợp chân khí và linh lực lại tạo ra vũ khí mới, hắn không biết nên gọi chiêu đó là vũ khí hay linh khí. Đã có cái khuôn vũ khí, dung hợp chân khí và linh lực, công kích vật chất và công kích linh hồn hòa vào một thể. Lục Lâm Thiên rất muốn tìm cơ hội thử nghiệm. Nhưng trong một tháng nay không có chút tin tức về Huyền Vũ Hoàng tộc, ngược lại biết nhiều tin khác trong tổ yêu lâm. Ví dụ trong tổ yêu lâm có bao nhiêu gia tộc yêu thú hạng nhất, nơi nào có linh dược tốt nhất. Dương Quá hỏi Lục Lâm Thiên. Nhị đệ, mãi không tìm thấy tung tích Huyền Vũ Hoàng tộc, hay tìm cách khác thử xem. Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long. Tiểu Long có cách nào tìm được không? Trong lòng Lục Lâm Thiên biết đã hỏi dư thừa, nếu Tiểu Long liền nói ra từ lâu. Tiểu Long lắc đầu, nói. Lão đại, có lẽ những gia tộc yêu thú lớn một chút sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói. Nhưng những thế lực đại tộc yêu thú dường như không dễ chọc một. Có một số đại tộc yêu thú không dễ trêu vào, nếu chọc đến sẽ có hậu quả cực kỳ rắc rối. Nơi đây là tổ yêu lâm, thiên hạ của yêu thú, tốt nhất là đừng chọc vào. Chợt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm đằng trước. Có người đến. Không trung phía trước dao động. Cùng lúc đó một bóng người từ xa đang lao nhanh đến. Trong khoảnh khắc người đằng trước dường như thấy có mấy người trong hiệp cốc này nên lao nhanh tới, đột nhiên đáp xuống hiệp cốc. Người này khoảng 50 mấy tuổi, hơi xấu xí, đôi mắt thì sáng ngời, mái tóc ngắn, nhỏ con, mảnh khảnh. Nhìn từ xa người đó như con vượn khỉ. Người này vừa đáp xuống hiệp cốc, trước tiên quét mắt qua đám người Lục Lâm Thiên, lại nhìn Thiên Độc Yêu Long, bất ngờ thấy Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công. Người đó bước nhanh đi hướng Thiên Độc Yêu Long. Các vị chạy nhanh đi, đằng trước có yêu thú lợi hại đuổi đến. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Vũ Vương Bát Trọng Phong Hệ. Người này có tu vi Vũ Vương Bát Trọng Phong Hệ nhưng đi hướng Thiên Độc Yêu Long, chắc vì không nhận ra thực lực của Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá. Chỉ có Thiên Độc Yêu Long là dở thu giấu khí tức yêu thú trên người nhất, Vũ Vương Bát Trọng không nhìn thấu thể yêu thú của Thiên Độc Yêu Long. Xem nó là người dẫn đầu. Nhưng chắc Vũ Vương Bát Trọng nhận ra khí tức yêu thú trên người Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công. Ngay khi Vũ Vương Bát Trọng xấu xí đáp xuống đất thì phương xa xuất hiện hai thân hình khổng lồ. Thú ảnh thoáng hiện, hai tiếng thú hót trong trẻo vang lên. Gru gru, vù vù vù. Cùng với hai tiếng thú hót, hai thú ảnh đến bên trên hiệp cốc. Hai thú ảnh này so với yêu thú khác thì thể tích không lớn. Chỉ khoảng 200 thước nhưng khí thế cỡ thất giai hậu kỳ, gần đến đỉnh, đủ sức đối phó Vũ Vương, Linh Vương Bát Trọng. Lục Lâm Thiên nhìn hai con yêu thú, hơi ngạc nhiên. Hai con yêu thú cực kỳ huyễn lệ, mắt bắn ra tia sáng, đôi cánh duỗi ra tựa như phượng hoàng. Cánh chim có nhiều màu, chắc là vũ khí giết người. Cánh chim nhiều màu trùm lên toàn thân, dưới bụng có lông tơ màu trắng. Hai móng vuốt bén gấp khúc như làm bằng thép, cái mỏ sắc nhọn lóe tia sáng lạnh. Thải Vân Yêu Tước. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên vì Thải Vân Yêu Tước là yêu thú hiếm thấy, không ngờ gặp chúng trong tổ yêu lâm. Thải Vân Yêu Tước là yêu thú thuộc tính phong, nhưng bàn về tốc độ thì yêu thú bình thường không cách nào so sánh với nó, so với Thiên Sĩ Tuyết Sư không cách biệt quá xa. Nhìn hai con Thải Vân Yêu Tước đuổi theo, Vũ Vương Bát Trọng lại nói với đám người Thiên Độc Yêu Long. Các vị, chạy nhanh lên, hai con yêu thú này rất lợi hại. Dường như Vũ Vương Bát Trọng hy vọng mọi người chạy nhanh, nhưng khiến gã thất vọng là nhóm yêu thú phớt lờ gã. Hai con Thải Vân Yêu Tước xuất hiện trong hiệp cốc tỏa định Vũ Vương Bát Trọng ngay, mắt dữ dằn bắn ra sát khí, dường như có thù hận sâu đậm. Nhân loại chết tiệt, tộc của ta sẽ không tha cho các ngươi. Dường như hai con Thải Vân Yêu Tước cho rằng đám người Lục Lâm Thiên chung nhóm với Vũ Vương Bát Trọng. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc Vũ Vương Bát Trọng xấu xí. Người này xông đến chỉ vì muốn tìm người ngăn cản hai con Thải Vân Yêu Tước, để gã tiện chạy trốn.
Có lẽ Vũ Vương Bát Trọng trêu chọc đến tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Lâm Thiên liếc Vũ Vương Bát Trọng xấu xí một cái. Các hạ lo chạy trốn là được, hiện tại trốn còn kịp. Lục Lâm Thiên cũng không muốn bỗng dưng chọc vào tộc Thải Vân Yêu Tước. Vũ Vương Bát Trọng nghe vậy ngoái đầu nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng gian xảo. Các vị, sao ta có thể bỏ các người lại được? Là ta dẫn hai con nghiệt xúc đến, ta phải giải quyết chúng nó mới được. Vũ Vương Bát Trọng bị hai con Thải Vân Yêu Tước rượt theo, tốc độ không nhanh hơn chúng được, thực lực thì đối phó một con đã miễn cưỡng, tuyệt đối không đánh lại hai con. Khó khăn lắm mới gặp được mấy nhân loại này, tác dụng câu giờ cũng tốt, cho gã có cơ hội chạy trốn. Mấy người này chết hay sống chẳng liên quan gì gã. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng lạnh, hắn đã cho người này cơ hội chạy trốn nhưng vẫn muốn kéo hắn làm kẻ chết thay ngăn lại hai con Thải Vân Yêu Tước. Nhân loại chết tiệt, chết hết đi. Hai con Thải Vân Yêu Tước nhìn mấy nhân loại, đôi cánh vỗ giấy lên khe nứt sóng không gian, chuẩn bị tấn công. Thiên Độc Yêu Long phát ra tiếng gầm. Growl. Trong thanh âm xen lẫn long uy hùng hồn, tuy long uy không sánh bằng rồng thật sự nhưng mạnh hơn huyết mạch Thải Vân Yêu Tước một chút. Tính ra thì huyết mạch Thải Vân Yêu Tước mạnh hơn Phi Thiên Ngô Công chút xíu nhưng không tới trình độ Thiên Sĩ Tuyết Sư, càng không bằng Thiên Độc Yêu Long. Nghe tiếng gầm từ miệng Thiên Độc Yêu Long, hai con Thải Vân Yêu Tước giật mình phát ra tiếng rít sắc nhọn. Gru gru, growl. Thiên Độc Yêu Long lại gầm một tiếng, dường như hỏi hai con Thải Vân Yêu Tước chuyện gì. Hai con Thải Vân Yêu Tước líu díu trả lời. Gru gru. Vũ Vương Bát Trọng thuộc tính phong thấy cảnh này thì ngây người, gã phát hiện thanh niên áo đen, thanh niên áo trắng là yêu thú thất giai, nhưng không ngờ nam nhân áo đen cũng là yêu thú, tu vi rất cao. Xem khí thế đó làm lòng Vũ Vương Bát Trọng lạnh lẽo, nam nhân áo đen rất có thể là yêu thú bát giai. Nghĩ đến đây Vũ Vương Bát Trọng thuộc tính phong chậm rãi thụt lùi. Thiên Độc Yêu Long trầm thấp gầm lên, chắc đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Thải Vân Yêu Tước kể. Growl. Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi Độc Long lão đệ. Độc Long huynh, chuyện gì vậy? Thiên Độc Yêu Long truyền âm trả lời. Trưởng môn, người này đánh chết một con Thải Vân Yêu Tước thất giai trung kỳ, lấy yêu đan, còn cắt hai cánh Thải Vân Yêu Tước muốn luyện chế linh khí bay. Hai con Thải Vân Yêu Tước hy vọng ta nghĩ tình cùng là yêu thú đừng ngăn cản chúng nó đánh chết người này, chúng nó muốn cướp về đôi cánh Thải Vân Yêu Tước. Chúng nó tuyệt đối không cho phép thân thể của thú trong tộc rơi vào tay người khác. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hắn hơi hiểu được. Đối với chủng tộc yêu thú huyết mạch cao một chút tuyệt đối không cho ai đụng vào thi cốt tộc nhân của mình, cũng không cho đồng bào bị luyện hóa, càng không cho phép ai thu đồng bào của mình làm tọa kỵ, nếu phát hiện sẽ truy sát cùng trời cuối đất. Vũ Vương Bát Trọng giết một con Thải Vân Yêu Tước, lấy đi yêu đan, còn cướp đôi cánh, tộc Thải Vân Yêu Tước tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Lục Lâm Thiên vốn không muốn nhúng tay vào việc này, người giết yêu thú giết người, đây vốn là việc kinh thiên địa nghĩa, vô hình chung có thiên đạo điều khiển. Chuyện không liên quan gì hắn, Lục Lâm Thiên cũng không quản lý được tất cả. Nhưng Vũ Vương Bát Trọng muốn kéo nhóm Lục Lâm Thiên làm kẻ chết thay, vậy hắn không bỏ qua được. Nếu tộc Thải Vân Yêu Tước cho rằng bọn họ liên quan với Vũ Vương Bát Trọng thì sẽ rất rắc rối, dù gì đang trong tổ yêu lâm. Lục Lâm Thiên nói. Độc Long huynh, vậy hãy giết người này giúp chúng ta nó đi. Chuyện này không liên quan Lục Lâm Thiên, đành để Vũ Vương Bát Trọng xui xẻo. Muốn âm người khác tiếc rằng gã đã chọn nhầm đối tượng. Trực giác Vũ Vương Bát Trọng nhạy cảm nhận thấy có chuyện không hay, gã cũng biết mình đã làm chuyện gì. Vũ Vương Bát Trọng giết yêu thú tộc Thải Vân Yêu Tước, lấy đi yêu đan và đôi cánh, gã định trở về tìm người luyện chế thành một món linh khí bay. Vũ Vương Bát Trọng ý định tìm mấy người bám chân hai con Thải Vân Yêu Tước đuổi bắt, ai ngờ mấy người này có thủ lĩnh yêu thú. Vũ Vương Bát Trọng biết rõ chuyện gã làm tuyệt đối không được tha thứ trong yêu thú, là hành động mà yêu thú căm hận nhất, dù là yêu thú xa lạ cũng sẽ ra tay đối phó gã. Giống như con yêu thú giết người trên đại lục Linh Vũ, Vũ Giả, Linh Giả xung quanh sẽ xúm lại giết con yêu thú này. Vèo. Ngay giây phút Vũ Vương Bát Trọng thấy tình hình không ổn thì lắc người. Ánh sáng bạc bắn ra từ dưới chân, gã cuống cuồng chạy trốn. Thiên Độc Yêu Long phát hiện động tác của Vũ Vương Bát Trọng, râu rồng rung rung, thân hình như tháp sắt tiến lên một bước, yêu nguyên tụ tập quanh thân. Trên bầu trời đột nhiên tràn ngập khí tức cuồng bạo, Vũ Vương Bát Trọng xấu xí mới lên cao đã bị lực lượng vô hình bao lấy, không thể nhúc nhích. Thiên Độc Yêu Long quát to.
còn muốn trốn, chậm rồi. Hiện tại thiên độc yêu long có thể dễ dàng giải quyết một vũ vương bát trọng, trưởng ấn màu lam to lớn bay ra khỏi tay hắn chụp về hướng vũ vương bát trọng. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang điếc tai, vũ vương bát trọng bị giam cầm trong không gian, thiên độc yêu long vỗ một trưởng đánh nát. Kinh khí bàng bạc cuồn cuộn dữ dội, năng lượng cực kỳ cu ỏng bạo tràn ngập. Cả không gian kình phong tàn phá như động đất. Phập xoẹt. Vũ vương bát trọng xấu xí như chim gãy cánh từ không trung tầm thấp rớt xuống. Miệng hộc ngụm máu tươi, đập thủng cái lỗ to dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó thiên độc yêu long đã bay đến bên cạnh vũ vương bát trọng, mấy cấm chế giáng xuống. Vũ vương bát trọng bị thiên độc yêu long giam cầm thô bạo ném cho hai con thải vân yêu tước. Thiên độc yêu long nói. Giao cho các ngươi. Vù vù vù. Hai con thải vân yêu tước lộ ánh mắt vui mừng, ánh sáng bảy sắc bừng lên quanh thân. Cơ thể to lớn rút nhỏ biến hình người cầm vũ vương bát trọng trong tay. Hai con thải vân yêu tước biến hình người một nam một nữ, bề ngoài trung niên. Hình người thì nam tuấn tú, nữ xinh đẹp lung linh. Chỉ có vũ vương bát trọng lòng rung động, từ trong tay thiên độc yêu long làm gã chắc chắn đẳng cấp tu vi của nó. Vũ vương bát trọng vốn muốn tìm mấy kẻ chết thay ai ngờ đụng chúng yêu thú bát giai, coi như gã xui. Rơi vào tay tộc thải vân yêu tước. Có thể biết được kết cuộc của gã ra sao. Hai con thải vân yêu tước biến hình người, nữ nhân xinh đẹp cung kính hành lễ hướng thiên độc yêu long, hỏi. Không biết đại danh của các hạ là. Mới rồi bọn họ cũng nhìn ra đẳng cấp tu vi của thiên độc yêu long, bát giai, mạnh hơn bọn họ. Hai thải vân yêu tước nhìn hướng lục tâm đồng, dương quá, lục lâm thiên, dường như đã nhìn ra bọn họ là nhân loại. Thải vân yêu tước hành xử rất lễ phép. Thiên độc yêu long thì không khách sáo mấy. Gọi ta độc long là được. Nữ nhân linh lung nhìn đám người lục lâm thiên, lục tâm đồng rồi quay sang hỏi thiên độc yêu long. Độc long tiền bối có ơn lớn với tộc thải vân yêu tước ta, gần ngay phía trước là tộc thải vân yêu tước ta, hay mời tiền bối đi tộc thải vân yêu tước để chúng ta biểu đạt lòng cảm kích với tiền bối được không? Thiên độc yêu long từ chối lời mời ngay. Không cần, các người đi đi. Bọn họ còn phải tìm Huyền Vũ hoàng tộc, không rảnh ghé tộc thải vân yêu tước chơi. Thấy thiên độc yêu long từ chối, nữ nhân linh lung mắt lóe tia sáng nhìn nó, ngần ngừ rồi hỏi. Tiền bối, xin hỏi, tiền bối có linh phó không? Trong một giây thiên độc yêu long liếc trộm lục lâm thiên. Lục lâm thiên chưa từng thấy linh phó nhưng cũng không xa lạ, nhân loại bắt yêu thú làm tọa kỵ, trong tổ yêu lâm có một số gia tộc yêu thú cũng sẽ bắt nhân loại phục vụ cho mình. Linh phó là một loại trong đó, cụ thể hơn là bắt linh giả về để luyện chế đan dược cho yêu thú. Lục lâm thiên nhẹ gật đầu, hắn muốn biết thải vân yêu tước tìm linh phó làm gì. Thiên độc yêu long nhìn hai con thải vân yêu tước, nhẹ gật đầu, nói. Có. Nữ nhân linh lung vẻ mặt vui mừng. Thật không? Nữ nhân hỏi, xin hỏi tiền bối là linh phó của người có đẳng cấp gì? Ánh mắt thiên độc yêu long âm trầm lạnh nhạt nói, ta không cần thiết nói cho ngươi biết chứ. Nữ nhân linh lung hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Là ta thất lễ, xin tiền bối đừng trách. Nữ nhân linh lung thế mới nhận ra nàng hơi thất lễ, đối phương là đẳng cấp bát giai. Nữ nhân linh lung nói. Tiền bối, chuyện là vậy. Mấy ngày trước công chúa tộc ta bị người đánh lén làm bị thương, mãi không thể phục hồi. Yêu vương tộc ta đang tìm linh phó thực lực mạnh một chút trị thương cho công chúa nhà ta. Đã tìm được vài linh phó nhưng thực lực không đủ, nếu linh phó của tiền bối có thể chữa khỏi vết thương cho công chúa tộc ta thì tộc thải vân yêu tước nguyện tặng trọng bảo yêu linh tinh trong tộc cho tiền bối. Mắt lục lâm thiên nổi lên hứng thú. Yêu linh tinh. Người bình thường không biết đây là thứ gì nhưng lục lâm thiên từng thấy yêu linh tinh trong ngọc giản ngày xưa nam thúc đưa cho. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường. Nó là một sự tồn tại đặc biệt. Nghe đồn trong động phủ chôn xác một số đại tộc yêu thú qua mấy ngàn đến vạn năm, thiên thời địa lợi nhân hòa mới có cơ hội hình thành yêu linh tinh. Lục lâm thiên truyền âm vào tai thiên độc yêu long. Độc long huynh, chúng ta đi xem thử trước, huynh cứ coi ta như linh phó. Yêu linh tinh là thứ tốt, có nhiều tác dụng cho yêu thú, cũng có ích lớn với vũ giả. Tác dụng của yêu linh tinh tương đương yêu đan. Lục lâm thiên không biết yêu linh tinh này đến đẳng cấp gì nhưng đi xem thử cũng không chết. Nghe lục lâm thiên nói, thiên độc yêu long nhìn nữ nhân linh lung, hỏi. Ta có thể đi xem thử, nếu trị lành cho công chúa tộc ngươi là tốt nhất, còn không được thì ta cũng đành chịu.
Nam nhân trung niên thấy Thiên Độc Yêu Long đồng ý mang linh phó đi nhìn xem thì hân hoan nói. Tiền bối đồng ý đi là quá tốt rồi, nếu có thể trị lành vết thương cho công chúa chắc chắn sẽ tặng yêu linh tinh. Mọi người theo hai con Thải Vân Yêu Tước đi tộc Thải Vân Yêu Tước. Vũ Vương Bát Trọng bị nam nhân trung niên xách trong tay, mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng. Quay về tộc Thải Vân Yêu Tước là gã tiêu đời chắc rồi. Lục Lâm Thiên vốn không muốn đi tộc Thải Vân Yêu Tước làm gì, nhưng nghe có yêu linh tinh lại khác. Yêu linh tinh có giá trị khá lớn, quan trọng nhất là giúp ích nhiều cho hắn. Nếu có được yêu linh tinh thì tốt nhất, hơn nữa trong tổ yêu lâm này đóng giả làm linh phó là cách hay nhất. Yêu thú trong tổ yêu lâm không có nhiều hảo cảm với nhân loại, đặc biệt tộc Thải Vân Yêu Tước mới rồi còn truy sát một nhân loại, có hảo cảm với nhân loại mới là lạ. Dọc đường đi nữ nhân linh lung nói đi một chút là tới tộc Thải Vân Yêu Tước, kết quả một chút là khiến Lục Lâm Thiên bay gần hết một ngày, mãi đến trạng vạng mới tới một sơn mạch. Sơn mạch cực kỳ thú mỹ, linh khí thiên địa đậm đặc hơn nhiều. Núi non chập trùng, cao ngất đâm thủng tầng mây, phong cảnh tú lệ. Trên mấy ngọn núi có vài thác nước trút xuống như bức tranh sơn thủy. Trong dãy núi có nhiều kiến trúc, toàn dùng đá to tu sửa, bề mặt mài trơn nhãn. Phong cách kiến trúc giống nhân loại, trong đại tộc yêu thú phỏng theo kiến trúc nhân loại không có gì lạ. Nhưng kiến trúc này khiến Lục Lâm Thiên thấy hơi lạ, đủ mọi màu sắc, cực kỳ huyễn lệ. Vù vù vù. Mấy người mới vào sơn mạch liền có nhiều Thải Vân Yêu Tước đập cánh bay ra. Mấy chục Thải Vân Yêu Tước khí thế không mạnh, cỡ nhị giai, tam giai. Hai con đi đầu là lục giai, thấy hai Thải Vân Yêu Tước hình người thì tôn kính hành lễ, mắt tò mò nhìn nhóm Thiên Độc Yêu Long, Lục Lâm Thiên. Lát sau, trong một kiến trúc to lớn sặc sỡ nhiều màu xây dựa vào núi. Thiên Độc Yêu Long và đám người được nữ nhân linh lung đưa vào trong đại điện. Bên trong có nhiều chiếc ghế bằng đá to lớn. Tộc Thải Vân Yêu Tước này thực lực không yếu. Trong đại điện này Lục Lâm Thiên thấy khoảng 10 người, tuy đều là hình người nhưng tất cả là Thải Vân Yêu Tước đẳng cấp thất giai trung kỳ, thất giai hậu kỳ. Trong khi nữ nhân linh lung giới thiệu cho Thiên Độc Yêu Long thì Lục Lâm Thiên mới biết toàn là trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước. Tham kiến tộc trưởng, 5 vị trưởng lão. Trong đại điện, 6 người đi tới. Người đi đầu bộ dạng nữ nhân 30 mấy tuổi, mái tóc dài màu đỏ nhạt, khuôn mặt xinh đẹp. Thân hình thướt tha cao kiều. Đặt ở nhân loại thì nàng rất hấp dẫn, đôi mắt ủ rũ nhưng vẫn lóe tia sáng. Năm người đi phía sau quần áo cực kỳ huyễn lệ, sặc sỡ nhiều năm, bộ dạng trung niên và lão nhân nhưng tuổi thật có lẽ hơn xa. Khí thế của 6 người đều là bát giai, nếu tính bình thường thì ít nhất cũng cỡ ngàn tuổi, nhưng vẫn xem như nhỏ tuổi. Lục Lâm Thiên nhìn mấy người kia ngay, 4 bát giai sơ kỳ, 2 bát giai trung kỳ, tộc trưởng đi đầu thực lực mạnh nhất. Gần bát giai trung kỳ đỉnh phong. Mỹ phụ trung niên tốc độ thướt tha đi vào đại điện, ra hiệu mọi người miễn lễ. Miễn lễ. Ánh mắt Mỹ phụ trung niên lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Thiên Độc Yêu Long. Ta là tộc trưởng của tộc Thải Vân Yêu Tước, Vân Giao. Chắc các hạ là Độc Long lão đệ đúng không? Đa tạ Độc Long lão đệ ra tay trợ giúp tộc ta bắt nhân loại đã có hành động sỉ nhục tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Không cần khách sáo, chỉ tiện tay mà thôi. Thiên Độc Yêu Long không dám lỗ mãng, đối phương là bát giai trung kỳ, thực lực mạnh hơn Thiên Độc Yêu Long, đối phương gọi một tiếng lão đệ cũng không dám phản đối. Vân Giao hỏi Thiên Độc Yêu Long. Ta nghe nói bên cạnh Độc Long lão đệ có linh phó, không biết là đẳng cấp gì. Đoạn thời gian trước tiểu nữ bị người đánh bị thương mãi không lành được, không biết Độc Long lão đệ có thể ra tay giúp đỡ không? Nếu chữa lành được vết thương cho tiểu nữ thì ta nguyện dùng yêu linh tinh đền đáp. Trong mắt Vân Giao tràn đầy nôn nóng. Thiên Độc Yêu Long nói. Ta sẽ kêu linh phó đi xem thử, đành cố gắng hết sức. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên đã dặn nên Thiên Độc Yêu Long biết nói thế nào. Lục Lâm Thiên nhìn ra được thực lực tộc Thải Vân Yêu Tước không thấp, mới rồi hắn thấy trong tộc có nhiều nô bộc nhân loại bị bắt nhốt. Công chúa Thải Vân Yêu Tước bị thương, toàn tộc bất đắc dĩ, chắc tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên không biết có cách nào cứu công chúa không nên ngay từ đầu cũng không dám vỗ ngực tự tin. Vân Giao lập tức mang mọi người ra đại điện. Mời đi theo ta. Thải Vân Yêu Tước trong tộc đều xem đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá là linh phó của Thiên Độc Yêu Long nên thái độ hờ hững. Ngược lại Vân Giao, các trưởng lão đều đánh giá cao Thiên Độc Yêu Long. Người có được linh phó, cộng thêm thực lực của Thiên Độc Yêu Long, e rằng lai lịch không nhỏ.
Dọc đường Vân Giao cố gắng tìm hiểu lai lịch của Thiên Độc Yêu Long, nhưng Thiên Độc Yêu Long kín miệng như bưng, nàng không tìm hiểu được gì. Lát sau, trong một kiến trúc tinh xảo cũng sặc sỡ nhiều màu, trang sức cực kỳ tinh trí. Trong một gian phòng, trên giường ngọc xinh đẹp, một nữ nhân đang nằm thẳng. Nữ nhân khoảng 24-25 tuổi, đầu đội vương miện nhiều màu, mặc nhung trang màu hồng, đường cong thân thể nhấp nhô, khuôn mặt rất xinh đẹp, da trắng bóc, mũi nhỏ xinh, môi anh đào. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch. Vân Giao khẽ thở dài. Độc Long lão đệ, đây chính là tiểu nữ, kêu linh phó của ngươi xem thử đi. Ta tìm nhiều linh phó của bằng hữu xem thử nhưng bất lực. Không đợi Thiên Độc Yêu Long mở miệng, Lục Lâm Thiên đã đến bên giường ngọc, nhìn nữ nhân nằm trên giường. Biểu tình Lục Lâm Thiên nghi ngờ, tay kết thủ ấn, mấy chỉ ấn điểm vào người nàng. Vân Giao nhìn động tác của Lục Lâm Thiên, nàng muốn nói gì nhưng cuối cùng nén lại. Kiểm tra xong, Lục Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nói với Vân Giao. Linh hồn bị thương, có một luồng linh hồn lực đang xâm thực linh hồn của nàng, e rằng trong vòng 3 ngày sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên, thầm lấy làm lạ. Không ngờ ngươi có thể nhìn ra. Trong thời gian này Vân Giao tìm nhiều bằng hữu mang linh phó đến nhưng hết cách, không tìm ra được nguyên nhân cụ thể chứ đừng nói cái khác. Vân Giao đã tự kiểm tra, linh hồn trong đầu nữ nhi có dị trạng, nhưng nàng bất lực. Thấy Lục Lâm Thiên nhìn ra chứng mệnh, ánh mắt Vân Giao mong chờ nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi có cách gì không? Vân Giao mới dứt lời thì nữ nhân linh lung lúc trước dẫn đám người Lục Lâm Thiên đến tộc Thải Vân Yêu Tước vội vàng chạy vào nói. Tộc trưởng, người của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến, nói là liên quan vết thương của tiểu thư. Vân Giao biến sắc mặt nói. Độc Long lão đệ, ta đi rồi về ngay. Vân Giao lên tiếng chào xong cùng mấy trưởng lão vội vàng rời đi, để lại một mình nữ nhân linh lung ở trong phòng cùng mọi người. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Một lần nữa nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường ngọc. Vết thương của nàng ta hơi kỳ lạ. Thiên Độc Yêu Long truyền âm hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn có nắm chắc không? Lục Lâm Thiên liếc nữ nhân nằm trên giường ngọc, nói. Vấn đề không lớn, chẳng qua bị người bày một số thủ đoạn nham hiểm muốn khống chế linh hồn. Lục Lâm Thiên kiểm tra trong đầu Thải Vân Yêu Tước này có một linh hồn lực đang xâm thực linh hồn Thải Vân Yêu Tước, mục đích là khống chế. Nhưng dường như người ra tay lúc hành động gặp chút rắc rối, cộng thêm linh hồn Thải Vân Yêu Tước này khá mạnh cho nên chống đỡ tới tận lúc này. Nhưng người ra tay có chút thủ đoạn, người bình thường rất khó phát hiện ra, thủ đoạn rất nham hiểm. Nếu qua thêm vài ngày thì Thải Vân Yêu Tước này sẽ không chống đỡ được nữa, lúc đó thì chết chắc. Lát sau Vân Giao cùng mấy trưởng lão trở về, lúc về mang thêm 5 người. 3 nam nhân trung niên, 1 lão nhân, 1 bà lão. Lục Lâm Thiên nhìn 3 người này thì mắt lóe tia sáng không ai thấy. Nhìn khí thế vô hình từ 5 người trong đó có 2 nhân loại, 3 yêu thú. Bà lão mặc áo đỏ, ánh mắt âm độc, tu vi đến bát giai sơ kỳ. 2 nam nhân trung niên mắt ưng mũi khoằm, tu vi không thấp, thất giai hậu kỳ. 2 nhân loại làm Lục Lâm Thiên hơi tò mò, nam nhân trung niên cỡ tu vi vũ xuất lục trọng, người kia là khí tức linh vương, dường như là linh vương ngũ trọng. Vân Giao đi vào phòng, hỏi bà lão. Hỏa Hồng trưởng lão, Hàm Nhi đã hôn mê 1 tháng, người của trưởng lão thật sự có thể chữa khỏi sao? Bà lão nhìn Vân Giao. Vân tộc trưởng yên tâm đi, linh phó của tộc trưởng ta đã đến thì chắc chắn có cách, miễn Vân tộc trưởng đồng ý điều kiện của tộc trưởng ta là được. Ánh mắt bà lão tự tin như thể chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nữ nhân trên giường ngọc. Mắt Vân Giao hấp háy, cắn răng nói. Chỉ cần chữa khỏi cho tiểu nữ thì ta đồng ý điều kiện. Bà lão nói. Vậy là được, vết thương của công chúa cứ giao cho ta. Bà lão liếc hướng linh vương ngũ trọng, nói. Đi xem vết thương của công chúa xem có thể chữa được không. Linh vương ngũ trọng lên tiếng. Tuân lệnh. Linh vương ngũ trọng nhấc chân đi hướng nữ nhân trên giường ngọc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm chừng linh vương ngũ trọng. Lui xuống cho ta. Khó khăn lắm mới vào tộc Thải Vân Yêu Tước, chữa hết cho công chúa Thải Vân Yêu Tước là sẽ được yêu linh tinh, đối với người khác có lẽ bó tay nhưng với Lục Lâm Thiên thì không khó chữa bệnh cho công chúa, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu để linh vương ngũ trọng nhúng tay, chuyến này hắn đến tay không? Quan trọng nhất là Lục Lâm Thiên muốn có yêu linh tinh kia. Lục Lâm Thiên quát làm linh vương ngũ trọng sửng sốt. Thiên Độc Yêu Long hỏi. Vân tộc trưởng,
tộc Thải Vân yêu tước của người kêu ta đến chẳng lẽ là để hóng mát sao? Thiên độc yêu long biết ý đồ của Lục Lâm Thiên, nếu để những người này chữa cho công chúa thì sẽ vụt mất yêu linh tinh. Vân Giao tộc trưởng xin lỗi Thiên độc yêu long. Độc long lão đệ, rất có lỗi, ta sẽ không để các người đến không, lát nữa ta sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Nhưng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng có người bảo đảm sẽ chữa lành cho tiểu nữ, nên lần này làm phiền độc long lão đệ. Bà lão áo đỏ nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hừ lạnh một tiếng. Hừ, bà lão áo đỏ xem Lục Lâm Thiên là người hầu của Thiên độc yêu long, linh phó không có địa vị trong yêu thú. Bà lão áo đỏ hờ hững liếc Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí thế trên người hắn thì càng không thèm để vào mắt. Bà lão áo đỏ nói với Linh Vương Ngũ Trọng. Mặc kệ đi, mau xem vết thương của công chúa. Linh Vương Ngũ Trọng gật đầu, liếc Lục Lâm Thiên một cái rồi đi hướng giường ngọc. Tính tình Thiên độc yêu long không hiền gì, lúc này không nhịn nữa, quát to. Kêu ta đến liền đến, bảo ta đi thì đi, không biết Vân Giao tộc trưởng xem ta là cái gì. Vân Giao biến sắc mặt, đang định nói chuyện. Bà lão áo đỏ hờ hững liếc Thiên độc yêu long, nói. Các hạ thuộc tộc nào? Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta muốn cứu công chúa, các hạ tốt nhất là lui ra đi. Hơn nữa các ngươi có khả năng cứu người không? Thiên độc yêu long đâu thèm để ý tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trừ tứ đại hoàng tộc ra không có yêu thú, linh thú nào là lọt vào mắt Thiên độc yêu long được. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chó chết gì, bớt kêu la trước mặt ta đi. Bà lão áo đỏ nghe lời Thiên độc yêu long nhục mã thì tức giận quát. Khốn kiếp, ngươi khinh thường tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Đôi mắt âm độc càng thêm âm trầm nhìn Thiên độc yêu long chăm chú. Vân Giao biến sắc mặt nói. Hai vị hãy nể mặt ta, làm ơn bình tĩnh đừng nóng. Thiên độc yêu long không nể, râu rồng run run, tức giận quát. Mặt mũi của ngươi, ngươi không nể mặt ta thì tại sao ta phải nể ngươi? Coi ta là đồ chơi phải không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đã đến, người này ta cứu là cứu, không cứu cũng phải cứu. Ánh mắt bà lão áo đỏ âm trầm, yêu nguyên dâng lên quanh thân. Hừ, theo ta thấy ngươi cố ý kiếm chuyện. Không khí trong phòng bắt đầu nóng cháy. Thiên độc yêu long không sợ gây chuyện, yêu nguyên cũng dâng cao, bộ dáng sắp đánh nhau. Ha ha ha, gà mái già muốn đánh nhau phải không? Ta chơi với ngươi. Vân Giao thấy vậy nét mặt xa sầm nói. Hai vị xem tộc Thải Vân yêu tước ta là gì? Xin hai vị hãy tự trọng. Vân Giao phát ra khí thế. Bà lão áo đỏ, Thiên độc yêu long mắt lóe tia sáng. Đây dù gì là trong Thải Vân yêu tước. Hai người thu thế lại. Vân Giao nhìn Thiên độc yêu long và bà lão, nói. Độc long lão đệ, là Thải Vân yêu tước ta mời lão đệ đến, vậy để lão đệ đến trước đi. Nếu linh phó của lão đệ không thể cứu người thì lại đến lượt linh phó do Hỏa Hồng trưởng lão mang đến. Thiên độc yêu long mắt lóe tia sáng nói. Không thành vấn đề. Trưởng môn lên trước thì Thiên độc yêu long không ý kiến gì. Bà lão áo đỏ lườm Thiên độc yêu long. Được rồi, để xem các ngươi có bản lĩnh gì chữa khỏi được. Mới rồi người này gọi bà là gà mái già, làm bà lão áo đỏ tức ngứa răng. Lục Lâm Thiên nghe vậy mắt lóe tia sáng, đi tới trước mặt công chúa tộc Thải Vân yêu tước. Lục Lâm Thiên kêu nữ nhân Linh Lung nâng công chúa khoanh chân ngồi dậy. Nữ nhân Linh Lung vốn không muốn nghe lời Lục Lâm Thiên, nhưng vì liên quan đến việc cứu chữa cho công chúa nên không càu nhàu gì. Nữ nhân Linh Lung nâng công chúa ngồi dậy, khoanh chân lại. Lục Lâm Thiên ngồi trước mặt công chúa, quay đầu nói với Vân Giao. Tộc trưởng, linh hồn của công chúa bị linh giả bày ra thủ đoạn nham hiểm, vốn là muốn dùng thủ đoạn khống chế trong đầu công chúa nhưng có lẽ giữa đường bị quấy nhiễu, cộng thêm linh hồn của công chúa không yếu nên người kia thất bại. Bởi vì công chúa mới đột phá tu vi thất giai trung kỳ không lâu, tính ra người bày thủ đoạn này cho công chúa ước chừng là Linh Vương Tứ Trọng, Ngũ Trọng. Lục Lâm Thiên nói xong ánh mắt cố ý vô tình liếc hướng Linh Vương Ngũ Trọng. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng không thèm nhìn đã biểu hiện tràn đầy tự tin khiến Lục Lâm Thiên buộc phải nghi ngờ chuyện này liên quan đến Linh Vương Ngũ Trọng. Chỉ dựa vào một điểm đó Lục Lâm Thiên không nghi ngờ quá nhiều, vì mới rồi hắn kiểm tra linh hồn lực trong người công chúa, khí tức đó rất giống Linh Vương Ngũ Trọng trước mắt, dường như cùng một nguồn gốc. Nên Lục Lâm Thiên không cách nào không nghi ngờ. Lục Lâm Thiên không quan tâm mấy chuyện này. Hắn chỉ lo cứu người lấy được yêu linh tinh là ổn. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, trán bắn ra luồng sáng trắng. Ánh sáng trắng chui vào trán công chúa,
cùng lúc đó thân thể công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước run nhẹ. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, đám người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng như bà lão đều hơi thay đổi sắc mặt. Vân Giao tộc trưởng hơi nhướng mày, đặc biệt khi Lục Lâm Thiên nhìn hướng Linh Vương Ngũ Trọng, ý nghĩa không cần nói cũng đã rõ. Vèo. Luồng linh hồn lực của Lục Lâm Thiên chui vào đầu công chúa, tiến vào không gian linh hồn. Chính giữa không gian linh hồn có một vách tường trong suốt màu đen chắn linh hồn lực của Lục Lâm Thiên bên ngoài, không thể đi vào. Nếu dỡ bỏ vách tường này sẽ ảnh hưởng công chúa Thải Vân Yêu Tước, có lẽ vì bức tường này khiến nhiều linh phó đã xem qua nhưng không tìm ra nguyên nhân được. Tuy nhiên thủ đoạn này ở trước mặt Lục Lâm Thiên thì không đáng một đồng. Một luồng linh hồn lực phun ra cưỡng ép bao lấy vách tường linh hồn, tách nó ra rồi dễ dàng phá hủy mà không ảnh hưởng không gian linh hồn của công chúa Thải Vân Yêu Tước. Trong không gian linh hồn, luồng linh hồn của Lục Lâm Thiên đi thẳng vào trung tâm, thấy hồn anh của công chúa. Đó là hình dạng con Thải Vân Yêu Tước to cỡ bàn tay đang giãy giụa, bên ngoài hồn anh có rải sáng đen linh hồn lực đang bao bọc hồn anh của công chúa. Hồn anh Thải Vân Yêu Tước cố gắng vùng vẫy nhưng ngày càng yếu dần, trên hồn anh đã có ánh sáng đen bám vào, xem bộ dáng khó chống đỡ được lâu. Lúc này Linh Vương Ngũ Trọng luôn đứng gần Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra một thủ ấn. Vèo! Thủ ấn xuyên qua không gian mang theo sóng không gian lấp lóe công kích Lục Lâm Thiên. Vân Giao hét to một tiếng. Khốn kiếp, ngươi làm gì? Nhưng Vân Giao không kịp ngăn lại, Linh Vương Ngũ Trọng cách linh phó đó quá gần. Vèo! Lúc này một bóng người ánh sáng vàng lóe qua che trước mặt Lục Lâm Thiên, người hiện hình quát lạnh, chảo ấn bắn ra chộp thủ ấn trong lòng bàn tay. Người ánh sáng vàng chính là Tiểu Long. Lòng bàn tay Tiểu Long lóe ngọn lửa màu vàng đốt thủ ấn thành tro. Lão đại đang làm việc, Tiểu Long và Tuyết Sư sớm thói quen ở một bên hộ pháp. Chỉ là Linh Vương Ngũ Trọng làm sao tập kích chúng lão đại được. Dù Tiểu Long, Tuyết Sư không ở thì còn Lục Tâm Đồng, dương quá. Cùng lúc đó một tiếng quát vang bên tai Linh Vương Ngũ Trọng. Không biết lượng sức, Linh Vương Ngũ Trọng biến sắc mặt định thụt lùi nhưng không thể nhúc nhích, lực lượng không gian trói buộc. Linh Vương Ngũ Trọng thấy một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt, cùng lúc đó đã bị thiếu nữ xinh đẹp bày cấm chế trên người. Bà lão áo đỏ biến sắc mặt hét to một tiếng. Các ngươi càn rỡ. Nhưng bà lão áo đỏ mới nhúc nhích thì Vân Giao đã đến bên cạnh bà lão, quát to. Hỏa Hồng trưởng lão nên giải thích vài lời cho ta về chuyện này. Mấy trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước lập tức bảo vệ trước giường ngọc. Vân Giao rất tức giận. Mới rồi linh phó tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng xuống tay với linh phó của Độc Long, chuyện này liên quan an toàn nữ nhi của nàng, sơ sẩy một cái là nữ nhi của nàng cũng gặp họa. Bà lão áo đỏ mắt hấp háy. Vân tộc trưởng, ta cũng không biết tại sao linh phó này đột nhiên ra tay, ta sẽ điều tra kỹ càng. Trước ánh mắt tức giận của Vân Giao làm bà lão áo đỏ run run, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Vân Giao âm trầm, nhưng đã hơi nguôi giận. Hy vọng trưởng lão sẽ cho ta một giải thích hợp lý. Bà lão áo đỏ nhìn linh phó bị giam cầm trong tay Lục Tâm Đồng, đưa mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long. Mau kêu người của ngươi thả linh phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta ra. Thiên Độc Yêu Long trợn to mắt nói. Dám đánh lén người của ta, chuyện chưa xong đâu. Ngươi có thể đi khỏi được không phải xem ta có vui lòng hay không. Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng trừng bà lão áo đỏ. Uy hiếp huyết mạch vô hình làm bà ta không kiềm chế được thụt lùi một bước. Vèo. Lúc này từ giường ngọc truyền đến khí dao động. Cùng lúc đó Linh Vương Ngũ Trọng bị Lục Tâm Đồng giam cầm ánh mắt khó xem. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn. Phù. Một luồng linh hồn lực bay ra khỏi trán công chúa Thải Vân Yêu Tước. Đôi mắt khép mở ra, Lục Lâm Thiên không thèm nhìn bốn phía, như thể chuyện vừa diễn ra đều nằm trong sự quan sát của hắn. Lục Lâm Thiên nhìn công chúa Thải Vân Yêu Tước chằm chằm, trong ánh nhìn của hắn, công chúa từ từ mở mắt ra. Thấy nữ nhi có phản ứng, Vân Giao tộc trưởng xông lên ngay, đôi mắt ướt nước căng thẳng nhìn. Hàm nhi. Mấy ngày nay Vân Giao lo lắng phập phồng, nàng chỉ có một nữ nhi nên luôn rất cưng yêu. Công chúa mở mắt ra, đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Công chúa thấy mẫu thân thì lộ biểu tình mừng rỡ. Mẫu thân. Thấy công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước tỉnh lại, bà lão áo đỏ biểu tình cực kỳ khó xem. Vân Giao nhìn nữ nhi, hỏi. Hàm nhi, mau cho ta biết là ai tập kích, làm Hàm nhi bị thương nặng. Ánh mắt Vân Giao cố ý vô tình liếc Linh Vương Ngũ Trọng bị Lục Tâm Đồng giam cầm.
Công chúa đáp. Không biết, người tập kích nữ nhi đeo mặt nạ, là linh vương nhân loại. Lục Lâm Thiên đứng dậy, nhìn chằm chằm linh vương ngũ trọng bị Lục Tâm Đồng chộp trong tay. Tiểu Long hỏi. Lão đại, giải quyết người này thế nào? Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh linh vương ngũ trọng, hờ hững nhìn. Trong đôi mắt kinh hoàng của linh vương ngũ trọng, Lục Lâm Thiên chụp chảo ấn xuống thiên linh cái của linh vương ngũ trọng. Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật, linh vương ngũ trọng hét thảm. A, à, linh vương ngũ trọng không có sức chống cự. Bà lão áo đỏ không biết Lục Lâm Thiên định làm gì nhưng nhìn ra được tuyệt đối không phải chuyện tốt, định tấn công. Chết tiệt, dừng tay. Thiên độc yêu long lắc người chắn trước mặt bà lão áo đỏ. Gà mái già, nhúc nhích thử xem, ta bảo đảm sẽ nhổ sạch lông gà trên người của ngươi. Tuy cùng thực lực bát giai sơ kỳ nhưng thiên độc yêu long tự tin dư sức chừng trị con gà mái già này. Trong lúc tạm dừng thì bên kia linh vương ngũ trọng đã ngừng gào rú, cấm chế bị Lục Lâm Thiên giải mở. Lục Lâm Thiên ném linh vương ngũ trọng xuống đất trượt xa mấy thước. Linh vương ngũ trọng phun ngụm máu, mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt trong trẻo hơn trước kia. Phụt! Linh vương ngũ trọng phun ngụm máu rồi bò dậy ngay, hành lễ hướng Lục Lâm Thiên. Đa tạ đại nhân ra tay giải ấn ký cho ta. Ấn ký linh hồn trong đầu linh vương ngũ trọng đã được cởi bỏ, không lo bị tộc hỏa vũ ngốc ưng điều khiển nữa. Bị yêu thú khống chế là chuyện vô cùng thê thảm. Lục Lâm Thiên nói với linh vương ngũ trọng. Hãy kể lại chuyện người tập kích công chúa tộc Thải Vân yêu tước đi. Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật đã xem hết ký ức trong đầu linh vương ngũ trọng, thật sự là linh vương ngũ trọng tập kích công chúa Thải Vân yêu tước, nhưng sau lưng có tộc hỏa vũ ngốc ưng sai khiến. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên phát hiện trong đầu linh vương ngũ trọng bị thú hồn yêu thú điều khiển, hơi giống huyết hồn ấn mà hắn đặt trong đầu yêu thú, linh thú, mặc dù không giống hoàn toàn nhưng có cùng công hiệu. Lục Lâm Thiên không quá rõ ràng cách thức nhưng nghĩ tình cùng là nhân loại, hắn thiện tay xóa bỏ ấn ký thú hồn. Dù sao đều là nhân loại, tuy trong lòng Lục Lâm Thiên luôn xem yêu thú và nhân loại là ngang hàng, nhưng hắn dù gì là nhân loại. Sâu trong lòng Lục Lâm Thiên thật ra tự nhiên nghiêng hướng nhân loại nhiều hơn trên cán cân nhân loại và yêu thú. Mặc dù mới rồi linh vương ngũ trọng đánh lén Lục Lâm Thiên nhưng đó là do bị bà lão áo đỏ sai khiến. Linh vương ngũ trọng nói, tập kích công chúa là do tộc hỏa vũ ngốc ưng kêu ta làm. Bọn họ khiến ta khống chế được công chúa rồi chiếm lấy tộc Thải Vân yêu tước. Bà lão áo đỏ biến sắc mặt quát. Khốn kiếp, nhân loại đê tiện, người đã làm gì linh phó của tộc hỏa vũ ngốc ưng ta? Trong lòng bà lão áo đỏ đã biết linh phó của tộc mình bị nhân loại trước mắt giải ấn ký thú hồn. Vân Giao nghe hết tất cả, nàng không ngốc, cộng thêm gần đây mối quan hệ với tộc hỏa vũ ngốc ưng nên biết 8-9 phần đúng là vậy. Hỏa Hồng trưởng lão, ta nghĩ tộc hỏa vũ ngốc ưng có phải nên cho ta một lời giải thích không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến lúc này bà lão áo đỏ đánh chết không thừa nhận, thuận tiện trả đũa. Vân Giao tộc trưởng, ta không biết phải giải thích gì với tộc trưởng. Ngược lại Vân Giao tộc trưởng nên cho ta lời giải thích, tộc trưởng kêu người đến đã làm gì linh phó của tộc hỏa vũ ngốc ưng ta mà bắt đầu nói hưu nói vượt, muốn vu hãm tộc hỏa vũ ngốc ưng ta. Vân Giao nghẹn lời. Hoàn toàn không ngờ sẽ bị Hỏa Hồng trưởng lão cắn ngược. Ngươi! Ánh mắt Vân Giao âm trầm cảnh cáo. Hỏa Hồng, ngươi đừng hòng cắn ngược lại, sự thật thế nào thì trong lòng ngươi rõ ràng. Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Chuyện liên quan đến nữ nhi yêu quý, trong lòng Vân Giao đã bừng lên lửa giận. Vân Giao tộc trưởng, hôm nay ở trong tộc của ngươi nên ngươi muốn gì đều tùy ý ngươi. Làm sao ta biết không phải các ngươi đã toa dập với nhau trước? Còn làm gì đó trên người linh phó của tộc hỏa vũ ngốc ưng ta? Ánh mắt bà lão áo đỏ âm trầm. Nhưng ta cho Vân Giao tộc trưởng biết, nếu đêm nay ta không trở lại thì sáng mai tộc hỏa vũ ngốc ưng sẽ đến, khi đó có hậu quả gì thì trong lòng Vân Giao tộc trưởng hẳn là rõ ràng nhất. Nét mặt Vân Giao tộc trưởng xa sầm, con ngươi co rút. Ngươi dám uy hiếp ta? Không dám. Bà lão áo đỏ nói. Nếu Vân Giao tộc trưởng không có chuyện gì vậy ta xin đi về trước, miễn cho tộc trưởng mất kiên nhẫn. Thuận tiện ta sẽ mang linh phó này đi luôn. Linh vương ngũ trọng mở miệng cầu xin. Đại nhân cứu ta. Nếu lại bị yêu thú khống chế thành linh phó thì linh vương ngũ trọng thà chết còn hơn. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng liếc linh vương ngũ trọng, sau đó nháy mắt với thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long trừng bà lão áo đỏ. Gà mái già.
ngươi không được mang người này đi. Bà lão áo đỏ lạnh lùng quát. Hừ, các ngươi chờ đó. Bốn người định rời đi. Càn rỡ. Vân Giao thở dài nói với mấy trưởng lão. Các vị trưởng lão, nếu giết Hỏa Hồng thì các người đã nghĩ đến hậu quả đó chưa? Khi ấy tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ lấy cớ đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Mấy trưởng lão nghe vậy cơ mặt co giật, không nói gì nữa. Ai kêu thực lực trong tộc không bằng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng? Trong gian phòng, Linh Vương Ngũ Trọng hành lễ hướng Lục Lâm Thiên. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Linh Vương Ngũ Trọng không biết tại sao những nhân loại này ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước, nhưng mới rồi là bọn họ đã cứu chính mình. Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn Linh Vương Ngũ Trọng, ngước lên hỏi Vân Giao tộc trưởng. Vân Giao tộc trưởng, tại hạ có một chuyện muốn xin, tại hạ có thể mang người này đi được không? Vân Giao tộc trưởng nhìn Lục Lâm Thiên, do dự một chút rồi gật đầu. Mới rồi Linh Phó này đã cứu nữ nhi của nàng, nên thái độ của Vân Giao đối với Lục Lâm Thiên tốt hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cúi đầu nói với Linh Vương Ngũ Trọng. Ngươi cũng đi đi, có thể rời khỏi đây hay không phải xem vạn may của mình. Ánh mắt Linh Vương Ngũ Trọng cầu xin nhìn Lục Lâm Thiên. Hay cho ta đi theo bên đại nhân đi. Bên này có nhiều yêu thú đại tộc, cơ hội Linh Vương Ngũ Trọng ra khỏi tổ yêu lâm rất nhỏ, nếu lại bị đám yêu thú cao giai bắt thì rắc rối. Lục Lâm Thiên quát. Kêu ngươi đi thì đi, nếu ngươi muốn ta giết ngươi thì ta không ngại. Còn chưa cút. Lục Lâm Thiên không có ấn tượng tốt với Linh Vương Ngũ Trọng, chỉ vì nghĩ cùng là nhân loại nên mới tiện tay cứu, không thì còn lâu hắn mới xen vào. Trước khi Linh Vương Ngũ Trọng bị khống chế thì đầu tiên cũng là có ý đồ muốn bắt yêu thú, bị như vậy cũng đáng đời. Đi theo bên cạnh hắn, một Linh Vương Ngũ Trọng, từng bị đặt ấn ký thú hồn, mới rồi còn bị Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật, không có nhiều khả năng tiến bộ, đi theo bên cạnh chỉ vướng víu. Lục Lâm Thiên không vừa mắt Linh Vương Ngũ Trọng. Cảm giác Lục Lâm Thiên lạnh lùng, Linh Vương Ngũ Trọng không biết suy nghĩ trong lòng hắn là gì, hành lễ rồi đi theo một tộc nhân Thải Vân Yêu Tước đứng ngoài cửa dẫn ra khỏi phòng. Công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Ngươi là nhân loại sao? Đa tạ ngươi cứu ta. Công chúa nhìn Lục Lâm Thiên, dường như lấy làm lạ vì người này không giống linh phó bình thường. Lục Lâm Thiên đáp. Đừng khách sáo. Ánh mắt Vân Giao tộc trưởng khó hiểu quan sát Lục Lâm Thiên. Nàng nhìn ra được hắn không giống linh phó bình thường. Mắt Vân Giao tộc trưởng lóe nghi hoặc sau đó nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Độc Long lão đệ, đa tạ đã trị lành cho tiểu nữ, chuyện hứa với lão đệ chắc chắn Vân Giao ta sẽ làm được. Nhưng hiện tại đã là đêm khuya, ta không mang yêu linh tinh theo bên người. Hay là ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn Độc Long lão đệ đi lấy yêu linh tinh được không? Dù gì chỉ một đêm, Thiên Độc Yêu Long không phản đối. Không thành vấn đề. Nữ nhân linh lung dẫn đoàn người đến một đình viện nghỉ ngơi. Đình viện rất tinh xảo sạch sẽ, có người Thải Vân Yêu Tước bưng hoa quả, thức ăn chay ngon lành lên, tiếp đãi rất chu đáo. Lục Tâm Đồng nói với Lục Lâm Thiên. Ca ca, dường như tộc Thải Vân Yêu Tước này hơi rắc rối. Lục Lâm Thiên nói. Thiên hạ có nhiều chuyện rắc rối, chúng ta không lo hết được. Ngày mai mang theo yêu linh tinh rồi chúng ta đi. Lục Lâm Thiên không muốn nhúng tay vào rắc rối giữa Thải Vân Yêu Tước và Hỏa Vũ Ngốc Ưng, tránh cho rước phiền phức vào thân. Mục đích của Lục Lâm Thiên chỉ là cứu người lấy yêu linh tinh, nói cho Thải Vân Yêu Tước biết Hỏa Vũ Ngốc Ưng đang đối phó bọn họ đã là thuận tiện giúp đỡ. Nếm thử hoa quả tươi và đồ chay ngon miệng xong, Lục Lâm Thiên bày một cấm chế trong phòng, hắn ngồi xếp bằng kết thủ ấn, bắt đầu tu luyện. Trong tộc Thải Vân Yêu Tước này Lục Lâm Thiên đã quan sát kỹ. Vân Giao có tu vi bát giai trung kỳ, gần hậu kỳ. Thực lực của Vân Giao so sánh Linh Tôn, Vũ Tôn thì cỡ tôn cấp lục trọng. Một trưởng lão bát giai trung kỳ khác thực lực hơi yếu, tối đa là tôn cấp ngũ trọng. Những tộc nhân khác có bốn bát giai sơ kỳ, mấy chục thất giai. Loại thực lực này đối với Lục Lâm Thiên mấy năm trước là quái vật khổng lồ, nhưng hiện tại thì hơi khác. Bây giờ ở trước mặt Lục Lâm Thiên thì thực lực này chỉ tạm được. Cho nên Lục Lâm Thiên không lo lắng nhiều khi ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước, dù sao ngày mai cầm yêu linh tinh rồi đi, những chuyện khác cố gắng đừng dây vào, dù gì đang trong tổ yêu lâm. Lúc này Lục Lâm Thiên tu luyện, quanh thân nổi lên vầng sáng màu vàng đất, hắn bắt đầu luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ tồn đọng trong người. Dọc đường đi toàn bộ thời gian đặt vào lĩnh ngộ, nên Lục Lâm Thiên chỉ có thể tạm gác lại chân khí khổng lồ chờ rảnh mới tính.
trong người tồn tại chân khí của người khác là uy hiếp lớn đối với những người bình thường khác, nhưng với Lục Lâm Thiên là đồ bổ. Mỗi một lần luyện hóa một ít là Lục Lâm Thiên sẽ từ từ tiến bộ hơn, chậm rãi lên đến đẳng cấp Vũ Tôn Tam Trọng. Nhưng hiện tại mỗi khi đột phá một trọng cần năng lượng và thời gian rất lớn. Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong người, năng lượng cực kỳ lớn lao, nếu không luyện hóa xong sớm thì hắn không yên tâm. Càng luyện hóa ánh sáng vàng đất quanh hân Lục Lâm Thiên càng đậm, nhưng chân khí khổng lồ thế này không thể nào luyện hóa xong trong thời gian ngắn. Trong bóng đêm ánh sao ló ra, vầng trăng sáng chiếu trong sơn mạch. Ánh sáng nhạt nhòa bao phủ sơn mạch. Growl, growl. Trong tổ yêu lâm thỉnh thoảng vang tiếng yêu thú, đây vốn là thiên đường, địa bàn của yêu thú. Trong một đình viện bằng đá, gian phòng nhỏ có mấy nam nhân và phụ nhân ngồi, ánh mắt âm trầm. Người ngồi ghế chính cao hai thước, ánh mắt sắc bén. Bà lão áo đỏ cũng có mặt trong phòng nhỏ, cục xúc bất an báo cáo chuyện xảy ra trong tộc Thải Vân Yêu Tước cho lão nhân hói nửa đầu ngồi ở ghế trên. Bà lão áo đỏ kể xong lão nhân hói nửa đầu tức giận quát. Khốn kiếp! Khí thế âm độc chấn động sóng không gian, khí thế bàng bạc phát ra kèm theo cơn giận mãnh liệt. Lão nhân hói nửa đầu hỏi bà lão áo đỏ. Có biết yêu thú đó thuộc tộc nào không? Bà lão áo đỏ đáp. Tộc trưởng, ta cũng không biết. Linh phó bên cạnh người đó cực kỳ lợi hại, thực lực cũng không thấp. Lão nhân hói nửa đầu tức điên. Dám hủy linh phó của ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, khốn kiếp. Lão nhân hói nửa đầu là yêu thú, muốn có một linh phó linh vương phải trả cái giá cực đắt, không dễ dàng gì, cần mời linh thú cao giai hỗ trợ mới được, phải trả giá rất lớn. Vì đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước mà lão nhân hói nửa đầu lên kế hoạch tỉ mỉ thật lâu, khó khăn lắm mới nghĩ ra cách đối phó Vân Giao, không ngờ bị một con yêu thú xa lạ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hỏi sao lão nhân hói nửa đầu không tức giận. Một trưởng lão Hỏa Vũ ngốc ưng hỏi lão nhân hói nửa đầu. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mắt lão nhân hói nửa đầu hấp háy. Tộc khác đều đang nhìn chằm chằm, bây giờ là thời kỳ phi thường. Không tiện trực tiếp đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước. Lão nhân hói nửa đầu nhìn bà lão áo đỏ, hỏi. Hỏa hồng trưởng lão, yêu thú kia đẳng cấp gì? Bà lão áo đỏ trả lời. Chắc cũng cỡ bát giai sơ kỳ nhưng khí tức mạnh hơn ta một chút. Cái này dễ làm, không thể trực tiếp đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước thì lần này là cơ hội tốt. Lão nhân hói nửa đầu âm trầm nói. Hỏa hồng trưởng lão, ngươi và hỏa dạ trưởng lão. Hỏa Lam trưởng lão dẫn người suốt đêm đến tộc Thải Vân Yêu Tước, chắc sẽ kịp trước khi trời sáng. Bắt Thải Vân Yêu Tước giao những nhân loại và yêu thú kia ra. Bà lão áo đỏ hỏi. Tộc trưởng, nếu Vân Giao không giao ra thì sao? Lão nhân hói nửa đầu cười âm trầm. Khục khục, ta đang hy vọng bọn họ không chịu giao đây. Sáng sớm, vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Qua một đêm thanh lọc không khí mát mẻ trong lành thoải mái. Đêm qua đi. Sáng sớm trong tộc Thải Vân Yêu Tước rất yên tĩnh. Khi tia ban mai thứ nhất xuyên qua sương mù, ánh nắng sớm ấm bá đạm nhã, không có không khí ồn ào bên ngoài, khiến tâm tình người bình lặng, vui vẻ thoải mái. Vầng sáng vàng nhạt bao quanh người Lục Lâm Thiên tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt, bao bọc hắn chặt chẽ. Quanh vầng sáng vàng nếu nhìn kỹ thì mơ hồ thấy lỗ chân lông của Lục Lâm Thiên có các tia khí thể năng lượng cực kỳ nhỏ bé như sợi tóc đang liên tục xuyên qua vầng sáng màu vàng. Cuối cùng rót hết vào người Lục Lâm Thiên. Cứ thế tuần hoàn, những ánh sáng vàng đều bị Lục Lâm Thiên thu vào người. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, hắn ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở mạnh ra chọc khí trong người. Phù! Lục Lâm Thiên mở mắt bắn ra tia sáng rồi vụt tắt ngay, khí thế tăng lên nhiều so với trước khi tối qua luyện hóa. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí trong đan điền khí hải tăng lên, hắn lộ ý cười. Gần đây bỏ thời gian vào lĩnh ngộ hơn tu luyện chân khí rất nhiều, may mắn Lục Lâm Thiên có âm dương linh vũ quyết, trong người còn đọng lại năng lượng chân khí to lớn ngày trước Vũ Tôn Bát Trọng để lại chờ luyện hóa nên tốc độ tu luyện khá nhanh. Năng lượng chân khí khổng lồ trong người Lục Lâm Thiên đang giảm bớt, chân khí trong đan điền khí hải tăng lên. Đoạn thời gian này nếu rảnh rỗi luyện hóa năng lượng chân khí này, Lục Lâm Thiên ước chừng hắn sắp đột phá Vũ Tôn Tam Trọng. Dù sao tốc độ luyện hóa của âm dương linh vũ quyết khác hẳn với tu luyện bình thường. Sáng sớm có tiếng quát dồn dập truyền vào đình viện nơi đoàn người trú ngụ. Độc Long tiền bối, nguy rồi. Nữ nhân linh lung mọi người quen thuộc vội vàng chạy vào đình viện.
Mọi người nghe tiếng sớm chạy ra. Thiên độc yêu long rung nhẹ râu rồng hỏi nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân linh lung đáp. Độc long tiền bối, người tộc hỏa vũ ngốc ưng đến, mang theo nhiều cường giả trong tộc đến bên ngoài tộc Thải Vân yêu tước ta, nói là đòi bắt nhóm độc long tiền bối. Thiên độc yêu long gầm lên. Cái gì, đám gà con lông tạp đó muốn chết sao? Tộc hỏa vũ ngốc ưng định gây sự với hắn. Tính tình như thiên độc yêu long làm sao nhịn được. Thiên độc yêu long thuộc mạch long tộc, tuy là tạp long nhưng dù gì có chảy dòng máu long tộc. Trong vụ tinh hải thiên độc yêu long là yêu vương, trong phi linh môn là chủ yêu đường. Lúc này bị tộc hỏa vũ ngốc ưng đến kiếm chuyện, có thể tưởng tượng thiên độc yêu long tức giận cỡ nào. Thiên độc yêu long quát lớn làm nữ nhân linh lung giật nảy mình. Nữ nhân linh lung nhìn thiên độc yêu long, nói. Độc long tiền bối, tộc trưởng mời tiền bối đến đại điện bàn bạc việc này, cường giả tộc hỏa vũ ngốc ưng đến khá đông. Lục lâm thiên nháy mắt ra hiệu, thế là thiên độc yêu long gật đầu, nói. Dẫn đường đi. Đoàn người đi đại điện. Trên đường đến đại điện, lục lâm thiên hỏi nữ nhân linh lung. Vị trưởng lão này, không biết thực lực của tộc hỏa vũ ngốc ưng thế nào. Nữ nhân linh lung liếc lục lâm thiên, nhân loại này không giống linh phó bình thường, hơn nữa lục lâm thiên từng cứu công chúa, thế là nàng trả lời đàng hoàng. Tộc hỏa vũ ngốc ưng vốn có thực lực ngang ngửa với tộc Thải Vân yêu tước ta, thậm chí trước đây tộc Thải Vân yêu tước ta mạnh hơn tộc hỏa vũ ngốc ưng nhiều. Nhưng 300 năm trước, tộc trưởng và mấy trưởng lão thực lực mạnh nhất tộc Thải Vân yêu tước ta chết đi, thực lực yếu hơn tộc hỏa vũ ngốc ưng một chút. Nghe nói trăm năm trước tộc trưởng hỏa vũ ngốc ưng đã đột phá đến bát giai hậu kỳ. Lục lâm thiên mắt lóe tia sáng. Trăm năm trước đột phá đến bát giai hậu kỳ, đối với nhân loại tương đương vừa đột phá không lâu. Đột phá đến bát giai hậu kỳ bình thường thực lực đủ đối kháng đẳng cấp vũ tôn thất trọng, xem như khó chọc. Lục lâm thiên từ miệng nữ nhân linh lung biết thêm nhiều chuyện về tộc hỏa vũ ngốc ưng. Số lượng hỏa vũ ngốc ưng khá nhiều, nghe đồn hỏa vũ ngốc ưng lớn nhỏ cỡ mấy vạn. Trong đó mấy chục đầu có đẳng cấp bát giai, hàng trăm thất giai. Trận thế thực lực cỡ này ở trong tổ yêu lâm miễn cưỡng đặt chân vào hàng thế lực hạng nhất. Yêu thú không có tốc độ sinh sản mau như nhân loại, có mấy vạn tộc nhân đã là đại tộc, đương nhiên đó là trong tình huống bình thường. Một số yêu thú tốc độ gây giống khủng khiếp hơn nhân loại nhiều, ví dụ loài ong, loài chuột, tốc độ sinh sôi của chúng rất kinh người. Muốn trở thành đại tộc trừ xem số lượng ra còn quyết định bởi thực lực toàn tộc. Có đẳng cấp bát giai hậu kỳ mới bước vào thực lực hạng nhất được, bát giai trung kỳ đỉnh phong chỉ tính đỉnh thế lực hạng 2. Lục lâm thiên phỏng trừng hỏa vũ ngốc ưng đến gây sự vì chuyện đêm qua bọn họ đối phó với linh phó kia, đòi Thải Vân yêu tước giao người ra nếu không sẽ đối phó tộc Thải Vân yêu tước. Chỉ chốc lát mọi người đã vào đại điện. Trong đại điện, những trưởng lão tộc Thải Vân yêu tước ngày hôm nay đám người lục lâm thiên đã gặp cũng có mặt. Lục lâm thiên nhìn người trong đại điện. Công chúa cũng có mặt ở đó. Nghỉ ngơi một đêm sắc mặt của công chúa đã khá hơn nhiều, mặc nhung trang màu hồng ôm thân hình đường cong mỹ miều. Công chúa bề ngoài 24, 5 tuổi, đầu đội miện nhiều màu, khuôn mặt rất tinh xảo, da trắng bóc, mũi nhỏ xinh, môi anh đào. Trông nàng rất đáng yêu và lanh lợi. Lục lâm thiên nhìn người tộc Thải Vân yêu tước khi biến hình người thì rất thanh tú, cách ăn mặc thích màu sặc sỡ. Đám người trong đại điện biểu tình trầm trọng. Mới rồi đã bàn bạc gì đó. Thấy thiên độc yêu long đến, Vân Giao tộc trưởng liền nói chuyện. Độc long lão đệ, ngại quá, đã gây rắc rối cho các ngươi rồi. Chúng ta đã bàn bạc qua, Hàm Nhi sẽ đưa các ngươi đi lấy yêu linh tinh rồi từ sau núi rời khỏi tộc Thải Vân yêu tước. Công chúa bề ngoài đáng yêu lo lắng nói với Vân Giao tộc trưởng. Nương, còn các người thì sao? Lần này tộc hỏa vũ ngốc ưng rõ là cố ý đến kiếm chuyện. Vân Giao tộc trưởng nói với công chúa. Tạm thời hỏa vũ ngốc ưng không dám làm gì Thải Vân yêu tước chúng ta. Độc long tiền bối cứu ngươi, tộc Thải Vân yêu tước chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy ân nhân. Mấy trưởng lão nói với công chúa. Đúng vậy, Thải Vân yêu tước chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy ân nhân. Mục đích thật sự của hỏa vũ ngốc ưng chỉ vì muốn đối phó Thải Vân yêu tước ta, công chúa hãy mang ân nhân rời đi. Lục lâm thiên hơi xúc động. Đôi khi yêu thú và nhân loại khác nhau, đặc biệt tộc Thải Vân yêu tước vào lúc này còn bảo vệ bọn họ, không hề có ý giao nộp họ ra. Thiên độc yêu long nói. Vân Giao tộc trưởng, nếu chúng ta đi rồi e rằng tộc hỏa vũ ngốc ưng sẽ không chịu bỏ qua.
Vân Dao khẽ thở dài. Không sao, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng luôn mơ ước vị trí của tộc Thải Vân Yêu Tước chúng ta, sớm muộn gì sẽ đối phó chúng ta, chuyện hoàn toàn không liên quan các người. Độc Long lão đệ cứu Hàm Nhi là Vân Dao đã rất cảm kích, thật ra ta từng suy đoán mấy ngày trước kẻ hại Hàm Nhi phát ra người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Chỉ trách Thải Vân Yêu Tước ta yếu thế mới bị người khi nhục. Ngoài đại điện, một nam nhân cao to chạy vào. Tộc trưởng, có rắc rối rồi. Lục Lâm Thiên biết nam nhân này, là người ngày hôm qua đi cùng nữ nhân Linh Lung. Vân Dao hỏi, có chuyện gì? Nam nhân vội đáp, hỏa hồng của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nói chúng ta còn không giao người ra sẽ tấn công Thải Vân Yêu Tước, đã có người bên ta bị thương. Trưởng lão Bát Giai Trung Kỳ đứng cạnh Vân Dao hét lên. Khốn kiếp, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng hiếp người quá đáng, liều mạng với bọn họ đi. Xem ra tính tình của vị trưởng lão này khá nóng nảy. Vân Dao nói với nữ nhi. Hàm Nhi, mau đưa Độc Long tiền bối đi lấy yêu linh tinh. Vân Dao nói với trưởng lão trong đại điện. Tất cả cùng ta đi ra ngoài xem. Vân Dao dứt lời, trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước theo Vân Dao ra khỏi đại điện, chỉ để lại công chúa và đám người Lục Lâm Thiên. Công chúa nhìn theo mẫu thân rời đi, ánh mắt lo âu. Công chúa lấy lại tinh thần, nói với Thiên Độc Yêu Long. Độc Long tiền bối, đa tạ ngày hôm qua cứu giúp. Thiên Độc Yêu Long nói. Đừng khách sáo. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Lâm Thiên, truyền âm hỏi. Trưởng môn, nếu chúng ta đi như vậy có phải là hơi tàn nhẫn không? Lục Lâm Thiên không đáp, ánh mắt trầm trọng. Tộc Thải Vân Yêu Tước này rất có nghĩa khí. Công chúa nói. Tiền bối hãy theo ta đi lấy yêu linh tinh rồi từ sau núi rời đi, người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ không phát hiện ra các người. Lục Lâm Thiên nói. Công chúa, chờ chút nữa hãy đi lấy yêu linh tinh, mang chúng ta đi xem người Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã. Công chúa lo lắng nói với Lục Lâm Thiên. Cái gì, các người không sợ sao? Hỏa Vũ Ngốc Ưng rất mạnh, họ sẽ không tha cho các người đâu. Lục Lâm Thiên nói. Không sao, mang chúng ta đi xem thử. Nói không chừng có thể giải vây giúp các người. Công chúa do dự một chút rồi lắc đầu, nói. Không được. Đôi mắt công chúa trong veo nhìn Lục Lâm Thiên. Nương đã nói là không thể liên lụy các người, lỡ các người bị gì thì sao? Các người không yếu nhưng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng rất mạnh. Trong không trung bên ngoài sơn mạch bao la của tộc Thải Vân Yêu Tước. Rất nhiều Thải Vân Yêu Tước bay lượn trên bầu trời, đôi mắt các Thải Vân Yêu Tước cực kỳ trầm trọng. Nhìn sơ khoảng mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước, màu sắc sặc sỡ xoay quanh giữa không trung tựa như tầng mây bảy sắc, khí thế hừng hực bất phàm. Phía đối diện mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước rậm rạp một đoàn yêu thú hình ưng, thể tích rất khổng lồ, to hơn Thải Vân Yêu Tước gấp mấy lần. Những yêu thú hình ưng toàn thân đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy, làm cho nhiệt độ không khí như trong lò lửa. Chúng có móng vuốt sắc bén, miệng sắt, trên đầu là lông chim rối xù thưa thớt. Đàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng này có khoảng 2.000 con, đằng trước đoàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng là 30 mấy bóng người. Ba người dẫn đầu đẳng cấp Bát Giai, bà lão áo đỏ cũng trong số đó. 30 người đứng đằng sau đều phát ra khí thế đẳng cấp Thất Giai. Bà lão áo đỏ âm trầm hét to một tiếng. Tộc Thải Vân Yêu Tước, mau giao người ngày hôm qua ra đây, nếu không thì đừng trách tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách sáo. Thái độ của bà lão áo đỏ như không thèm để mắt đến mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước ngăn bên ngoài, tin chắc tộc Thải Vân Yêu Tước không dám chống lại. Trong không trung, Vân Dao hét to. Hỏa Hồng, người quá càn rỡ rồi. Đông đúc trưởng lão Thải Vân Yêu Tước đáp xuống. Các Thải Vân Yêu Tước hành lễ. Tham kiến tộc trưởng. Thấy cường giả Thải Vân Yêu Tước đến, người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng giảm bớt khí thế hùng hổ nhưng không hề e dè. Bà lão áo đỏ và hai lão nhân âm độc đứng bên cạnh mắt lóe tia sáng. Bà lão áo đỏ tiến lên trước. Vân Dao tộc trưởng đến thì hay, mau giao những người ngày hôm qua ra đây, không thì đừng trách tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách sáo. Ánh mắt Vân Dao tộc trưởng âm trầm nhìn bà lão áo đỏ. Tại sao phải giao cho các ngươi? Bà lão áo đỏ nói. Những người này đã áp dụng thủ đoạn lên linh phó của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Không thèm để tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta vào mắt. Chẳng lẽ Vân Dao tộc trưởng muốn bảo vệ bọn họ sao? Vân Dao lạnh lùng quát. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng các ngươi đã làm chuyện gì thì tự trong lòng các ngươi hiểu. Độc Long lão đệ là người ta mời đến, các ngươi đừng hòng đụng vào một sợi lông.
tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng các ngươi chưa có thực lực này. Bà lão áo đỏ lạnh lùng nói. Nói vậy Thải Vân yêu tước ngươi muốn bảo vệ đám người đó sao? Thế thì đừng trách tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách sáo. Trưởng lão bát giai trung kỳ bên cạnh Vân Giao sớm không nhịn nổi nữa, tức giận quát. Càn rỡ, trước mặt tộc ta ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ? Hỏa Hồng, ngươi muốn tìm chết sao? Cùng với tiếng gầm, nhiều Thải Vân yêu tước trong tộc Thải Vân yêu tước đập cánh, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, đập cánh làm khí lưu rít gào, kéo theo vô số khí lưu trong không gian như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra. Các Thải Vân yêu tước đôi mắt hung ác, người ta tới cửa ăn hiếp, tất nhiên Thải Vân yêu tước không nhịn được. Tiếng gầm làm bà lão áo đỏ giật nảy mình, ỷ vào có nhiều người nên bà mới dám ngông như vậy. Thực lực của bà lão áo đỏ chưa có tư cách tung hoành trong Thải Vân yêu tước. Một lão nhân âm độc bên cạnh bà lão áo đỏ ngước mắt lên. Vân Long, ngươi muốn sao? Đừng lớn mồm trước mặt ta, không phục thì đánh thử xem. Khí thế tu vi bát giai trung kỳ hừng hực, không thua gì khí thế của trưởng lão Thải Vân yêu tước. Vù vù vù. Lão nhân âm độc quá to, thế là Hỏa Vũ Ngốc Ưng thuộc tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, hơi nóng ngút trời. Trong không trung nhiệt độ lên cao đến đáng sợ. Hai tộc thoáng chốc dương cung bạt kiếm, tùy thời sẽ đánh nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, phương xa vang tiếng hét to. Ai nói muốn đánh nhau? Đám gà lông tạp các ngươi thật là không biết sống chết. Đột nhiên mấy luồng sáng xẹt qua, vài bóng người nhanh chóng đáp xuống trước mặt đám trưởng lão Thải Vân yêu tước. Là nhóm Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên quét mắt qua 2000 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng, 30 Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất giai. Bà lão áo đỏ ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ, hai Hỏa Vũ Ngốc Ưng khác đã đến bát giai trung kỳ. Lão nhân âm độc mới nói chuyện chắc ước chừng ngang ngửa với trưởng lão bát giai trung kỳ trong Thải Vân yêu tước, tương đương tu vi vũ tôn ngũ trọng. Một con Hỏa Vũ Ngốc Ưng khác thực lực kém hơn nhiều, dường như mới đột phá bát giai trung kỳ chưa lâu, tu vi thực lực cỡ linh tôn, vũ tôn tứ trọng. Loại thực lực này không đáng lọt vào mắt Lục Lâm Thiên. Thấy đám người Lục Lâm Thiên đến, bà lão áo đỏ thuộc tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn nhóm Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long chằm chằm. Bà lão áo đỏ nói gì đó với hai người bát giai trung kỳ bên cạnh, đôi mắt độc ác không ngừng liếc hướng Lục Lâm Thiên và Thiên Độc Yêu Long. Vân Giao quay đầu hỏi nữ nhi. Hàm nhi, sao không mang Độc Long tiền bối đi? Công chúa nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nương! Nhóm Độc Long tiền bối không chịu đi, bảo là muốn giúp chúng ta đối phó tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Mới rồi công chúa bất đắc dĩ, đám người này bảo không sợ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, nàng thì lo lắng an toàn của tộc nhân nên mang cả đám đến. Thấy Thiên Độc Yêu Long đến, vẻ mặt Vân Giao lo lắng hỏi. Độc Long lão đệ sao không đi? Có lẽ hôm nay Độc Long đến càng làm rối hơn. Không sao, mấy con gà lông tạp này không làm gì ta được. Thiên Độc Yêu Long nhìn 2000 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng đằng trước, ánh mắt lạnh băng. Hai con Hỏa Vũ Ngốc Ưng dẫn đầu khí thế trên Thiên Độc Yêu Long, chắc cỡ bát giai trung kỳ, nhưng độ cao huyết mạch làm Thiên Độc Yêu Long không thèm để mắt hai con Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai trung kỳ kia. Vân Giao đứng cạnh Thiên Độc Yêu Long, nói. Độc Long lão đệ, ba người kia đều là bát giai. Hỏa Hồng ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ. Hỏa Lam đứng bên cạnh từ trăm năm trước cũng đột phá bát giai trung kỳ. Mạnh nhất là Hỏa Dạ đột phá bát giai trung kỳ đã lâu, e rằng thực lực không dưới Vân Long trưởng lão. Trong Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Hỏa Dạ liếc Lục Lâm Thiên một cái rồi nhìn hướng Thiên Độc Yêu Long. Thì ra là ngươi đụng vào linh phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta, những linh phó của ngươi không tệ, có thể bồi thường cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Còn ngươi, theo chúng ta trở lại trong tộc chờ xử lý đi. Hỏa Dạ xem đám người Lục Lâm Thiên là linh phó của Thiên Độc Yêu Long. Vân Giao vùng váy dài, ánh mắt âm trầm, yêu nguyên dâng lên. Hỏa Dạ, hôm nay ngươi thử làm gì xem, ta chống mắt chờ coi thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu dám cản rỡ trước mặt ta. Đến lúc này Vân Giao không thể đứng ngoài nhìn. Lão nhân tên Hỏa Dạ dường như sớm có chuẩn bị, ánh mắt âm trầm nói với Vân Giao. Vân Giao tộc trưởng bảo vệ người này là cố ý chống đối Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta phải không? Vân Giao tộc trưởng hãy nghĩ kỹ có chịu được hậu quả đó không? Hỏa Dạ hy vọng Vân Giao bảo vệ đám người này, vậy là Hỏa Vũ Ngốc Ưng có lý do đối phó tộc Thải Vân yêu tước. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Vân Giao tộc trưởng,
đám người này muốn đối phó chúng ta vậy thì không liên quan gì Thải Vân Yêu Tước, cứ giao cho chúng ta đi. Đám Hỏa Vũ Ngốc Ưng dám chọc tới người hắn, không cho một bài học thì sẽ dai dẳng. Thải Vân Yêu Tước rất nghĩa khí, hơn nữa coi như Lục Lâm Thiên tiện tay giải quyết rắc rối dùm tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Lâm Thiên không quan tâm biểu tình ngạc nhiên của Vân Giao tộc trưởng, hắn đạp mấy bước trong hư không, lạnh lùng trừng tộc nhân Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trở lại nói cho tộc trưởng của các ngươi, tốt nhất là yên piết ẩn chút, đừng đến chọc vào ta, không thì hắn sẽ hối hận. Bây giờ các ngươi cút được rồi. Theo tin tức biết được thì thực lực tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng dù rất mạnh nhưng không đến mức khó gặp, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng cứ la hét trước mặt làm Lục Lâm Thiên hơi tức giận. Lời Lục Lâm Thiên nói làm yêu thú trong Thải Vân Yêu Tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng ngạc nhiên nhìn hắn. Chủ yếu vì bọn họ luôn cho rằng Lục Lâm Thiên chỉ là linh phó. Huống chi bọn họ không cảm giác khí thế mạnh bao nhiêu từ người Lục Lâm Thiên. Linh phó này muốn chết sao? Bà lão áo đỏ nét mặt xa sầm, sớm gai mắt Lục Lâm Thiên, giờ có cơ hội làm sao chịu bỏ qua. Đôi mắt bà lão áo đỏ âm độc lộ nụ cười nhạt. Khục khục, yêu nguyên dâng lên, bà lão áo đỏ lặng lẽ kết thủ ấn, đột nhiên dẫm mạnh hư không. Khí thế cuồng mạnh xa xôi tuôn ra, cả không trung tụ tập năng lượng thuộc tính hỏa lại. Răng rác. Cùng lúc đó, hư không dưới chân bà lão áo đỏ nứt giạt, từng khe nứt gợn sóng vòng tròn vỡ ra. Vân Giao biến sắc mặt hét lên. Cẩn thận! Vân Giao định lao ra nhưng Thiên Độc Yêu Long lắc người chặn trước mặt nàng. Vân Giao tộc trưởng, không sao, lúc này không liên quan gì tộc Thải Vân Yêu Tước, các người đừng xen vào. Bà lão áo đỏ lạnh lùng nói. Nhân loại thấp hèn, vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng đây là tự ngươi tìm chết. Năng lượng nóng cháy tuôn ra từ không trung sau lưng bà lão áo đỏ, bàn tay bà ngưng tụ chảo ấn nóng rực. Giây lát sau chảo ấn vặn vẹo không gian nhanh như tia chớp ập về hướng Lục Lâm Thiên. Răng rắc, chảo ấn làm không gian tan vỡ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mang theo bóng sáng nóng cháy vọt lên cao bao bọc cả không gian chỗ Lục Lâm Thiên lại. Chảo ấn xé rách sóng không gian, thế tựa sấm sét tụ tập thành cơn bão cuốn sạch mọi thứ, năng lượng nóng cháy khủng bố. Trước bao cặp mắt theo dõi, năng lượng nóng cháy chấn vỡ sóng không gian rồi đè mạnh vào không gian quanh thân Lục Lâm Thiên. A, à, nhiều người biết là linh phó này cứu công chúa nên tăng nhiều hảo cảm với Lục Lâm Thiên. Nhiều cường giả trong Thải Vân Yêu Tước thầm tội nghiệp Lục Lâm Thiên, linh phó này chết chắc. Chảo ấn đè xuống, mắt bà lão áo đỏ lộ tia cười lạnh. Linh phó này chết chắc. Ngay khi bà lão áo đỏ nở nụ cười thì cơ mặt co rúm dị dạng. Bà lão áo đỏ phát hiện chảo ấn bị bao trong không gian ánh sáng vàng, bên trong có năng lượng to lớn đè ép, đè chặt chảo ấn khiến nó tan biến. Chỉ giây lát sau chảo ấn của bà lão áo đỏ đã nhạt nhòa hơn phân nửa. Cùng lúc đó, bóng người áo xanh ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trước mặt bà lão áo đỏ. Bà lão áo đỏ hoàn toàn không biết người này làm sao xuất hiện, lặng lẽ không tiếng động. Bà lão áo đỏ không hề hay biết gì. Rõ ràng đối phương còn đang trước mặt sao bỗng nhiên đã đến gần sát mình. Giọng Lục Lâm Thiên lạnh băng đầy sát khí vang lên. Nghiệt xúc, là chính ngươi muốn tìm cái chết, không thể trách ta. Chết đi. Bàn tay phải Lục Lâm Thiên nhanh như tia chớp vươn ra, tia chớp tím dâng lên trong lòng bàn tay. Khí thế mênh mông hủy diệt mạnh mẽ tuôn ra từ bàn tay Lục Lâm Thiên, thế hùng hổ làm người sợ teo tim. Giờ phút này, bà lão áo đỏ trực giác lạnh lẽo lan tràn trong lòng. Nguy rồi. Với năng lượng kinh người này linh hồn của bà lão áo đỏ run rẩy. Phương xa một chút, Hỏa Dạ và Hỏa Lam lộ ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng hai người muốn ra tay cũng không kịp, đành hét to. Hỏa Hồng trưởng lão cẩn thận. Đám người Vân Giao, Vân Long cực kỳ rung động, hết sức giật mình nhìn khí thế trên người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang điếc tai quanh quẩn trong không trung. Tia chớp khiến người run sợ của Lục Lâm Thiên xé gió giáng xuống đầu bà lão áo đỏ. Bà lão áo đỏ ngước đầu chân chân nhìn tia chớp tím vàng, cảm giác tim đã ngừng đập. Lúc này bà lão áo đỏ mới biết đã chọc vào sai người rồi, linh phó trước mặt mụ quá mạnh. Trước mắt bao người bà lão áo đỏ biến hình về bản thể, nhưng mới biến hóa một nửa thì tia chớp tím vàng đã rơi xuống người. Trong khoảnh khắc tia chớp rót vào người bà lão áo đỏ, tia điện quanh quẩn bạo phát. Chỉ giây lát thân hình bà lão áo đỏ liền tan thành từng mảnh nhỏ trong tia chớp chạy dọc. Không gian bị thủng một lỗ sâu, các vết nứt lóe ánh sáng đen rùng rợn. Cả không gian lắc lư dữ dội trong đòn công kích cường đại. Xung quanh,
Tất cả cường giả tộc Thải Vân Yêu Tước nhìn chăm chú cảnh tượng trên bầu trời đều nuốt nước bọt khan, hút ngụm khí lạnh. Phù! Cường giả trong tộc Thải Vân Yêu Tước đều chứng kiến nhân loại một chiêu giết Hỏa Hồng trưởng lão của Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Hỏa Hồng đẳng cấp bát giai sơ kỳ nhưng một chiêu bị nhân loại lật tay đánh nát vụn. Cảnh tượng này khiến tất cả Thải Vân Yêu Tước đều rung động. Trời ơi, Hỏa Hồng trưởng lão chết rồi. Bị nhân loại một chiêu đánh chết. Cả không gian vì cảnh tượng này mà đông lại, các cặp mắt nhìn bóng áo xanh trên bầu trời rất là giật mình. Đặc biệt cường giả như Vân Giao, Vân Long, công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước ngơ ngác nhìn Lục Lâm Thiên, thực lực của nhân loại này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của nàng. Đám người hỏa dạ, hỏa lam lấy lại tinh thần, tức giận quát lớn. Khốn kiếp, các ngươi dám giết trưởng lão của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Yêu nguyên ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra, không trung run rẩy liên tục. Gru gru gru. Hỏa lam, hỏa dạ phát ra tiếng gầm, biến hình bản thể to lớn. Bản thể khổng lồ của hỏa lam, hỏa dạ vỗ cánh dài 800 thước, cả người đỏ rực, lông chim đỏ xù lên như ngọn lửa cháy. Cặp mắt to chứa sát ý hung tợn trừng Lục Lâm Thiên. Gru gru gru. Hỏa lam, hỏa dạ biến hình bản thể, 30 con hỏa vũ ngốc ưng thất giai phía sau cũng bay lên cao biến về bản thể. Các tiếng gầm sắc nhọn xuyên thấu không gian, uy thế to lớn. Khí thế giấy lên sóng không gian cuồn cuộn. Gru gru gru. Trong không trung 2000 con hỏa vũ ngốc ưng đập cánh bay lên, khí tức nóng cháy nhuộm không gian màu đỏ thẫm. Tất cả hỏa vũ ngốc ưng đập cánh bay lên, tộc Thải Vân Yêu Tước cũng sẵn sàng chiến đấu. Không khí căng thẳng đến cực độ. Lúc này Thiên Độc Yêu Long hét to. Gà lông tạp cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản long. Tiếng rồng ngâm vang vọng trong thiên địa. Growl. Rồng ngâm truyền ra. Thiên Độc Yêu Long biến thành cột sáng đen bắn lên cao mang theo sóng không gian, khiến cả không gian lung lay. Cùng lúc đó, Thiên Độc Yêu Long biến thành bản thể to lớn trên bầu trời. Bản thể của Thiên Độc Yêu Long dài ngàn thước, bộ dạng dữ tợn uy mãnh, cả người đen thui. Khói đen đậm đặc bao phủ quanh thân Thiên Độc Yêu Long, sóng không gian trong không gian cũng bị nhuộm màu đen. Khói đen đậm đặc mang theo long uy to lớn truyền bá trong không khí. Tất cả yêu thú ngước nhìn vật khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, tim đập nhanh sợ hãi. Là long tộc, là long tộc. Yêu thú tộc Thải Vân Yêu Tước, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn bản thể Thiên Độc Yêu Long, kinh hoàng không nói ên lời. Yêu thú long tộc, dù là tạp long như Thiên Độc Yêu Long cũng có địa vị cao cả trong lòng chúng nó. Growl. Thiên Độc Yêu Long xoay quanh trên bầu trời, thân hình to lớn đem lại uy áp hùng hậu. Yêu thú thực lực thấp trong hai tộc bắt đầu run cầm cập. Long uy hùng hổ làm Thải Vân Yêu Tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng bị ảnh hưởng. Tuy huyết mạch của Thải Vân Yêu Tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng A không thấp nhưng không đến trình độ Thiên Độc Yêu Long. Thân hình Thiên Độc Yêu Long chiếm cứ không trung, vặn vẹo, uy áp cực kỳ nặng nề khuếch tán. Không trung như đang run rẩy, các yêu thú tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn thấy, người run lẩy bẩy, khí thế giảm thấp nhiều. Thiên Độc Yêu Long giống to. Đám gà lông tạp các ngươi dám cản rỡ trước mặt bản long. Hôm nay phải cho các ngươi biết tay. Thanh âm như sấm sét vang vọng trên bầu trời, truyền ra xa. Khí thế mạnh mẽ khiến những hỏa vũ ngốc ưng thực lực thấp chết cứng. Vèo. Thiên Độc Yêu Long giống song chợt mở mắt ra, bắn hai luồng sáng đỏ. Con mắt to như đèn LNG, thân hình to lớn lao hướng tộc nhân hỏa vũ ngốc ưng. Tộc nhân hỏa vũ ngốc ưng đã đánh giống rút lui, quát to. Là yêu thú long tộc, mau lùi lại. Tiếc rằng Thiên Độc Yêu Long đã tức giận, không muốn tha cho đám hỏa vũ ngốc ưng. Thiên Độc Yêu Long gầm lên. Chết đi. Thiên Độc Yêu Long há cái mồm dữ tợn phun ra luồng khói đen. Trong khói đen ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, mùi rất khó ngửi tràn ngập trong không khí. Bùm bùm bùm. Thân hình khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long nhanh như tia chớp vọt tới, khói đen đụng vào đàn thú hỏa vũ ngốc ưng đằng trước. Vang tiếng nổ điếc tai. Kinh khí tim đập chân run và khí độc ngập trời trong không trung tựa bão tố thổi quét. Gru gru. Sóng không gian vặn vẹo, đoàn hỏa vũ ngốc ưng có một số không kịp phản ứng đã bị bão tố cắn nuốt. Tiếng gào thét thê lương vang vọng, chớp mắt bão khói độc và kinh khí ập đến, đám hỏa vũ ngốc ưng nháy mắt thành xương trắng hết. Giây lát xương trắng vỡ vụn, có mấy con hỏa vũ ngốc ưng đã bị giết như thế. Trong đó một hỏa vũ ngốc ưng đẳng cấp thất giai, số bị thương nặng thì đầy rẫy. Hỏa lam, hỏa dạ nhìn đồng bạn bị giết, nhận ra đó chỉ là tạp long bát giai sơ kỳ,
thế là tức giận quát. Khốn kiếp, tạp long bát giai sơ kỳ, tưởng chúng ta sợ ngươi sao? Cơ thể to lớn bay lên, hỏa lam, hỏa dạ đập cánh chặn thiên độc yêu long lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tối sầm. Nghiệt xúc. Lục Lâm Thiên lắc người biến mất trong không trung, khi xuất hiện đã đến trước thân hình hỏa dạ to lớn. Gru gru. Nhìn Lục Lâm Thiên cản đường, mới rồi là nhân loại này giết hỏa hồng trưởng lão, hỏa dạ nổi sát ý. Cơ thể to lớn như ngọn núi đụng mạnh vào. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng lạnh, nhún chân, chân khí lấp lóe nhanh chóng thụt lùi ra sau, dòng khí hai bên bắn ngược ra trước. Mắt hỏa dạ tràn ngập sát ý hung ác. Nhân loại thấp hèn, người không chạy thoát được. Đôi cánh to vỗ, con mắt đỏ ngầu nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Cánh phải đáng sợ to 200 thước cắt vỡ không gian bắn hướng Lục Lâm Thiên, mang theo kình khí khủng bố nóng rực, tốc độ rất nhanh. Lục Lâm Thiên mặt không đổi sắc, năng lượng thuộc tính thổ bao bọc quanh người hắn. Cả không gian như đông lại, sóng không gian lan tràn ánh sáng vàng. Chớp mắt cơ thể hỏa dạ to lớn va chạm vào không gian ánh sáng vàng, giây lát đã bị không gian ánh sáng vàng chặn lại, tốc độ bị cản trở. Trong không gian thuộc tính này có lực lượng trói buộc mạnh mẽ thân hình hỏa dạ, khiến cho lực công kích bị giảm bớt. Hỏa dạ không thấy rằng sóng không gian kỳ dị đồng hóa sóng không gian trước mặt lão, rồi khoảnh khắc này trông thấy thanh niên nhân loại áo xanh vô cùng quái dị xuất hiện trước mặt mình. Lục Lâm Thiên động thủ ấn, khóe môi nhếch cao lạnh lùng. Không gian thuộc tính thổ và thời gian loạn đủ cho hỏa vũ ngốc ưng bát giai trung kỳ này nếm mùi cay đắng. Xem tu vi thực lực của hỏa vũ ngốc ưng này là bát giai trung kỳ đỉnh phong, cùng lắm ngang ngửa vũ tôn ngũ trọng bình thường. Lục Lâm Thiên hiện tại không thèm để mắt vũ tôn đỉnh ngũ trọng, vũ tôn ngũ trọng bình thường thì càng chẳng là gì. Đột nhiên cùng với Lục Lâm Thiên xuất hiện, đằng trước nắm đấm tay phải chợt tuôn ra chân khí hình thành quyền ấn ánh sáng vàng. Đằng trước quyền ấn ánh sáng vàng vọt ra một cự long ảo màu vàng to lớn. Cự long ảo cuộn người lao thẳng vào lưng hỏa vũ ngốc ưng. Vũ kỹ long ảnh tí mang theo uy thế khủng bố kinh người đập vào lưng hỏa vũ ngốc ưng. Gru gru. Kim long đụng mạnh lưng hỏa vũ ngốc ưng, đau đớn từ phần lưng làm hỏa vũ ngốc ưng giơ cao móng vuốt sắc nhọn, hét thê lương. Bùm bùm bùm. Kim long ảo chút xuống lực lượng hùng hồn, tiếng nổ trầm thấp vang lên. Trên bầu trời, lông chim lửa đỏ cộng với máu đổ xuống như có mưa máu và lông chim đỏ. Trọng kích như thế làm hỏa vũ ngốc ưng rơi tự do xuống, té cái bịch xuống đất. Thoáng chốc đất rung núi chuyển. Cơ thể khổng lồ của hỏa vũ ngốc ưng đập xuống, mặt đất rung bần bật như động đất. Các khe nứt mặt đất to lớn không ngừng khuếch tán từ vị trí hỏa vũ ngốc ưng rơi xuống, cơ thể khổng lồ đập mặt đất thủng cái hố sâu to lớn. Lưng đau nhức, lông chim nứt làm hỏa vũ ngốc ưng không ngừng gào thét đau đớn. Gru gru. Lông chim dính đầy máu rơi vãi. Trong không gian, đám người tộc Thải Vân yêu tước như Vân Giao, Vân Long giật mình kêu lên. Mạnh quá. Không ai ngờ linh phó nhân loại này cường đại đến thế, một đấm trọng thương hỏa dạ trưởng lão của tộc hỏa vũ ngốc ưng. Hỏa vũ ngốc ưng ngửa đầu hét to. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm tràn ngập sát ý, giận dữ không gì sánh bằng. Lần đầu tiên hỏa vũ ngốc ưng bị nhân loại tổn hại nặng như vậy, trong tổ yêu lâm này đã bao giờ nó chịu thiệt lớn như thế. Hỏa dạ quá tức giận, hét xong bản thể hỏa vũ ngốc ưng lại đập cánh bay lên, mang theo máu và lông chim rơi rụng, cái miệng to sắc nhọn há ra, năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ giây lát năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc đã tụ tập quanh thân hỏa vũ ngốc ưng, năng lượng thuộc tính hỏa khủng bố chấn động không gian xung quanh nổi lên dao động kịch liệt. Vèo. Chớp mắt hỏa vũ ngốc ưng há to mồm phun ra quả cầu lửa to lớn. Quả cầu lửa đón gió biến to, xẹt một tiếng rạch phá không gian tựa như thiên thạch nóng cháy bắn hướng Lục Lâm Thiên. Thấy quả cầu lửa ập đến, biểu tình của Lục Lâm Thiên hơi trầm trọng. Hỏa vũ ngốc ưng đã nổi giận, tu vi bát giai trung kỳ, nếu Lục Lâm Thiên cứng rắn đỡ lực công kích này cũng không nhẹ nhàng gì. Lục Lâm Thiên lắc người, ánh sáng bạc lóe dưới chân, hắn để lại các tàn ảnh trong không trung. Thân hình Lục Lâm Thiên kỳ dị biến mất, quả cầu lửa nóng rực khủng bố rạch phá không gian bắn phía chân trời, không chạm vào nổi chéo áo Lục Lâm Thiên. Bát giai trung kỳ, cũng tốt, lấy ngươi thử nghiêm vũ kỹ vậy. Khi Lục Lâm Thiên lại xuất hiện thì thủ ấn trong tay kỳ dị kết ra, cực kỳ tự nhiên vẽ ra từng đường cong huyền ảo. Khí thế của Lục Lâm Thiên hơi kỳ lạ, linh lực chân khí cùng xuất hiện trong đó.
Cùng lúc đó, thân thể to lớn của Hỏa Vũ Ngốc Ưng mang theo năng lượng thiên địa bàng bạc chớp mắt đến trên đầu Lục Lâm Thiên. Ta sẽ không tha cho ngươi. Cơ thể khổng lồ, vuốt nhọn gấp khúc cào nát không gian kéo khe nứt không gian đỏ rực. Hỏa Vũ Ngốc Ưng như chim ó vồ mồi nhanh như tia chớp vô cùng hung ác bạo ngược lao xuống Lục Lâm Thiên. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên lạnh băng. Nghiệt xúc. Thủ ấn hai tay lập tức tụ lại, trong đôi tay Lục Lâm Thiên bắn ra luồng sáng chói mắt. Ánh sáng mạnh mẽ như đèn pha lan tràn khuếch tán, bao trùm bầu trời phía trước. Trong không gian chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực hùng hồn đáng sợ, đột nhiên nổi lên lửa ngút trời. Năng lượng thuộc tính hỏa hùng hồn thoáng chốc tụ tập lại. Cả không gian rung nhẹ, mọi người trong không gian cảm nhận khí tức này đều thầm run rẩy. Lực công kích rất khủng khiếp, bên trong chứa linh hồn lực minh mông. Linh hồn lực này làm linh hồn run rẩy. Cảm nhận công kích khủng bố mang theo uy năng khiến các yêu thú trong tộc Thải Vân Yêu Tước, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng lộ ánh mắt sợ hãi. Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên, Vân Giao và Vân Long liếc nhau, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Người này rốt cuộc là linh giả hay vũ giả? Hỏa Vũ Ngốc Ưng cũng hết hồn, nhưng lúc này muốn tránh cũng không thoát. Cơ thể to lớn bị bao bọc trong không gian này, đột nhiên năng lượng nóng rực hơn của Hỏa Vũ Ngốc Ưng bao trùm lấy nó. Lực lượng không gian mạnh mẽ trói buộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, công kích linh hồn không chỗ không ở xâm nhập. Lần đầu tiên Hỏa Vũ Ngốc Ưng thấy có lực công kích khủng bố thế này. Gru gru. Ngọn lửa nóng cháy đốt Hỏa Vũ Ngốc Ưng là yêu thú bát giai trung kỳ thuộc tính hỏa cũng không cách nào đối kháng lại. Lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng đè ép muốn xé rách thân thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng ra. Quan trọng nhất là linh hồn lực không chỗ không có liên miên bất tận lao vào não Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Như muốn phá hủy linh hồn của nó. Công kích ẩn chứa vật chất, không gian, linh hồn thành một thể rất khủng khiếp, vượt sức tưởng tượng của Hỏa Vũ Ngốc Ưng, khiến linh hồn nó run rẩy. Nhân loại này quá quái dị. Phía trời xa, biểu tình Dương Quá kinh sợ lẩm bẩm. Vũ khí này của nhị đệ là cái gì vậy? Dương Quá cảm giác được trong vũ khí ẩn chứa công kích năng lượng thuộc tính hỏa, lực lượng không gian, còn có công kích linh hồn đáng sợ. Ba lực công kích hợp thành một khiến người khó thể đối kháng. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá hết sức giật mình, nói. Hình như là vũ khí ca ca lĩnh ngộ trong thời gian này, ẩn chứa công kích linh hồn, lực lượng không gian, công kích thuộc tính. Quả thật là khủng khiếp. Bảo. Trong không trung, Lục Lâm Thiên lại kết thủ ấn, năm ngón tay đè xuống. Cùng với thủ ấn của Lục Lâm Thiên giáng xuống, trong không trung vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm như sấm sét vang vọng chân trời. Bùm! Không gian ánh sáng vàng nổ tung, bốn phía lộ ra một vòng khe nứt không gian đen thiêu can tràn. Bão năng lượng cực kỳ khủng bố lan tràn bốn phương tựa như vòng sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước. Kinh khí vô biên xen lẫn lửa ngập rời, linh hồn lực bàng bạc tàn phá. Từng đợt sóng không gian bị nhuộm màu đỏ thẫm lan tràn ra xa, bên dưới là núi sụp đất nứt. Sóng năng lượng cuồng bạo như thực chất điên cuồng dao động. Không gian to lớn bị năng lượng đáng sợ va chạm vặn vẹo. Công kích này thật sự rất khủng khiếp. Kinh khí năng lượng kinh khủng tàn phá, nhiều người và yêu thú lộ ánh mắt kinh hoàng. Trong tầm mắt mọi người thấy trong không gian nổ tung, bản thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng khổng lồ của Hỏa Dạ Tu Vi bát giai trung kỳ nát phục, mưa máu tứ trung trong không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn lặng lại, bản thể Hỏa Vũ Ngốc Ưng khổng lồ của Hỏa Dạ cũng biến mất. Bị nam nhân áo xanh trên bầu trời một chiêu tiêu diệt dưới lực công kích khủng bố. Giờ phút này, công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước xoe tròn mắt đẹp, rung động đến nỗi màng tai nghe tim mình đập nhanh. Nhân loại trước mắt quá đáng sợ. Lục Lâm Thiên đứng trên cao, khóe môi nhếch lên. Uy lực không tệ. Lần đầu tiên Lục Lâm Thiên sử dụng vũ khí mình lĩnh ngộ, nói chính xác thì đây không phải vũ khí. Lĩnh ngộ công kích này Lục Lâm Thiên dung hợp ưu thế linh vũ song tu của mình. Công kích vật chất và tâm thần hợp thành một, đây là nhờ được địa tôn chỉ điểm có cảm ngộ. Dung hợp lực lượng không gian là Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ từ, giam cầm không gian, của Hắc Vũ, thiên phú công kích, không gian hủy diệt. Còn về thành công dung hợp lĩnh ngộ cuối cùng thì Lục Lâm Thiên phải cảm ơn Nguyên Nhược Lan. Từ lĩnh ngộ kiếm ý của Nguyên Nhược Lan giúp Lục Lâm Thiên có nhiều linh cảm, đột phá nhiều bình cảnh lĩnh ngộ. Lúc này Lục Lâm Thiên thi triển lực công kích đã lĩnh ngộ, hắn cực kỳ vừa lòng. Mất nhiều thời gian như vậy cuối cùng cũng đáng giá. Lục Lâm Thiên đoán chừng uy lực này trên Long Ảnh tí nhiều, nhưng so với ba thần quyết Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ quyết còn yếu hơn chút. Nó sẽ không kém quá lâu,
lĩnh ngộ hiện tại chỉ là tiểu thành, ngày uy lực của nó vượt qua ba thần quyết chu tước huyền vũ bạch hổ quyết dung hợp sẽ không xa. Lục Lâm Thiên có tự tin đó, dù sao hắn lĩnh ngộ công kích mới chỉ là tiểu thành, còn nhiều chỗ chưa chín muồi. Uy lực lúc này đã không thua gì vũ kỹ địa cấp trung giai bình thường. Công kích bản thân lĩnh ngộ là thích hợp cho mình thi triển nhất, uy lực càng lớn hơn. Bùm bùm bùm. Trong khoảnh khắc phương xa truyền đến tiếng nổ điếc tai, thiên độc yêu long và hỏa vũ ngốc ưng bát giai còn lại va chạm. Bàn về thực lực thì hỏa vũ ngốc ưng này là bát giai trung kỳ, tuy chỉ mới đột phá nhưng cao hơn thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long chỉ mới đột phá bát giai sơ kỳ được 2 năm, cộng thêm thời gian trong thiên trụ giới cũng không được lâu. Nhưng về thực lực thì thiên độc yêu long chỉ kém hơn một chút, long uy ảnh hưởng thực lực hỏa vũ ngốc ưng. Còn hỏa vũ ngốc ưng không làm gì thiên độc yêu long được. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy, phải chấn nhiếp tộc hỏa vũ ngốc ưng, tuyệt đối chấn nhiếp mới được. Lục Lâm Thiên lắc người biến mất tại chỗ. Giây lát sau Lục Lâm Thiên lại hiện ra đã đứng lơ lửng trước mặt hỏa vũ ngốc ưng kia. Vù vù vù. Hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ đang mang theo uy thế thuộc tính hỏa bằng bạc, yêu nguyên phô thiên cái địa tuôn ra ập hướng thiên độc yêu long, chấn động không gian một phương rung bần bật. Growl. Cùng với tiếng rồng ngâm đao minh vang vọng trời cao, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Tiếng rồng ngâm đao minh làm yêu thú hai tộc dùng mình. Trong tiếng đao minh khiến linh hồn chúng ngơ ngẩn, vô hình bị thanh âm này áp chế. Yêu thú hai tộc thực lực thấp thì run cầm cập. Uy hiếp đến từ linh hồn, huyết mạch của họ, không thể chống cự được. Trong chớp mắt đó tiếng rồng ngâm đao minh khiến bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa lam khựng lại. Chân khí rót vào huyết lục. Trên bầu trời kéo theo từng đợt năng lượng thuộc tính hỏa gần như thực chất hóa liên miên rót vào trong đao. Trong giây phút này thân hình Lục Lâm Thiên như mãnh hổ vồ mồi, huyết lục chém thẳng ra, đao quang màu đỏ như máu nhanh như tia chớp rạch phá không gian, đao quang bay ra, cả không gian run rẩy. Trong cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, chỉ giây lát ngắn ngủi chín đao quang hợp nhất lại thật ra đao quang sắc đỏ càng khiến tim người đập nhanh. Nơi đao quang xẹt qua, bên dưới núi sập đất nứt. Trước nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm, đao quang màu đỏ với thế khủng bố như trẻ tre rạch phá không gian. Bản thể khổng lồ của hỏa lam không cách nào đón đỡ thế công, đao quang chạm mạnh vào cơ thể hỏa vũ ngốc ưng to lớn. Cú va chạm khiến tim người đập nhanh. Giây lát sau, các cặp mắt muốn rớt tròng. Đao quang chém vào lưng hỏa vũ ngốc ưng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, yên tĩnh rất kỳ dị. Nhưng loại tĩnh la ựng này khiến trong lòng các cặp mắt theo dõi nặng nề như bị đá đè. Răng rác. Ngay sau đó, khi các cặp mắt chưa lấy lại tâm thần thì nghe tiếng sóng không gian tan vỡ trên bầu trời. Cùng với không gian vỡ nát, đao quang đỏ mới yên tĩnh lại chợt giáng xuống với thế mạnh mẽ. Với nhát đao này, lưng hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ nứt ra. Bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của hỏa lam hét thảm. A. À, cơ thể hỏa vũ ngốc ưng rách toạc, thân hình khổng lồ đứt thành hai khúc. Đao quang tước phẳng không gian. Khí thế ngập trời hoàn toàn giải phóng. Răng rác. Không gian nứt ra một cái khe rồi biến mất, khí thế cuồng bạo ùa ra. Không gian sao động, kinh khí khủng bố nghiền nát hư không to lớn này. Lực lượng bá đạo không gì sánh bằng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Tất cả yêu thú tộc Thải Vân yêu tước nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đã khác hẳn. Ánh mắt Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, thực lực của nhân loại này rốt cuộc cỡ nào thì nàng cũng nhìn không ra. Vân Giao nghi ngờ nếu nàng ra tay e rằng cũng không làm gì nhân loại này được. Trong giây lát, yêu thú tộc hỏa vũ ngốc ưng còn sống rất là hỗn loạn. Ba trưởng lão mạnh nhất đi theo tới dễ dàng bị nhân loại kia trực tiếp giết. Chúng nó là yêu thú nhưng đến đẳng cấp tứ giai thì trí tuệ sẽ không thấp hơn nhân loại, cho nên bọn họ không ngốc. Ba trưởng lão bát giai mạnh nhất đều bị giết, bọn chúng làm gì dám ở lại, cả đám vội vàng bỏ chạy. Thiên độc yêu long không giết được hỏa lam nên cơn giận càng tăng cao. Chết đi! Thiên độc yêu long đuổi theo không bỏ, thân hình khổng lồ chấn vỡ sóng không gian. Dọc đường một đám hỏa vũ ngốc ưng bị thiên độc yêu long giết xiết giữa không trung. Gru gru! Thấy tộc hỏa vũ ngốc ưng chật vật chạy trốn, nhiều thải vân yêu tước trong tộc thải vân yêu tước gieo hò. Tộc hỏa vũ ngốc ưng bị nhân loại giết hoa rơi nước chảy. Ba trưởng lão đẳng cấp bát giai bị giết dễ dàng là chuyện đáng giá vui mừng đối với chúng. Lát sau những hỏa vũ ngốc ưng đã trốn sạch, thiên độc yêu long gầm giống nhanh như tia chớp quay về. Growl. Thiên độc yêu long biến hình người, râu rồng rung rung.
Thiên Độc Yêu Long đứng cạnh Lục Lâm Thiên, nói to. Đám gà lông tạp đó ta nhìn là ghét. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chắc tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng này không dám tới gây rối nữa. Giết ba con Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nên hiểu chuyện hơn chút. Hỏa Vũ Ngốc Ưng không có nhiều Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai. Hai người quay về trận thế thải Vân Yêu Tước, đám người Vân Giao giật mình không nói nên lời, các cặp mắt ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên, cực kỳ rung động. Vân Giao lấy lại tâm thần trước tiên, nàng nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Chắc ngươi không phải linh phó đúng không? Vân Giao sớm có nghi ngờ, những nhân loại này không giống linh phó. Huống chi Thiên Độc Yêu Long mới chỉ là bát giai sơ kỳ, làm sao có linh phó cường đại vậy được? Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Bây giờ không tiện che giấu nữa. Vân Giao mỉm cười nói. Không ngờ thực lực của ngươi mạnh như vậy, sớm biết thế đã không lo lắng cho các ngươi. Hai canh giờ sau, trong một sơn mạch, có một ngọn núi khổng lồ cao VUT đâm thủng tầng mây, xung quanh ngọn núi hơi lạ, bốn phía xanh biếc mà bên này thì không mọc một cọng cỏ, một mảnh hoang vu, có cảm giác âm u đáng sợ. Dưới sườn núi có cái hang không nhỏ, trong hang bầy một cấm chế lợi hại. Vân Giao mở cấm chế ra, mọi người đi vào hang. Từ hang này đi xuống khoảng 500 thước xuất hiện một không gian lòng đất to lớn. Vân Giao lại mở một cấm chế ra, mọi người vào trong không gian. Diện tích không gian lòng đất cực kỳ khổng lồ, nhưng lại rất tối tăm, người bình thường không thể nhìn thấy gì được. Trong không gian tối khắp nơi u ám, mảng lớn xác yêu thú chất đống. Trong không gian còn có sát khí bàng bạc, thú hồn tràn ngập. Lục Lâm Thiên bước vào trong, đại hồn anh liền cảm nhận sát khí và thú hồn mạnh mẽ này, hoan hô trong đầu hắn. Lục Lâm Thiên giật mình. Thú hồn và sát khí thật mạnh. Độ mạnh của thú hồn và sát khí không thua gì sát khí và tàn hồn trong huyền thiên bí cảnh, thậm chí mạnh hơn một chút. Sát khí cường đại như vậy người thực lực thấp một chút sẽ không dám đi vào, bê ẩy vì nếu đi vào thì sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Tiến vào một đoạn đường có mấy trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước thực lực hơi yếu và Phi Thiên Ngô Công sắc mặt chướng đỏ. Vân Giao nói với Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long. Các hạ, đây chính là mộ địa của tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Mấy vạn năm nay tộc Thải Vân Yêu Tước chôn xác tất cả tộc nhân tại đây. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Hèn gì có sát khí và thú hồn mạnh đến vậy. Mấy vạn năm nay, không gian lòng đất này được sử dụng là mộ địa của Thải Vân Yêu Tước. Tuy tuổi thọ của yêu thú khá dài nhưng trong tộc cũng có rất nhiều xác Thải Vân Yêu Tước, có thể tưởng tượng sát khí chứa trong thi cốt cỡ nào. Cộng thêm những Thải Vân Yêu Tước đã chết này đa số chết tự nhiên nên hơn một nửa thú hồn không bị ảnh hưởng, tổn thương gì. Sau khi yêu thú chết thú hồn tự nhiên tan biến, nhưng còn khá nhiều đọng lại trong không gian này. Lâu dần ngưng tụ thành thú hồn hùng mạnh, thú hồn giống như tàn hồn, tuyệt đối cường đại. Lục Tâm Đồng nói, sát khí và thú hồn đậm quá. Càng tiến vào thì sát khí và thú hồn càng lúc càng mạnh. Lục Tâm Đồng có hai hồn khí địa giai, Chấn Linh Diệt Hồn Tháp chuyên mang theo khí tức âm tà nên không bị ảnh hưởng gì lớn. Vù vù vù. Ngay khi mọi người tiến lên trước thì không gian phía trước đột nhiên phát ra dao động mạnh. Một quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng to lớn chớp mắt bay ra lao vào công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước thực lực yếu nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quả cầu ánh sáng năng lượng màu trắng biến thành vật ảo bộ dáng đáng sợ khủng bố. Vân Giao quát to. Các vị cẩn thận. Một thất luyện màu trắng bay ra khỏi tay Vân Giao nhanh như tia chớp đụng vào vật ảo khủng bố, đánh nó vỡ nát biến mất. Công chúa sợ hãi mặt tái xanh. Vân Giao mắt lóe tia sáng. Sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong mộ địa càng lúc càng mạnh, tộc nhân thực lực thấp một ít không dám tiến vào. Mỗi lần chôn tộc nhân sơ sẩy một cái là sẽ bị một tia sát khí và tàn hồn giết. Vân Giao đành bó tay trước sát khí và tàn hồn này. Lục Lâm Thiên nhướng chân mày. Đại hồn anh hò reo trong đầu Lục Lâm Thiên, nếu nuốt những tàn hồn, thú hồn này đại hồn anh sẽ lại mạnh lên. Đây là vật có hại với người khác nhưng là rất bổ cho đại hồn anh. Lục Lâm Thiên không biết Vân Giao có đồng ý cho hắn hấp thu sát khí, thú hồn sót lại trong mộ địa này không. Mọi người cẩn thận tiến lên phía trước, dọc đường đi toàn là xương trắng xóa chất đống như núi, tàn hồn bàng bạc tràn ngập trong đó. Mọi người nối đuôi nhau tiến lên, phát ra khí thế làm đám tàn hồn không dám lại gần nhưng tụ tập càng lúc càng nhiều. Sát khí và tàn hồn đậm đặc làm Vân Giao bất ngờ. Kinh khủng hơn rất nhiều so lần trước nàng đến.
Vân Dao dừng bước, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Các vị, đằng trước chính là yêu linh tinh. Mọi người nhìn theo hướng ánh mắt Vân Dao. Trong không gian rộng lớn đằng trước, trên đỉnh vách đá cao rộng có ba đốm sáng lấp lánh tựa như ngôi sao treo trên vũ trụ hắc ám, nhấp nháy ánh sáng. Năng lượng bàng bạc phát ra. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia mừng rỡ. Yêu linh tinh. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường, nó là một tồn tại đặc biệt. Chỉ có trong động phủ chôn xác một số đại tộc yêu thú trải qua mấy ngàn đến vạn năm, thiên thời địa lợi mới có cơ hội hình thành yêu linh tinh. Đồn rằng yêu linh đan này có năng lượng dồi dào, chỉ cần hình thành yêu linh đan thì hiệu quả không thua gì yêu đan bát giai sơ kỳ. Lục Lâm Thiên nhướng mày, có ba khối yêu linh tinh, hèn gì Vân Dao tộc trưởng dám đưa một khối cho người khác. Dưới đỉnh hang cao rộng này chất đống xác tộc thải vân yêu tước cao như núi, nhiều còn hơn những nơi dọc theo đường tới đây. Xem thể tích thì dường như chôn tại đây là cường giả tộc thải vân yêu tước, được chôn bên ngoài thực lực yếu hơn, càng ra ngoài thì thực lực càng yếu. Vù vù vù, càng tiến vào trong sát khí và thú hồn càng đậm đặc quánh lại, dán sát mọi người nhưng không dám đến quá gần, dường như e ngại khí thế mọi người phát ra. Nhìn kỹ thì thấy nó cách tiểu long xa nhất, sợ khí tức từ người tiểu long nhất. Các vị hãy chờ tại đây một chút, sát khí và tàn hồn bên trong càng mạnh, ta đi lấy yêu linh tinh. Vân Dao nói xong lắc người đã lao tới trước. Vù vù vù, bóng người thướt tha. Vân Dao nhảy mấy cái đã đến bên dưới ba khối yêu linh tinh. Vân Dao nhảy lên cao, một đoàn sáng nhu hòa trong tay nàng bao hướng một khối yêu linh tinh. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Vân Dao tộc trưởng cẩn thận. Lục Lâm Thiên rất nhạy cảm với dao động sát khí, tàn hồn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lúc này, Vân Dao đang ở trên cao, không gian tĩnh lặng đột nhiên vặn vẹo phát ra tiếng dao động nhẹ. Thanh âm khuếch tán. Dao động không gian chớp mắt lên đến mức khủng bố. Cùng với dao động khuếch tán, khoảnh khắc ngắn ngủi trong không gian xuất hiện mấy đoàn sáng to cỡ vài thước. Khí tức sát khí và tàn hồn kinh khủng cũng khuếch tán theo, khí tức dường như kèm theo thú uy mạnh mẽ. Gru gru. Vân Dao chưa phát hiện ra, mấy đoàn sáng đã phát ra tiếng hú gru gru. Giây lát sau biến thành các quái vật khủng bố dữ tợn tựa như xúc tu bạch tuộc nhưng chỉ có miệng rộng đáng sợ táp hướng Vân Dao. Vân Dao biến sắc mặt nói. Chư vị tiên tổ, Vân Dao đắc tội. Tay Vân Dao nhanh như tia chớp vỗ ra vài phong nhận, mấy phong nhận cắt vỡ sóng không gian. Chớp mắt mấy phong nhận xé gió đụng vào mấy vật dữ trợn đáng sợ. Vù vù vù. Mấy vật dữ trợn bị cắt nát biến mất trong không gian. Vù vù vù. Cùng lúc đó, cả không gian đột nhiên xuất hiện vô số đoàn sáng lớn nhỏ, cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Mọi người nhìn đoàn sáng xuất hiện trong không gian vặn vẹo bắt đầu nổi lên dao động kỳ lạ. Trong dao động kỳ lạ mọi người cảm nhận rõ ràng dao động sát khí, tàn hồn cực kỳ cường đại. Loại dao động này cực kỳ mạnh, dường như vì bị xúc động nên sắp phun trào. Cùng lúc đó, người thực lực thấp sẽ bị ảnh hưởng nhanh nhất. Sát khí và tàn hồn làm tuyết sư, công chúa tộc Thải Vân yêu tước, mấy trưởng lão thất giai hậu kỳ thực lực không tệ đều chướng đỏ mặt. Sát khí và tàn hồn trực tiếp ảnh hưởng tâm trí, xâm nhập một cách nhanh chóng. Vân Dao hoàn toàn biến sắc mặt. Không ngờ sát khí và tàn hồn tụ tập đến mức này, lùi lại mau. Vân Dao nhanh chóng thụt lùi nhưng không kịp nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi Vân Dao nhào tới thì mấy đoàn sáng lại xuất hiện trước mắt nàng, lớn hơn cái vừa bị đánh nát một chút, nhiều hơn một nửa. Gru gru. Đoàn sáng phát ra tiếng kêu gru gru quái dị. Sau biến thành quái vật dữ trợn liền công kích Vân Dao. Cùng lúc đó, trong không gian dao động vặn vẹo xung quanh mọi người sát khí càng lúc càng khủng bố, không ngừng lan tràn biến thành quái vật khủng bố dữ trợn kêu gru gru. Gru gru. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lo âu nói. Nguy rồi, chúng ta bị vây công. Năng lượng sát khí và tàn hồn cực kỳ khổng lồ, mạnh hơn trong tưởng tượng của Lục Tâm Đồng nhiều. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Mau bày phòng ngự. Đừng để bị ảnh hưởng tâm trí. Sát khí này mạnh hơn Lục Lâm Thiên phỏng đoán nhiều. Tất cả cường giả Thải Vân yêu tước đều bị chôn tại đây trong mấy vạn năm, cộng thêm mộ địa này bất phàm, dưới lòng đất sâu không nối với thiên địa bên ngoài nên mới tụ tập sát khí và tàn hồn kinh khủng như thế. Theo Lục Lâm Thiên biết thì mộ địa bình thường sẽ không tụ tập sát khí và tàn hồn nặng vậy, sớm tan biến trong năng lượng thiên địa. Dù là yêu thú hay nhân loại tu luyện giả thì năng lượng trên người đến từ thiên địa. Vì vậy sau khi chết cũng sẽ trả lại thiên địa.
Mộ địa này bị phong kín dưới chân núi, không kết nối cùng thiên địa nên có cơ hội tụ tập sát khí và tàn hồn đậm đặc thế này. Lục Lâm Thiên suy đoán cũng vì vậy mới xuất hiện yêu linh tinh, trong mộ địa bình thường rất khó có yêu linh tinh tồn tại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ giây lát đoàn sáng đến ngày càng nhiều trong không gian. Một chuỗi tiếng rào rào kỳ dị, không gian lại dao động. Dường như cảm giác khí tức trên thân mọi người, nó dần đến gần bọn họ. Trong thời gian ngắn này Vân Giao lại đánh nát mấy vật khủng bố dữ tớn, lớn tiếng với mọi người. Lùi nhanh, nếu không sẽ rắc rối to. Vân Giao dứt lời lập tức lùi về cạnh mọi người. Vân Giao tộc trưởng, hình như chúng ta đã bị bao vây, không ra được. Lục Lâm Thiên quét mắt xung quanh, cả không gian to lớn đã vặn vẹo. Sát khí và tàn hồn khủng bố trong không gian bị ảnh hưởng, càng lúc càng mạnh lên. Vân Giao quát to. Ta sẽ phá những sát khí khống chế, mau rời đi. Vân Giao có năm ngón tay lại, năng lượng yêu nguyên khuếch tán chớp mắt va chạm vào không gian vặn vẹo đằng trước. Bùm bùm bùm. Hai luồng năng lượng khổng lồ chớp mắt va chạm vào nhau, trong không gian vang tiếng nổ trầm đục. Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, chấn động cả không gian run nhẹ, dao động càng cuồng bạo. Răng rắc. Đòn công kích của Vân Giao xẻ không gian vặn vẹo đằng trước rách một cái khe trăm thước. Nhưng độ dày không gian vặn vẹo rất rộng, không biết bị xé rách hoàn toàn. Vân Giao quát to. Rút đi trước. Vân Giao nhảy vào khe hở đã chém ra trước, mọi người nối đuôi theo. Nhưng không gian bị chém ra lại bị sát khí và tàn hồn chám, nhanh chóng khép lại. Vân Giao biến sắc mặt quát. Mau. Vân Giao lại dùng công kích như phong nhận cắt vỡ không gian va chạm vào sát khí và tàn hồn trong không gian vặn vẹo hợp nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, bị lực công kích làm khe hở sát khí và tàn hồn mới rách ra tăng tốc khép lại. Lục Lâm Thiên nói. Vân Giao tộc trưởng, không thể công kích những sát khí và tàn hồn này nữa, chúng sẽ cắn nuốt lực công kích biến mạnh hơn. Trong không gian vặn vẹo sát khí và tàn hồn đang cắn nuốt lực công kích vừa rồi của Vân Giao. Tự NSU sát khí và tàn hồn hấp thu những lực công kích, năng lượng sát khí và tàn hồn xung quanh phát ra khí thế như có như không càng mạnh lên. Lục Lâm Thiên không lạ gì với tình cảnh này, bản thể Đại Hồn Anh cũng có tác dụng giống vậy. Đại Hồn Anh cảm giác thấy năng lượng sát khí và tàn hồn đang gieo hò trong đầu Lục Lâm Thiên, nếu không phải bị áp chế thì nó đã lao ra ngoài rồi. Vân Giao và các trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước biến sắc mặt nói. Lần này rắc rối rồi, không ngờ năng lượng sát khí và tàn hồn của các tổ tiên mạnh đến mức này. Gru gru. Không gian dao động kịch liệt. Năng lượng sát khí và tàn hồn ngày càng nhiều trong không gian bao bọc mọi người lại. Trong không gian vặn vẹo, rất nhiều quái vật dữ tợn khủng bố xông ra công kích về hướng mọi người. Bùm bùm bùm. Mọi người buộc phải chống trả lại, chớp mắt tiếng nổ vang không dứt bên tai. Các quái vật dữ tợn lao ra liền bị đánh nát, nhưng càng nhiều quái vật dữ tợn hung ác khác nhào tới mang theo năng lượng sát khí và tàn hồn mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên lại hét to. Không thể công kích. Càng công kích thì những sát khí và tàn hồn càng mạnh. Vân Giao nóng nảy hỏi. Vậy phải làm sao, nếu không công kích sẽ bị bao vây lại, khi đó khó mà trốn ra. Vân Giao công kích làm nhiều vật dữ tợn bị phá nát. Lúc này Lục Tâm Đồng hét to. Để ta đối phó cho. Lục Tâm Đồng kết thủ ấn, ánh sáng bắn ra từ trán, khí thế bàng bạc làm linh hồn người run rẩy. Ánh sáng thu về. Linh khí hình cung điện to cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt Lục Tâm Đồng. Trong linh khí cung điện có khí tức uy hiếp lan tràn vô hình trung áp chế linh hồn người. Khí thế uy hiếp khuếch tán, sát khí và tàn hồn bàng bạc xung quanh tự động thụt lùi một chút. Lục Tâm Đồng biến đổi thủ ấn. Lui lại cho ta. Hồn khí cung điện trong giây lát biến to mấy chục thước, ánh sáng rực rỡ bao bọc xoay quanh trên bầu trời, bao phủ mọi người vào trong. Gru gru. Ánh sáng bao phủ làm các quái vật dữ tợn gào rú, thụt lùi không dám đến gần. Khí tức đó làm chúng nó kiêng dè, nhưng không lùi quá xa. Chúng nó bị áp chế nhưng không tuyệt đối. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng vận dụng hồn khí cung điện, hắn không xa lạ gì. Hồn khí địa giai của Độc Cô ra. Là lúc ở dưới thiên đảo, Độc Cô Cảnh Văn tặng cho, nhưng là hồn khí phòng ngự địa giai. Lục Lâm Thiên cảm giác trên hồn khí có khí tức thần hoàng của Độc Cô ra. Những năng lượng tàn hồn này tuy là thú hồn nhưng hơi e sợ khí tức này. Thấy hồn khí của Lục Tâm Đồng, đám người Vân Giao tộc Thải Vân Yêu Tước cực kỳ ngạc nhiên.
là hồn khí của nhân loại. Khí tức này khiến bọn họ bị áp chế tuyệt đối, đáng ngạc nhiên nhất là từ khí thế lục tâm đồng phát ra lúc này bọn họ mới biết thiếu nữ trẻ tuổi này cũng có tu vi linh tôn. Đi mau! Những sát khí và tàn hồn bị áp chế, lục tâm đồng nhanh chóng tiến lên. Dọc đường đi sát khí và tàn hồn tránh ra, kêu gru gru đuổi theo sát nhưng không dám đến gần. Mọi người cắm đầu chạy. Vân Dao lộ ánh mắt vui mừng. Sát khí đằng trước nhạt hơn chút, sắp ra ngoài rồi. Mắt thấy sắp ra khỏi sát khí và tàn hồn bao trùm. Vù vù vù. Khi mọi người đều rời khỏi không gian sát khí này đều thở phào nhẹ nhõm. Lục tâm đồng liền thu hồn khí vào não hải. Đám người nhìn chằm chằm đoàn sáng sát khí và tàn hồn bàng bạc theo sát sau lưng họ chi ếm cứ một chỗ trong không gian vặn vẹo, tựa gió bão. Bọn họ rất kinh sợ, những quái vật khủng bố này không sợ tấn công, càng bị công kích càng mạnh, điều này mới làm người sợ hãi. Một tiếng hú sắc nhọn truyền ra. Gru gru. Cùng lúc đó, sau lưng mọi người có một đoàn năng lượng sát khí và tàn hồn mấy chục thước chớp mắt bao bọc công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước, nhanh như tia chớp kéo vào đoàn sáng năng lượng sát khí và tàn hồn khủng bố, rồi trong khoảnh khắc liền biến mất. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên cũng không thấy đâu. Vân Dao sốt ruột hét to một tiếng. Hàm Nhi. Vân Dao đánh ra phong nhận to lớn xé gió bay đi, rạch một khe hở trên đám sát khí to lớn nhưng đã mất dấu vết công chúa. Hàm Nhi. Vân Dao nóng nảy định lao vào trong đoàn sáng sát khí cứu người. Đột nhiên có hai bóng người lao ra, Lục Lâm Thiên ôm công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước ra ngoài. Một lực lượng nhu hòa đẩy công chúa ra khỏi đoàn sáng sát khí và tàn hồn. Công chúa sợ hãi mặt tái xanh. Nương! Lực lượng sát khí và tàn hồn khủng bố làm công chúa khó thể chống cự, bị Lục Lâm Thiên đẩy ra. Vân Dao đánh ra yêu nguyên bao lây công chúa kéo ngay đến bên mình. Gru gru! Ngay lúc này, sau lưng Lục Lâm Thiên có các quái vật dữ trợn bao thùm lên hắn. Bị những quái vật khủng bố bao bọc, Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Các người mau rời khỏi đây, sát khí và tàn hồn rất lợi hại, nhanh. Lục Lâm Thiên hét xong đã bị kéo vào đoàn sáng, trong khoảnh khắc biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vân Dao hét to. Mau cứu người. Vân Dao vỗ lực công kích, nhân loại này cứu nữ nhi của nàng hai lần. Lúc này Vân Dao không thể bỏ mặc được. Bùm bùm bùm. Không gian vang tiếng nổ trầm thấp. Hai lực công kích của Vân Dao chỉ chém ra khe nứt trên đoàn sáng năng lượng sát khí và tàn hồn to lớn. Đã không thấy bóng dáng Lục Lâm Thiên đâu. Từng đoàn sáng sát khí và tàn hồn khủng bố che đậy không gian lại. Lục Tâm Đồng không nóng nảy. Khi Vân Dao lại định tấn công ngược lại lên tiếng ngăn cản. Vân Dao tộc trưởng, chúng ta lùi lại mau, ca ca của ta sẽ có cách. Vân Dao lo lắng nói. Nhưng sẽ có nguy hiểm. Chính Vân Dao nếu bị nhốt bên trong cũng khó xoay sở. Thiên Độc Yêu Long nói. Chúng ta lùi lại trước nếu không cũng sẽ bị vây khốn. Năng lượng sát khí và tàn hồn trong không gian ngày càng mạnh. Vân Dao do dự một chút, thấy Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long đều nói vậy. Năng lượng sát khí và tàn hồn xung quanh đúng là đáng sợ, đành cùng mọi người đi trước. Trong năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc, nhiều xúc tu bao bọc người Lục Lâm Thiên, kéo hắn vào chính giữa. Năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc cuồng bạo bao bọc Lục Lâm Thiên, muốn xâm nhập vào não hải của hắn. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói. Tránh ra đi. Không gian thuộc tính thổ khuếch tán quanh thân, sát khí cuồng bạo xung quanh bị đẩy lùi. Vù vù vù. Năng lượng sát khí và tàn hồn này bị đẩy ra nhưng càng điên cuồng tụ tập lại. Liên miên bất tận bao bọc trong không gian thuộc tính thổ. Những tàn hồn này không có trí tuệ gì, chỉ biết cắn nuốt lực lượng từ bên ngoài. Giờ phút này, chúng nó cảm giác khí tức của Lục Lâm Thiên thế là liên tục tụ tập lại, hắn trở thành mục tiêu công kích duy nhất. Lực lượng không gian bốn phía, trong xác tộc Thải Vân Yêu Tước chất đống như núi, một luồng sát khí vô hình bao trùm lên. Sát khí vô hình khiến linh hồn của Lục Lâm Thiên run rẩy, nhưng không bị ảnh hưởng gì. Linh hồn và tâm thần có thể bị sát khí và tàn hồn ảnh hưởng, khiến người ta càng táo bạo hơn. Nhưng Lục Lâm Thiên có đại hồn anh, tiểu đao màu vàng trong đầu nên lúc này vẫn bình an. Cảm giác rất nhiều sát khí và tàn hồn liên miên bất tận tuôn ra từ xương cốt trắng của tộc Thải Vân Yêu Tước, Lục Lâm Thiên không vội vàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong không gian thuộc tính thổ, năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc này không thể xâm nhập nhưng chúng nó vẫn tụ tập ngày càng nhiều hơn. Trong giây lát toàn bộ không gian xương trắng bao la có thay đổi.
những xác thải vân yêu tước chất đống thành núi bắt đầu mấp máy, kéo theo sóng gợn sát khí và tàn hồn ngập trời khuếch tán. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Âm sát khí, thú chi tàn hồn. Những sát khí và tàn hồn khác với đại hồn anh bình thường cắn nuốt hấp thu, và cả trong huyền thiên bí cảnh. Tàn hồn trong huyền thiên bí cảnh là tàn hồn của những vũ giả đã chết, sát khí là khí huyết sát. Sát khí trong mộ địa là âm sát khí, tàn hồn cũng là thú chi tàn hồn. Nhưng cảm thấy đại hồn anh hân hoan trong đầu, Lục Lâm Thiên biết âm sát khí và tàn hồn cũng có thể bị hấp thu. Cùng với những tàn hồn, âm sát khí xuất hiện càng lúc càng mạnh, các hình thể năng lượng hư ảo dữ trợn xuất hiện. Trong không gian xung quanh rậm rạp vật ảo dữ trợn cỡ hàng vạn con. Sương mù xám xịt bao phủ không trung, đột nhiên hiện ra, trong khoảnh khắc này sát khí ngập trời. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhiều vậy sao? Nằm ngoài dự đoán của Lục Lâm Thiên, không ngờ mạnh vậy. Nếu là cường giả tôn cấp bình thường rơi vào đây chỉ có nước chờ bị xâm thực từ từ. Vù vù vù. Ngày càng nhiều tàn hồn sát khí ngưng tụ, không gian nháy mắt vặn vẹo kịch liệt. Trên xương trắng xung quanh, sát khí ngập trời đã đến mức độ khủng bố, càng khiến linh hồn người rung động. Dao động năng lượng cường đại tột độ, loại dao động này khiến linh hồn cực kỳ khó chịu. Gru gru. Trong không gian vang vọng tiếng quỷ khóc thần gào, âm sát khí tăng vọt. Trong toàn bộ khu vực mộ địa, xương trắng lung lay như sống lại, vô số vật dữ trợn lại lao vào không gian thuộc tính của Lục Lâm Thiên, khiến không gian thuộc tính sắp nứt vỡ. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói. Đến đây, càng nhiều càng tốt. Đây dù gì là mộ địa của tộc Thải Vân Yêu Tước, quang minh chính đại cắn nuốt những sát khí và tàn hồn thì không hay, để tránh tộc Thải Vân Yêu Tước khủng hoảng. Vì vậy Lục Lâm Thiên cố ý sắp đặt tất cả. Sát khí tàn hồn bao bọc, Tiểu Long luôn che giấu khí tức. Nếu thật sự muốn đi ra ngoài thì Tiểu Long phát ra khí tức yêu hoàng, những tàn hồn này không dám ùa lên. Lục Lâm Thiên luôn tìm cách ở lại mộ địa để cho đại hồn anh cắn nuốt những sát khí và tàn hồn, đây là vật rất bổ. Lục Lâm Thiên cảm giác năng lượng tàn hồn tụ tập ngày càng nhiều, tâm thần hắn âm thầm động. Vù vù vù. Chớp mắt chán Lục Lâm Thiên bắn ra luồng sáng ánh tím vàng, lơ lửng trước mặt hắn, là đại hồn anh luôn bị Lục Lâm Thiên áp chế trong đầu. Đại hồn anh bay ra, đôi mắt mở lớn, ánh mắt sâu thẳm sáng rực. Khí thế ngút trời phát ra từ người đại hồn anh. Đại hồn anh do trăm vạn tàn hồn, sát khí hùng hồn ngưng tụ ra. Hiện tại sát khí trên người đại hồn anh bị sát khí và tàn hồn vô hình kéo theo, sát khí ngút trời tuôn ra ồ ạt, cả không gian run rẩy. Vù vù vù. Cùng lúc đó, không gian thuộc tính quanh thân Lục Lâm Thiên thu về. Sát khí ngút trời tuôn ra từ người đại hồn anh, chớp mắt tràn ngập trong không trung. Sát khí khiến cho không gian gió nổi mây phun, sát khí như vòi rồng phát tán. Cùng lúc đó, âm sát khí và tàn hồn trong mộ địa cảm giác sát khí ngút trời từ người đại hồn anh vô hình càng biến cuồng bạo lên, chuyển động nhanh hơn. Luồng âm sát khí này không yếu hơn sát khí và tàn hồn trên người đại hồn anh, thậm chí mạnh hơn nhiều. Hai sát khí và tàn hồn tự chiếm nửa giang sơn, giằng co trong không trung. Âm sát khí này quá khổng lồ, đại hồn anh muốn cắn nuốt nó không dễ dàng. Hơn nữa âm sát khí đừng hòng cắn nuốt đại hồn anh. Hai sát khí giằng co, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Âm sát khí quá khổng lồ, tàn hồn cực mạnh, nếu chúng hợp tác với nhau thì đại hồn anh rất khó cắn nuốt. Nhưng âm sát khí này chẳng có chút linh trí, đại hồn anh muốn nuốt nó không phải hoàn toàn hết hy vọng. Trước tiên cứ cắn nuốt từ từ. Không gian thuộc tính quanh thân Lục Lâm Thiên lại khuếch tán. Không gian thuộc tính lan tràn bao lấy năng lượng âm sát khí và tàn hồn đậm đặc, đại hồn anh thừa dịp xông lên. Vù vù vù. Đại hồn anh xuất hiện trong không gian thuộc tính, ánh sáng đỏ thẫm chói mắt lấy thân thể đại hồn anh làm trung tâm, lực hút ngập trời như vòi rồng lan tràn. Lực lượng bao bọc âm sát khí và tàn hồn bị đại hồn anh cắn nuốt. Trong hang trên núi, mọi người thụt lùi mãi đến bên trên cái hang. Trong khoảnh khắc mọi người cảm giác trong mộ địa cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, sát khí tràn ngập. Ngọn núi rung rinh, cái hang tối đen, sát khí tiết ra ngoài khiến người cảm giác tim đập nhanh. Trưởng lão trong tộc Thải Vân Yêu Tước biến sắc mặt nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác mộ địa bên dưới đột nhiên gió nổi mây phun như có sát khí hùng dũng sắp bắn lên cao, sát khí tiết ra ngoài khiến lòng bọn họ run sợ. Trong hang, công chúa Thải Vân Yêu Tước hỏi Vân Giao tộc trưởng. Nương, nhân loại kia sẽ không bị gì chứ?
thanh niên nhân loại đã cứu công chúa hai lần, nàng rất lo cho hắn. Vân Giao tộc trưởng hỏi Thiên Độc Yêu Long. Độc Long lão đệ, hắn sẽ không bị gì đi. Biểu tình Vân Giao tộc trưởng lo âu. Tiểu Long nói. Yên tâm đi, lão đại có thể đi ra, chúng ta cứ chờ tại đây. Tiểu Long hiểu rõ nhất lão đại muốn làm gì. Tuy những sát khí và tàn hồn lợi hại nhưng không làm gì lão đại được. Mọi người chờ mãi đến ngày thứ hai vẫn không thấy Lục Lâm Thiên đi ra, trong mộ địa bên dưới cứ cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, sát khí khủng bố, núi rung rinh. Có sát khí loáng thoáng tiết ra ngoài khiến người vô hình trung tim đập nhanh. Vân Giao tộc trưởng đề nghị đi xem thử, Tiểu Long ngăn cản, không thể quấy rầy lão đại được. Trong một đại điện, tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng hói nửa đầu giống to. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho Thiên Độc Yêu Long và mấy tên nhân loại đó. Ánh mắt tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng cực kỳ độc ác. Trong đại điện, mấy trưởng lão tu vi thất giai Hỏa Vũ Ngốc Ưng đang báo cáo chuyện tộc Thải Vân Yêu Tước. Ba trưởng lão tu vi bát giai bị giết là vết thương nặng cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, những trưởng lão khi bẩm báo người run rẩy, lòng còn sợ hãi. Một lão nhân tu vi bát giai trung kỳ, mặc trường bào đỏ rực, mắt ưng mũi khoằm nói với lão nhân hói nửa đầu. Tộc trưởng, không ngờ Vân Giao tộc Thải Vân Yêu Tước mời giúp đỡ mạnh như vậy, nếu chúng ta đơn độc đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước sẽ rất khó khăn. Lão nhân hói nửa đầu mắt bắn ra tia độc ác. Vân Giao cho rằng tìm người đến là có thể đối phó được ta sao? Nếu vậy ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Lão nhân hói nửa đầu giận dữ nói. Hiện tại hơn một nửa các đại tộc đã bị ta lôi kéo, 10 ngày sau ta muốn khiến tộc Thải Vân Yêu Tước trả lại gấp 10 lần. Trong hang núi, sát khí ngút trời tiết ra ngoài ngày càng mãnh liệt. Đã 5 ngày trời, biến động trong mộ địa làm Vân Giao, một vài trưởng lão cực kỳ giật mình, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hiện chỉ có một nhân loại ở trong đó. Biến động làm Vân Giao, các trưởng lão ngạc nhiên, lo lắng nhưng chỉ có thể đứng chờ đợi bên ngoài. Trong không gian mộ địa tộc Thải Vân Yêu Tước, Đại Hồn Anh đứng lơ lửng, bão sát khí thổi quét quanh thân. Trong cả không gian, tất cả sát khí và tàn hồn đang bị Đại Hồn Anh nuốt vào người. Ban đầu Lục Lâm Thiên hỗ trợ Đại Hồn Anh cắn nuốt, Đại Hồn Anh càng lúc càng nhanh. Cắn nuốt tới một nửa thì Đại Hồn Anh khống chế tất cả, bắt đầu nuốt hết. Việc cắn nuốt không còn liên quan gì đến Lục Lâm Thiên, hắn ngồi xếp bằng chờ Đại Hồn Anh nuốt hết những sát khí và tàn hồn. Cùng với cắn nuốt hấp thu, khí thế trên người Đại Hồn Anh tăng cao. Mãi đến ngày thứ 5, khi tia tàn hồn cuối cùng bị Đại Hồn Anh nuốt vào người, Đại Hồn Anh lơ lửng trên cao lộ nụ cười vừa lòng. Bốn phía yên tĩnh lại, cả mộ địa không còn cảnh cát bay đá chay, gió nổi mây phun. Không gian trong lành hơn trước. Lục Lâm Thiên đứng dậy. Hình như mạnh hơn nhiều. Suốt 7 ngày, sát khí và tàn hồn mênh mông bị Đại Hồn Anh nuốt hết, đủ thấy âm sát khí và tàn hồn này khủng bố biết bao. Sau khi cắn nuốt sát khí và tàn hồn trong không gian mộ địa này, Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng khí thế trên người Đại Hồn Anh tăng mạnh nhiều, có chút khác lạ, cơ thể càng ngưng tụ hơn. Nếu luyện hóa hết thì thực lực sẽ càng tăng thêm. Lục Lâm Thiên mừng thầm. Không biết thực lực hiện tại của Đại Hồn Anh thế nào. Lúc này Lục Lâm Thiên không thể thử thực lực của Đại Hồn Anh được, nhưng hắn cảm giác ra thực lực của Đại Hồn Anh mạnh hơn trước gấp đôi hoặc hơn. Có thể nói được lợi lớn nhất trong chuyến đi đến tộc Thải Vân Yêu Tước. Tâm thần máy động, Đại Hồn Anh biến thành luồng sáng tím vàng nhạt chui vào đầu Lục Lâm Thiên. Đại Hồn Anh ngồi xếp bằng trong đầu Lục Lâm Thiên như đang tu luyện. Trên nóc hang có ánh sáng nhạt chiếu xuống, hai khối tinh thạch bên trên phát tán năng lượng hùng hồn. Năng lượng cực mạnh. Không gian xung quanh vặn vẹo. Lục Lâm Thiên nhìn hai khối yêu linh tinh trên cao, hắn ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng cố kìm nén không ra tay. Trong hang động ngọn núi, sát khí và tàn hồn mấy ngày nay tràn ngập đậm đặc đột nhiên lặng lẽ biến mất hết. Trong khi đám người Vân Giao ngạc nhiên vì sát khí tiết ra ngoài biến mất, Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ở cửa hang động. Đợi 7 ngày, Lục Tâm Đồng hơi lo lắng, giờ thấy ca ca bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Ca ca có sao không? Lục Lâm Thiên cười cười tỏ vẻ không sao, hắn nhìn Vân Giao vẻ mặt ngạc nhiên ngó mình. Vân Giao tộc trưởng, sát khí và tàn hồn trong mộ địa Thải Vân Yêu Tước đã bị ta tiêu trừ hết, sau này có thể bình an ra vào. Vân Giao, mấy trưởng lão kinh ngạc nói. Tiêu trừ hết. Bọn họ luôn bó tay trước sát khí và tàn hồn khủng bố đó, nhân loại này sao làm được? Đám người Vân Giao ngạc nhiên.
công chúa Thải Vân Yêu Tước đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, nhìn hắn chăm chú. Đa tạ ngươi lại cứu ta một lần nữa. Nhân loại này đã cứu nàng hai lần, tuy yêu thú không quá thích nhân loại nhưng hơn phân nửa yêu thú có tính cách có ơn sẽ trả. Nhân loại đã cứu nàng hai lần, trong lòng công chúa tràn ngập cảm kích. Lục Lâm Thiên nói, chỉ tiện tay, công chúa không cần để bụng. Chuyện này đúng là Lục Lâm Thiên chỉ làm thuận tay. Lát sau, Vân Giao và các trưởng lão lại vào mộ địa. Như nghiệm chứng lời Lục Lâm Thiên nói, bọn họ đi vào mộ địa, ngạc nhiên vô cùng. Trong mộ địa vốn có sát khí và tàn hồn khủng bố giờ biến mất sạch. Lát sau mọi người rời khỏi cái hang đã gần hoàng hôn. Trong tộc Thải Vân Yêu Tước có nhiều trưởng lão thấy đám người tộc trưởng mấy ngày nay không ra mộ địa đã sớm trở dưới núi. Nhưng trong mộ địa thì khi chưa có lệnh bọn họ không dám tùy tiện đi vào. Đã đến hoàng hôn, Lục Lâm Thiên quyết định lại ở một đêm trong tộc Thải Vân Yêu Tước, ngày mai mới rời đi. Mọi người ở lại tộc Thải Vân Yêu Tước, Lục Lâm Thiên giúp Thải Vân Yêu Tước gây tổn hại nàng Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Tất cả yêu thú Thải Vân Yêu Tước cực kỳ tôn kính đám người Lục Lâm Thiên. Tuy không thích nhân loại nhưng nhóm Lục Lâm Thiên thành trường hợp đặc biệt. Ban đêm, trong tộc Thải Vân Yêu Tước cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đốt lửa sáng bừng bừng, thậm chí có nhiều Thải Vân Yêu Tước biến hình người vừa múa vừa hát. Nhóm Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long tò mò quan sát. Trưởng lão nữ nhân linh lung của tộc Thải Vân Yêu Tước cực kỳ nhiệt tình mời mọi người, nói Vân Giao tộc trưởng cho mời. Mọi người tiến lên, dọc đường thấy nhiều Thải Vân Yêu Tước biến hình người, ăn mặc trang điểm đẹp. Thải Vân Yêu Tước lục giai, ngũ giai chưa thể biến hình người cũng tỉ mỉ trải chuốc lông chim ngũ sắc, trang điểm cực kỳ diễm lệ. Nữ nhân linh lung dẫn đường, mọi người đi vào bên trên chính giữa quảng trường. Có một bệ đá dài, trên bệ bày đầy hoa quả tươi, đồ ăn chay ngon lành. Còn có mỹ tửu do chính tộc Thải Vân Yêu Tước tự mình ủ. Nữ nhân linh lung cho biết rượu này là một loại rượu đặc biệt. Dùng 100 loại trái cây cực kỳ hiếm thấy ủ thành, mùi trái cây đậm đặc. Vị thanh mát. Hai kẻ ăn hàng Lục Tâm Đồng, Tiểu Long rất thích loại rượu này. Trên bệ đá, đám trưởng lão Vân Giao đều có mặt. Thấy nhóm Thiên Độc Yêu Long, Lục Lâm Thiên đi tới, bọn họ tự mình nghênh đón. Mọi người ngồi xuống, Vân Giao lấy một khối tinh thạch trắng to cỡ bàn tay ra. Độc Long lão đệ, đây chính là yêu linh tinh, vật hứa cho các người. Vật đó trong suốt lấp lánh chứa năng lượng hùng hát ậu. Tinh thạch xuất hiện làm năng lượng trong không gian dao động. Không gian quanh tinh thạch hơi vặn vẹo, mơ hồ thấy bên trong tinh thạch có một thân hình Thải Vân Yêu Tước ảo lấp lóe, là yêu linh tinh lúc trước Vân Giao tháo từ trên nóc hang xuống. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Không tệ. Một khối yêu linh tinh to cỡ bàn tay đổi ra mệnh giá rất lớn. Thiên Độc Yêu Long không khách sáo thu yêu linh tinh vào tay ngay. Đa tạ Vân Giao tộc trưởng. Trên quảng trường. Nhiều Thải Vân Yêu Tước lục giai, ngũ giai vừa múa vừa hát, không khí vui mừng. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Vân Giao tộc trưởng, tại sao tối nay náo nhiệt như vậy? Vân Giao mỉm cười nói. Hôm nay là lễ trưởng thành của tiểu nữ của Vân Giao được 800 tuổi, nên đang làm nghi thức chúc mừng. Dương Quá kinh ngạc hỏi. 800 tuổi thành làm lễ trưởng thành. Thấy Dương Quá ngạc nhiên, Vân Giao giải thích rằng. Vì tộc Thải Vân Yêu Tước ta có chút đặc biệt nên lễ trưởng thành chậm chút, bình thường khoảng 800 tuổi. Tộc nhân Thải Vân Yêu Tước ta thiên phú tốt một chút chỉ có thực lực lục giai, hiện tại hàm là thất giai trung kỳ, xem như thiên phú này cực tốt vạn năm khó gặp của tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Lục Lâm Thiên mắt lộ ý cười, hắn không ngờ công chúa đã 800 tuổi. Sức sống của yêu thú thật khiến con người hâm mộ. May mắn tốc độ gây giống của yêu thú không nhanh bằng nhân loại. Tốc độ tu luyện không mau như nhân loại, nếu không trên đại lục này sớm đều là của yêu thú. Trong khi Lục Lâm Thiên suy nghĩ lung yêu tinh thì một tiếng quát vang lên. Công chúa đến. Phía trước đại điện, công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước được các trưởng lão vây quanh, nhiều Thải Vân Yêu Tước theo sau lưng, giống như chúng sao vây quanh mặt trăng đi tới. Đêm nay công chúa trang điểm tỉ mỉ, đầu đội miện nhiều màu, quần áo huyễn lệ ôm thân hình nhấp nhô. Đôi chân thon dài chống cặp mông trăng khuyết phỉnh lên, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn. Bộ dáng này trông đáng yêu chứa quyến rũ ngây thơ, nếu đặt trong nhân loại thì thuộc hàng tuyệt đẹp. Công chúa xuất hiện, nhiều tộc nhân Thải Vân Yêu Tước hò reo cất tiếng hót trong trẻo. Gru gru. Không khí trên quảng trường lại lên cao. Công chúa bước gót sen chậm rãi đến bên cạnh Vân Giao hành lễ.
Vân Hàm tham kiến mẫu thân. Vân Giao đứng lên nhìn nữ nhi, trong mắt tràn ngập yêu thương, vui mừng, rốt cuộc nữ nhi trưởng thành. Hàm nhi, hôm nay người đã lớn, rất đẹp. Công chúa cúi gập người hành lễ. Đa tạ mẫu thân chăm sóc cho nữ nhi 800 năm qua. Vân Giao nâng nữ nhi lên. Hôm nay là lễ trưởng thành của ngươi, cho ngươi có thể chọn một người cùng khiêu vũ, uống bách quả tử. Vân Giao nhìn nguyên quảng trường. Các tộc nhân của ta, hôm nay là lễ trưởng thành của Hàm Nhi, có ai muốn khiêu vũ với công chúa, cùng uống bách quả tử không? Ồn ào. Trên quảng trường, các thải vân yêu tước nam giới hò reo, thanh âm xuyên thấu không gian quanh quẩn thật lâu. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với bọn họ, đều muốn được đến công chúa yêu ái. Trong khi nhiều thải vân yêu tước hoan hô mong chờ thì công chúa nhìn hướng Lục Lâm Thiên, chậm rãi bước tới bên cạnh hắn. Ngươi có thể cùng ta nhảy không? Ta! Lục Lâm Thiên sững sờ hốt, đứng dậy nói. Nhưng công chúa, ta không biết nhảy. Không sao, ta dạy ngươi là được. Công chúa mặc kệ Lục Lâm Thiên có đồng ý hay không, nàng kéo tay hắn đi tới quảng trường. Tiểu Long, Lục Tâm đồng hò reo. Lão đại cố lên! Ca ca cố lên! Trong không khí náo nhiệt bọn họ cũng hưng phấn hùa theo. Thấy công chúa mời nhân loại, các tộc nhân thải vân yêu tước sửng sốt nhưng rồi càng kích động hơn. Về Lục Lâm Thiên, tất cả thải vân yêu tước không còn bài xích nhân loại nữa. Hôm đó chính là nhân loại này giúp bọn họ dạy cho tộc hỏa vũ ngốc ưng bài học đau điếng, hắn nhận được toàn bộ thải vân yêu tước tôn kính. Thùng thùng! Âm nhạc rộn ràng vang lên, Lục Lâm Thiên bị công chúa kéo đi. Mấy ngàn con thải vân yêu tước bao quanh, bốn phía như biển mây bảy sắc. Cùng với âm nhạc réo rắt, công chúa xinh đẹp đã nhảy. Công chúa lắc lư toàn thân, vẽ ra đường cong mê người, nàng xoay tròn, vương miện bảy sắc trên đầu, tóc bay theo gấu váy phấp phới như hòa vào giai điệu, thân hình mềm mại uyển chuyển, điệu múa như mộng. Các khớp xương dẻo như con rắn, tự do vặn vẹo, mỗi động tác của công chúa tự nhiên mà nhẹ nhàng như sen trắng nhô khỏi mặt nước. Trong lúc múa đôi mắt của công chúa như biết nói múa xoay quanh Lục Lâm Thiên. Bước chân nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân xoay, cực kỳ động lòng người. Lục Lâm Thiên nhìn ngơ ngẩn, hắn không ngờ công chúa múa đẹp vậy. Các tộc nhân thải vân yêu tước đều nhìn, không khí yên lặng lại, trong mắt chỉ có công chúa múa. Lục Tâm Đồng không kiềm được tán thán. Đẹp quá! Điệu múa xinh đẹp thế này Lục Tâm Đồng không học được, mắt nổi lên hâm mộ. Chỉ hận mình không thể múa đẹp như công chúa. Dương quá, Tiểu Long, Tuyết Sư nhìn say mê, thay đổi cái nhìn về công chúa. Khúc nhạc hết, đại điện vang tiếng hoan hô như sấm. Công chúa ngừng lại trước mặt Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong veo sáng ngời. Công chúa hỏi, nhân loại, tên của ngươi là gì? Lục Lâm Thiên lấy lại tâm thần. Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên còn chìm trong điệu múa xinh đẹp. Vậy sau này ta gọi ngươi là Lục Đại Ca đi, tuy ta 800 tuổi nhưng ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước thì chỉ vừa trưởng thành. Đa tạ ngươi cứu ta 2 lần, cùng ta uống rượu đi. Công chúa mỉm cười kéo Lục Lâm Thiên đi nhanh đến bệ đá đầu quảng trường. Công chúa kéo tay Lục Lâm Thiên đến trước Vân Giao, hỏi. Nương, ta muốn uống bách quả tử với Lục Đại Ca được không? Vân Giao ngạc nhiên, mỉm cười nói. Hôm nay ngươi lớn nhất. Người muốn gì cũng được. Vân Hàm vui vẻ nở nụ cười động lòng người. Đa tạ nương. Vân Hàm bưng 2 ly bách quả tử tỏa mùi trái cây thơm nức đặt trên bệ đá, nàng đưa 1 ly cho Lục Lâm Thiên. Lục đại ca có đồng ý cùng ta uống 1 ly bách quả tử không? Đương nhiên. Lục Lâm Thiên sẽ không từ chối uống 1 ly bách quả tử, huống chi mùi vị khá ngon. Vân Hàm mỉm cười, môi anh đào hé mở rót ly bách quả tử vào miệng. Lục Lâm Thiên cũng uống cạn. Xôn xao. 2 người uống cạn, nhiều tộc nhân thải vân yêu tước trên quảng trường sôi trào đến cực điểm. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên đang thầm khó hiểu thì công chúa hé môi nói. Lục đại ca, hôm nay là lễ trưởng thành của ta, theo quy định thải vân yêu tước thì trong lễ trưởng thành, ai nhảy cùng ta, uống bách quả tử với ta thì đó là đối tượng ta ái mộ, phải gả cho ta. A. À. Không chỉ Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng bất ngờ. Lục Lâm Thiên lấy lại tâm thần, vội nói với công chúa. Công chúa, ta là nhân loại. Lục Lâm Thiên đâu biết Thải Vân Yêu Tước sẽ có quy định như thế, còn gả cho công chúa. Nếu biết sớm thì hắn sẽ không làm vậy.
Ta biết đại ca là nhân loại, đừng căng thẳng. Công chúa nhìn bộ dạng sốt ruột của Lục Lâm Thiên thì mỉm cười nói. Cho nên ta không định làm như vậy, nhưng Lục đại ca nhảy cùng ta, cũng đã uống bách quả tử, vậy nên sau này hãy làm đại ca của ta đi. Lục đại ca đã cứu ta 2 lần, đa tạ Lục đại ca. Công chúa nói xong chính thức hành lễ hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mau đứng lên đi. Kêu hắn một tiếng đại ca thì không sao, có thêm muội muội Thải Vân yêu tước đáng yêu cũng không tệ. Lục Lâm Thiên kéo Vân Hàm công chúa dậy, mắt hấp hái. Lục Lâm Thiên móc 2 vật ra. Muội đã kêu ta là đại ca vậy sẽ tặng một món quà gặp mặt cho muội. Đây là 2 viên yêu linh đan, sau khi muội dùng nó sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm. Lục Lâm Thiên lấy 2 viên yêu linh đan ra đẳng cấp trung giai thất phẩm. Tu vi như Vân Hàm uống vào sẽ giảm bớt thời gian tu luyện 500 năm. Vân Hàm nhìn 2 viên yêu linh đan trong tay Lục Lâm Thiên, năng lượng bàng bạc trong đan dược khiến tim nàng run rẩy. Viên đan dược này có hiệu quả rất lớn với Vân Hàm, sau khi nàng đến đẳng cấp tứ giai ngưng tụ yêu đan thì tốc độ tu luyện bị chậm nhiều, chỉ có dựa vào chính mình tu luyện tăng mạnh tốc độ. Tuy có một ít thiên tài địa bảo hỗ trợ nhưng ít cái nào trực tiếp hữu dụng với yêu thú, bình thường cần có linh phó luyện hóa. Sau khi luyện hóa thành đan dù có ích lợi cũng không lớn, 2 viên đan dược đã có thể nâng cao tu vi 500 năm, trái tim Vân Hàm run rẩy. Lục Lâm Thiên giao yêu linh đan cho Vân Hàm. Mau cầm đi. Tuy 2 viên yêu linh đan này giá trị không nhỏ nhưng trong mộ địa Thải Vân yêu tước đã cho Lục Lâm Thiên ích lợi hơn xa 2 viên yêu linh đan trung giai thất phẩm. Vân Hàm nhận lấy đan dược, rất vui vẻ. Đa tạ Lục đại ca. Vân Giao đứng dậy, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Vị Lục huynh đệ này, ta có chuyện muốn nhờ, không biết có thể nói ra không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi, nhìn Vân Giao. Mời Vân Giao tộc trưởng nói. Vân Giao mở miệng nói. Xin mời các vị rời bước, chúng ta đến nơi yên tĩnh rồi nói tiếp. Lát sau mọi người đến một đình viện yên lặng, trong địa sảnh chỉ có Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long, Vân Giao Vân Hàm và mấy trưởng lão tộc Thải Vân yêu tước đẳng cấp bát giai cũng có mặt. Mọi người ngồi xuống, Vân Giao nhìn hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Vân Giao không khó xem ra nhân loại này mới là thủ lĩnh đoàn người. Vân Giao nói. Lục huynh đệ. Ta muốn nhờ các người giúp Hàm Nhi ngày mai đi Đại hội Bách Yêu. Lục Lâm Thiên chưa từng nghe nói về Đại hội Bách Yêu. Đại hội Bách Yêu. Vân Giao nói. Đại hội Bách Yêu này là do tất cả thú tộc trong phạm vi này tổ chức. Tổng cộng có 105 tộc, 500 năm tổ chức một lần. Đến lúc này toàn bộ yêu thú đều sẽ tham gia. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Nhiều yêu tộc vậy. 105 tộc thì Đại hội Bách Yêu rất khổng lồ. Lục Lâm Thiên hỏi. Vân Giao tộc trưởng, Đại hội Bách Yêu là để làm gì? Vân Giao muốn mời hắn đi Đại hội Bách Yêu chắc vì Đại hội Bách Yêu không đơn giản. Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói. Đại hội Bách Yêu tồn tại chưa được bao lâu. Tổ yêu lâm không ngừng phân tranh, các yêu tộc hạng 2 chúng ta thường hay bị yêu tộc hạng nhất làm khó dễ. Cho nên 500 năm trước, yêu tộc trong phạm vi này nghĩ ra một cách, 105 tộc đề cử một yêu vương. Yêu vương này sẽ hiệu lệnh 105 tộc quanh đây, giải quyết tranh chấp của các tộc, đoàn kết lực lượng chống lại yêu tộc hạng nhất chèn ép. Dựa theo quy định thì đề cử ra một vị yêu vương đó có thể hiệu lệnh bách tộc. Lục Lâm Thiên hơi kinh ngạc hỏi. Vân Giao tộc trưởng muốn ta giành vị trí yêu vương cho công chúa sao? 105 tộc tụ tập với nhau là thế lực rất đáng gờm, tưởng tượng mỗi tộc có bao nhiêu con yêu thú bát giai đi. Gộp lại 105 tộc là mấy trăm yêu thú bát giai, khủng bố biết bao. Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên, cười nói. Cái này thì không cần, vì qua tối nay Vân Hàm đã là yêu vương bách tộc. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì, công chúa đã là yêu vương bách tộc? Vân Hàm công chúa nhìn Lục Lâm Thiên, giải thích rằng. Lục đại ca, dựa theo quy định ta đã trưởng thành, sau khi trưởng thành thì ta chính là yêu vương bách tộc. Lục Lâm Thiên hỏi, công chúa trưởng thành liền là yêu vương, chẳng phải cần đề cử sao? Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài. Bởi vì phụ thân của Hàm Nhi là yêu vương từ mấy trăm năm trước. 300 năm trước phụ thân của Hàm Nhi và nhiều trưởng lão thực lực cường đại trong tộc đã chết, theo quy định thì Hàm Nhi sẽ làm yêu vương. Vì Hàm Nhi chưa trưởng thành nên mới kéo dài. Lục Lâm Thiên lườm hiểu ra. Hóa ra là vậy.
thì ra vị trí yêu vương có thể kế thừa. Vân Giao nói, tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng mấy hôm trước ám toán Hàm Nhi vì chuyện này, bọn họ muốn giành lấy vị trí yêu vương. Vân Giao kể đại khái vụ việc cho Lục Lâm Thiên nghe. Lục Lâm Thiên hơi hiểu, theo quy định thì yêu vương đời trước chẳng may chết giữa đường, trong tộc có một người đứng ra sẽ tự động trở thành yêu vương. Nếu tộc khác không phải thì có thể chờ khiêu chiến trên đại hội Bách Yêu mỗi 500 năm một lần, thắng liền trở thành yêu vương. Hoặc yêu vương tự động nhường ngôi cho một người mới, nếu hơn một nửa yêu tộc trong 105 tộc đồng ý là có thể trực tiếp trở thành yêu vương đời tiếp theo. Đoạn thời gian trước tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng âm thầm tập kích công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước là vì điều này, nêu điều kiện cứu Vân Hàm công chúa là nhường ngôi cho tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng trong đại hội Bách Yêu. Nghe Vân Hàm nói xong, Lục Lâm Thiên đề nghị với Vân Giao. Vân Giao tộc trưởng, hiện tại công chúa đã là yêu vương, ta có đi cùng công chúa cũng không đem lại tác dụng gì. Dù cần đánh nhau thì Lục Lâm Thiên cho rằng thực lực của Vân Giao tộc trưởng không dưới hắn, Lục Lâm Thiên làm nhân loại càng thêm không giúp được gì. Không dám giấu giếm. Vân Giao nhìn Lục Lâm Thiên. Đại hội Bách Yêu cũng là nơi các tộc giải quyết ân oán. 3 ngày sau, tại đại hội Bách Yêu, Hỏa Vũ Ngọc Ưng muốn khiến Hàm Nhi tự động thoái vị nên sẽ không bỏ qua cơ hội thứ hai, chắc chắn sẽ khiêu chiến tộc Thải Vân Yêu Tước ta tranh cướp ngôi yêu vương. Mấy trăm năm nay Hỏa Vũ Ngọc Ưng lôi kéo nhiều quan hệ, e rằng một nửa yêu tộc đã ủng hộ bọn họ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên liên tục thay đổi, nói. Tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng đã đột phá bát giai hậu kỳ, nếu khiêu chiến công chúa thì rắc rối to. Với thực lực hiện tại của công chúa bị tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng căn bản không có sức đối kháng lại. Vân Long trưởng lão bát giai trung kỳ nói với Lục Lâm Thiên. Hỏa Vũ Ngọc Ưng muốn khiêu chiến, không cần đích thân công chúa lên sân, chỉ cần bất cứ người nào trong Thải Vân Yêu Tước ta ra mặt là được. Lục Lâm Thiên ngước mắt lên. Chẳng lẽ Vân Giao tộc trưởng sẽ tự mình ra sân? Vân Giao nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên nói. Thứ lỗi, ta nói thẳng, tu vi như Vân Giao tộc trưởng muốn đối phó Hỏa Vũ Ngọc Ưng bát giai hậu kỳ, nếu có thể chỗ dựa đặc biệt nào thì e rằng khó thể chiến thắng. Vân Giao khẽ thở dài. Nhưng ta không thể không ra, đây cũng là cơ hội báo thù cho phụ thân của Hàm Nhi. Mắt Vân Giao lóe tia sáng nói. Thật ra mấy trăm năm nay ta luôn điều tra cái chết của phụ thân của Hàm Nhi, mãi đến 30 năm trước mới điều tra ra. Vân Hàm không hay biết gì. Nàng nghe vậy người run rẩy, đôi mắt đau thương hỏi Vân Giao. Nương, là ai giết phụ thân của ta? Sốt cuộc là ai? Hàm Nhi, người đã trưởng thành, có một số chuyện nương nên cho người biết. Vân Giao tộc trưởng nhìn nữ nhi. Theo ta điều tra được thì tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng Hỏa Lệ vào 300 năm trước cùng cường giả trong tộc hợp tác với cường giả hai tộc Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao vây công giết phụ thân của ngươi và mấy trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Mắt Vân Hàm bắn ra tia sáng lạnh lướt qua trong giây lát. Hỏa Vũ Ngọc Ưng, Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Giao, ta sẽ không tha cho bọn họ, ta nhất định sẽ báo thù cho phụ thân. Vẻ mặt Vân Giao tộc trưởng cầu xin nhìn Lục Lâm Thiên. Lục huynh đệ, ngày mai ta sẽ thừa cơ báo thù, nếu lỡ thất bại thì cần ngươi trợ giúp. Sắc mặt Lục Lâm Thiên không thay đổi gì nhiều. Đại hội Bách Yêu có nhiều cường giả yêu tộc, nếu hắn xen vào sẽ rất rắc rối. Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Tuyết Sư, Lục Tâm Đồng cùng nhìn Lục Lâm Thiên, chờ đợi hắn quyết định. Lục Lâm Thiên hỏi. Vân Giao tộc trưởng, dường như yêu thú các người không thích nhân loại, cũng không tin nhân loại. Vậy tại sao Vân Giao tộc trưởng nhờ ta? Bởi vì các người không phải nhân loại bình thường. Vân Giao tộc trưởng nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Mấy ngày hôm nay tộc Hỏa Vũ Ngọc Ưng đến, các người không trốn còn trợ giúp tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Như khi trong mộ địa, yêu linh tinh có giá trị không nhỏ, đặc biệt là với nhân loại các ngươi thì giá trị càng lớn. Còn hai khối nhưng ngươi không hề đụng chạm, nếu là nhân loại bình thường lại có thực lực như ngươi e rằng sớm cướp giật. Cho nên ta biết các ngươi không phải nhân loại bình thường. Thấy mẫu thân cầu xin Lục Lâm Thiên thì Vân Hàm cũng chạy tới bên cạnh hắn, đôi mắt trong veo long lanh cầu xin Lục Lâm Thiên. Lục đại ca có thể giúp đỡ ta không? Lục Lâm Thiên nhìn Vân Giao, Vân Hàm. Ánh mắt bất đắc dĩ nói. Vân Giao tộc trưởng, ta có thể giúp gì cho các ngươi? Vân Giao nói. Ta muốn báo thù cho phụ thân của Hàm Nhi, các trưởng lão trong tộc đã chết thì chỉ có hai cơ hội, một là thượng sách, một là hạ sách. Lục Lâm Thiên hỏi.
nói như thế nào? Vân Giao đáp, thượng sách là ta đánh bại Hỏa Lệ, Hàm Nhi ngồi vững trên ghế yêu vương. Khi đó sẽ công bố hành vi phạm tội của Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Giao, Hắc Lân Yêu Báo, hiệu lệnh bách tộc thảo phạt ba tộc này, có như thế mới thật sự là báo thù. Lục Lâm Thiên hỏi, Vân Giao tộc trưởng có bao nhiêu phần trăm cho thượng sách này? Vân Giao đánh bại tộc trưởng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng Hỏa Lệ, Lục Lâm Thiên phỏng chừng khả năng này không lớn. Bát giai hậu kỳ và trung kỳ bất giai chênh lệch quá lớn. Vân Giao đáp, không giấu gì, không có đến 10%, hoàn toàn không nắm chắc. Lục Lâm Thiên lại hỏi, còn hạ sách là gì? Vân Giao trả lời, khi đó ta mặc kệ thắng hay thua, dù phải tự bạo đồng quy vu tận, với Hỏa Lệ cũng quyết báo thù cho phụ thân của Hàm Nhi, các trưởng lão trong tộc đã chết. Đây chính là hạ sách. Lục Lâm Thiên nói, dường như hạ sách này cũng không nắm chắc cho lắm. Tuy uy lực tự bạo sẽ tăng lên nhiều nhưng nếu đối phó đề phòng trước thì không dễ khiến đối thủ trùng chiêu. Vân Hàm hỏi Vân Giao. Nương, làm vậy quá nguy hiểm, muốn đối phó người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nên để nữ nhi làm. Mẫu thân đối phó Hỏa Lệ Hỏa Vũ Ngốc Ưng hoàn toàn chính là giữ nhiều lành ít. Vân Giao không quan tâm Vân Hàm, nàng nhìn Lục Lâm Thiên. Về hạ sách này ta chỉ nắm chắc 30%. Vân Giao nói, nếu sử dụng hạ sách, không cần biết thất bại hay thành công thì Hàm Nhi đều sẽ nguy hiểm. Cho nên ta hy vọng Lục huynh đệ có thể bảo vệ Hàm Nhi. Lục Lâm Thiên ngần ngừ. Cái này, không phải Lục Lâm Thiên không chịu hỗ trợ nhưng Hỏa Lệ là bát giai học kỳ, tuy mới đột phá nhưng không dễ chọc. Huống chi còn cả tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Lục huynh đệ, chỉ cần huynh đệ chịu đồng ý. Nếu thượng sách có thể thành công, Hàm Nhi ổn định vị trí yêu vương chắc chắn sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Trong tổ yêu lâm này khắp nơi có nhiều linh dược, đa số không có nhiều tác dụng với yêu thú chúng ta nhưng giúp ích rất lớn cho vũ giả, linh giả nhân loại các người. Chờ Hàm Nhi ngồi vững ghế yêu vương là có thể hiệu lệnh bách tộc, đổi tất cả linh dược hiện có cho một mình Lục huynh đệ. Lục Lâm Thiên nhướng mày, đây đúng là điều kiện rất hấp dẫn. Dược liệu trong tổ yêu lâm không giống sơn mạch Vũ Đô, sơn mạch Vũ Hải. Vân Giao tạm dừng một lúc, tiếp tục nói. Ngoài ra đại hội Bách Yêu 500 năm một lần còn một lợi ích khác là khi ấy linh chỉ Bách Thú mở ra, mỗi thú tộc đều có thể phái 5 người tiến vào linh chỉ Bách Thú tu luyện 2 tháng. Linh chỉ Bách Thú là báu vật, bình thường yêu thú thất giai đi vào có thể trực tiếp đột phá thực lực một kỳ. Yêu thú bát giai đi vào cũng được ích lợi lớn, nhưng vào đó một lần rồi lần thứ 2 trở vào không có tác dụng gì. Lục Lâm Thiên có hứng thú với thứ này hơn. Linh chỉ bách thú. Yêu thú thất giai đi vào có thể trực tiếp đột phá thực lực một kỳ, tương đương tu vi giả vũ vương trực tiếp đột phá đến tu vi tam trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh chỉ bách thú là do tộc Thải Vân yêu tước ta vô tình phát hiện vào 500 năm trước, vì nó mang đến nhiều phân tranh. Cũng vì tộc Thải Vân yêu tước ta phát hiện, cộng thêm là tộc có thực lực mạnh nhất trong bách tộc nên phụ thân của Hàm Nhi mới ngồi trên ngôi yêu vương được. 500 năm linh chỉ bách thú mở ra, mỗi tộc có 5 danh ngạch đi vào, tộc yêu vương thì cho 10 người vào. Lục Lâm Thiên hỏi. Vân Giao tộc trưởng, linh chỉ bách thú này có ích gì cho nhân loại không? Đương nhiên là có, linh chỉ bách thú có tác dụng rất lớn với linh giả, có thể tăng cường linh hồn. Vân Giao nói. Linh chỉ bách thú cực kỳ quý giá, quan trọng nhất là trong linh chỉ bách thú mỗi 500 năm sẽ tích đầy linh dịch cỡ một hộc. Linh dịch mới là thứ quý báu nhất, tổng cộng chia thành 110 ly linh dịch, mỗi tộc 1 ly. Tộc của yêu vương có thể chia 6 ly, trước kia ta uống 1 ly nên mới đột phá tới bát giai trung kỳ. Thiên phú của Hàm Nhi tốt nhất trong tộc Thải Vân yêu tước ta từ mấy vạn năm nay cũng nhờ công linh dịch, cho nên linh hồn lực mới mạnh hơn nhiều. Lục Lâm Thiên càng lúc càng kinh ngạc. Còn có loại báu vật này sao? Hèn gì lúc trước Lục Lâm Thiên kiểm tra Vân Hàm, linh hồn lực của nàng mạnh hơn nhiều. Hóa ra nhờ linh dịch của linh chỉ bách thú, đúng là thứ tốt. Vân Giao nói với Lục Lâm Thiên. Nếu mọi thứ thuận lợi thì tộc Thải Vân yêu tước ta sẽ có 6 ly linh dịch, lúc đó có thể chia 4 ly cho Lục huynh đệ. Tất cả người của Lục huynh đệ có thể đi vào linh chỉ bách thú tu luyện. Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên. Điều kiện thật hấp dẫn người. Điều kiện này tuyệt đối khiến bất cứ ai động tâm, hèn gì tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng muốn cướp vị trí yêu vương. Tộc yêu vương được ích lợi khá lớn.
nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết tộc Thải Vân Yêu Tước nêu ra điều kiện này phải là Vân Hàm công chúa có thể thuận lợi kế thừa vị trí yêu vương. Nếu Vân Hàm không thể lên ngôi yêu vương thì tất cả chỉ là nói suông. Trong khi Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ thì Tiểu Long không nhịn được. Lão đại, thật ra không có gì khó. Chỉ là áp chế mấy con yêu thú, đừng quên vẫn có đệ đây. Không thể bỏ qua báu vật được, yêu vương có là gì? Đệ là yêu hoàng cơ mà. Trên người Tiểu Long chảy huyết mạch long tộc, khiến Tiểu Long rất có hứng thú với bất cứ báu vật nào. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói với Vân Giao tộc trưởng. Được, ta đồng ý. Đại hội Bách Yêu, có Tiểu Long ở đây thì không nhiều vấn đề. Yêu vương có là gì? Tiểu Long là yêu hoàng, tới lúc bất đắc dĩ phát ra khí yêu hoàng có ai dám không phục. Vân Hàm nghe Lục Lâm Thiên đồng ý thì vui mừng reo lên. Thật không Lục đại ca? Vân Giao nói. Đa tạ Lục huynh đệ. Có nhân loại này đồng ý hỗ trợ thì Vân Giao không còn lo gì nữa. Hôm sau, trong tộc Thải Vân Yêu Tước có nhiều cường giả lên đường, cùng với tiếng rít khí lưu, các con Thải Vân Yêu Tước đập cánh bay lên. Đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng tiếp tục ngồi trên lưng tuyết sư, mục đích là Bách Thú Lâm. Đại hội Bách Yêu lần này tổ chức tại Bách Thú Lâm. Thấy bản thể của thiên sĩ tuyết sư làm cường giả tộc Thải Vân Yêu Tước rất ngạc nhiên. Huyết mạch tộc thiên sĩ tuyết sư trên Thải Vân Yêu Tước một chút. Bách Thú Lâm là một rừng cây bao la cao chọc trời. Chính giữa có dãy sơn mạch liên miên. Trong tổ yêu lâm, yêu thú đông đảo không chỉ có 105 tộc, nhưng đại hội Bách Yêu 105 tộc rất náo nhiệt. Thời gian càng đến gần, yêu thú cách xa chút đã sớm xuất phát, tụ tập lại ở Bách Thú Lâm. Trong phút chốc không gian xung quanh có nhiều đàn thú lao nhanh, phi thú vỗ cánh, những yêu thú nhỏ thực lực không đủ thì không dám lộ mặt, đều trốn trong động phủ. Trong một hang động, tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng và nhiều trưởng lão đều có mặt. Ngoài ra có hai trận thế, bên trái là một nam nhân trung niên áo đen, ánh mắt như điện, khí thế cực kỳ cường đại. Mấy người sau lưng nam nhân trung niên đều là đẳng cấp bát giai. Bên phải một chút là nữ nhân quyến rũ bề ngoài khoảng 30 tuổi, eo nhỏ ngực to, cực kỳ quyến rũ, ánh mắt động lòng người, khiến người nhìn một cái có nguy hiểm bị mê hoặc. Nhiều cường giả yêu thú đẳng cấp bát giai đứng sau lưng nữ nhân quyến rũ. Nữ nhân quyến rũ có đôi mắt luôn dụ dỗ. Nàng nhìn hướng Hỏa Lệ Hói nửa đầu của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, hỏi. Hỏa Lệ tộc trưởng, Thải Vân Yêu Tước thật sự mời tay giúp đỡ lợi hại thật sao? Đúng vậy, nhân loại kia thực lực rất mạnh, dường như là linh phó của thiên độc yêu long được mời đến, trưởng lão Hỏa Dạ bị người đó giết. Khi nói chuyện ánh mắt lão nhân hói nửa đầu cực kỳ âm độc, sát ý không hề che giấu phát tán. Một linh phó có mạnh mấy cũng không đáng kể, chẳng qua khó đối phó một chút. Nam nhân trung niên áo đen nói. Lúc trước người Thải Vân Yêu Tước cũng bị chúng ta vây công đánh chết. Nữ nhân quyến rũ hơi biến sắc mặt nhìn nam nhân trung niên áo đen, nói. Mặc báo tộc trưởng, không thể truyền việc này ra ngoài. Nếu lúc này có tiếng gió gì thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to, ba tộc chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Hợp tác giết yêu vương, nếu bị yêu tộc khác biết sẽ gặp thảo phạt ngay. Làm yêu thú, đã thần phục thì sẽ không phản bội. Nếu không phải vì ích lợi bọn họ cũng không mạo hiểm lớn vậy. Nam nhân trung niên tên mặc báo nói với nữ nhân quyến rũ. Chúng ta không nói thì ai biết, Hoa Mị tộc trưởng quá căng thẳng rồi. Hỏa Lệ nói, lần này quan trọng nhất là tranh giành ngôi yêu vương. Hoa Mị nói, trong tộc Thải Vân Yêu Tước hiện tại Vân Giao, Vân Long mạnh hơn chút, không có khó khăn gì lớn. Ai thèm phụng Vân Hàm làm yêu vương, con nít chưa dứt sữa đó. Ta cho rằng các tộc khác trong lòng cũng không muốn. Hiện tại có nhiều tộc đã nghiêng hướng chúng ta, vấn đề ngày mai không lớn. Nhưng có nhiều tộc giữ trung lập, chúng ta phải cẩn thận hơn chút. Ánh mắt Hỏa Lệ trầm xuống nói. Quan trọng nhất thiên độc yêu long giết ba trưởng lão bát giai của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Món nợ này Thải Vân Yêu Tước phải gánh vác hậu quả, nếu lần này gặp thiên độc yêu long thì ta tuyệt đối không bỏ qua. Ta sẽ cho bách tộc biết hậu quả khi trêu vào tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta là gì. Trong sơn mạch bao la, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên lưng Thải Vân Yêu Tước, vầng sáng vàng bao phủ quanh thân hắn. Trong ba ngày qua Lục Lâm Thiên vẫn luôn luyện hóa năng lượng chân khí trong người, khí thế từ từ tăng cao. Loại tốc độ này so với lúc tu luyện bình tĩnh là ốc sên và chim bay. Nhưng dù tốc độ nhanh như vậy, thì vẫn khó thể đột phá vũ tôn tam trọng ngay được.
giọng Vân Dao vang bên tai Lục Lâm Thiên. Lục huynh đệ, chúng ta sắp đến nơi rồi, đằng trước chính là Bách Thú Lâm. Ánh sáng vàng thu vào người, tay ngừng tu luyện thủ ấn, Lục Lâm Thiên mở mắt ra, tia sáng lóe lên. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí trong đan điền khí hải hùng hậu hơn 3 ngày trước nhiều, tu vi tăng cao. Nhưng hiện tại ở đẳng cấp tôn cấp, khó cảm giác rõ ràng tu vi tiến bộ. Bên dưới không trung trước mặt, rừng cây rậm rạp mênh mông kéo dài, dãy núi xanh liên miên. Mơ hồ thấy không gian xung quanh có nhiều khí tức yêu thú tồn tại, dường như đi hướng Bách Thú Lâm. 3 ngày trước Lục Lâm Thiên đã nghe Vân Dao kể tỉ mỉ về linh chỉ Bách Thú. Trăm năm mới mở ra, xuất hiện một lần, thần hiệu trong linh chỉ Bách Thú đối với tất cả yêu thú là sức hấp dẫn lớn lao. Đặc biệt yêu thú đẳng cấp thất giai thì hiệu quả càng lớn, các tộc sẽ không bỏ qua loại hiệu quả này. Đối với yêu tộc gần đến thế lực hạng nhất, nếu lục giai là lực lượng tinh nhuệ hạch tâm thì tu vi thất giai là lực lượng nòng cốt thật sự, bát giai là lực lượng đỉnh cao. Chỉ có tu vi thất giai càng nhiều thì mới xuất hiện đẳng cấp bát giai được. Đương nhiên tu vi đẳng cấp bát giai càng nhiều thực lực trong tộc càng mạnh. Trong tổ yêu lâm là địa bàn vạn thú, thực lực như thải vân yêu tước nếu đến đại lục linh vũ thì cũng thuộc hàng thế lực hạng nhất. Tất cả tộc yêu thú hy vọng trong tộc mình sẽ xuất hiện tu vi càng cao, nhưng huyết mạch và thiên phú ảnh hưởng, yêu thú có thể bước vào đẳng cấp thất giai đã là rất mạnh, đến bát giai xem như cường đại tuyệt đối. Mỗi yêu thú bát giai một tộc đều là tích lũy của cả tộc, không có nhiều lắm. Trừ phi là đại tộc yêu thú hạng nhất khổng lồ, huyết mạch cực cao, tu vi bát giai sẽ thêm nhiều. Bình thường huyết mạch và thiên phú ảnh hưởng làm yêu thú muốn tiếp tục đột phá cũng rất khó khăn. Nhiều yêu thú mất mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng khó thể tiếp tục tu luyện đột phá. Cho nên lúc trước linh chỉ bách thú bị tộc Thải Vân yêu tước phát hiện ra khiến yêu thú bách tộc xung quanh không sợ chết lao tới tranh đoạt linh chỉ bách thú, tất cả vì hiệu quả của linh chỉ bách thú. Lục Lâm Thiên suy ngẫm linh chỉ bách thú quý giá như vậy lý ra tộc Thải Vân yêu tước tiếc không đem ra cộng hưởng mới đúng. Nhưng có lẽ vì lòng có dư mà không đủ sức, dù sao linh chỉ bách thú dính dáng quá lớn. Tộc Thải Vân yêu tước mà độc chiếm sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bách tộc liên kết thì Thải Vân yêu tước tuyệt đối không dám chống lại. Cuối cùng Thải Vân yêu tước bất đắc dĩ ra một yêu ương, các tộc cũng muốn đơn độc chiếm hữu nhưng vì nhiều thú tộc dây mơ dễ má với nhau, không ai dám một mình lao lên cướp. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên thu về tầm mắt nhìn bốn phía. Trong biển cây có một sơn mạch khổng lồ, bốn phía dần đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Sơn mạch hùng tráng nguy nga, nhìn từ xa mây mù đậm đặc bao phủ đa phần sơn mạch, che đậy tầm mắt khó thể thấy đường. Lúc này trong sương khói đậm đặc, Lục Lâm Thiên không khó phát hiện có luồng năng lượng khá mạnh quanh quẩn trong sương mù. Yêu thú phi hành không dám tùy tiện chui vào sương mù dày. Growl! Growl! Trong sơn mạch bao la thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra. Dễ dàng thấy yêu thú đông đúc khắp nơi. Lục Lâm Thiên sớm biết bách tộc đều sẽ đến tham gia đại hội bách yêu, nhưng khi thấy đàn yêu thú khổng lồ nơi đây vẫn làm hắn ngạc nhiên. Yêu thú dày đặc bốn phía nếu đếm cũng cỡ mấy chục vạn. Mấy chục vạn yêu thú hội tụ, đẳng cấp tu vi khá cao, điều này mới làm Lục Lâm Thiên giật mình. Nhưng nghĩ kỹ cũng không lạ, tộc Thải Vân yêu tước cử 3.000 tộc nhân đến, 105 tộc mỗi tộc cỡ mấy ngàn tộc nhân đến thì con số sẽ là mấy chục vạn. Đại quân yêu thú như thế làm Lục Lâm Thiên thầm cảm thán. Nếu yêu thú bách tộc toàn do hắn chi phối thì giàu to. Đại quân yêu thú mấy chục vạn, mấy trăm con yêu thú bát giai đủ sức đối với môn nào trong tam tông tứ môn. Trừ phi trong đại tộc có cường giả đế cấp. Nghĩ vậy trong lòng Lục Lâm Thiên nổi lên một ý tưởng, có lẽ có thể thực hiện. Trong khi Lục Lâm Thiên thầm than tình hình đồ sộ thì không gian đằng trước có giọng nói ồm ồm vang lên. Vân Dao muội tử rốt cuộc cũng đến rồi sao? Thanh âm hơi già nua vang từ chân trời phía xa, cặp mắt đám người Lục Lâm Thiên nhìn theo hướng phát ra thanh âm. Có nhiều người xuất hiện đằng trước, người đi đầu là một lão phụ nhân 50 tuổi, mắt sâu thẳm, mặc váy dài màu trắng. Con người Lục Lâm Thiên co rút, yêu thú bát giai trung kỳ. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế, lão phụ nhân này là yêu thú bát giai trung kỳ. Thấy lão phụ nhân, Vân Dao mỉm cười tiến lên nghênh đón. Băng Chu đại tỷ, không ngờ tỷ cũng đến sớm vậy. Lão phụ nhân đáp xuống đã đến gần đoàn người. Vân Dao muội tử, Vân Hàm đến chưa? Vân Hàm tiến lên hành lễ. Vân Hàm tham kiến Băng Chu cô cô. Tham kiến yêu vương. Tham kiến yêu vương.
thấy Vân Hàm, những người đến đều cung kính hành lễ. Vân Hàm lắc người đến trước mặt lão phụ nhân mặc váy trắng, đáp lễ mọi người. Các vị trưởng bối miễn lễ, về sau xin nhờ các vị trưởng bối chỉ dạy nhiều. Lục Lâm Thiên nhìn Vân Hàm. Khí độ không kém. Thực lực thấp nhưng có thể tăng lên sau, khí độ thì cực kỳ quan trọng, không phải học là có. Vân Giao dẫn Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long tiến lên, giới thiệu nhóm người. Lục huynh đệ, Độc Long lão đệ, để ta giới thiệu cho các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn từng người. Lão phụ nhân mặc váy trắng là tộc trưởng Hàn Băng Yêu Chu, tên Băng Chu. Bên cạnh Băng Chu có một nam nhân áo đỏ, tóc dài màu đỏ, hai mắt như đèn pha, cực kỳ đáng chú ý. Tộc trưởng Liệt Hỏa Yêu Lang, Liệt Lang cũng có khí thế tu vi bát giai trung kỳ. Vân Giao giới thiệu Lục Lâm Thiên liên tục quen nhiều trưởng lão bát giai của hai tộc. Đám người rất ngạc nhiên nghe Vân Giao giới thiệu, xem khí thế trên người Lục Lâm Thiên thì bọn họ nhận ra ngay hắn là nhân loại, nhưng vì nể mặt Vân Giao nên nhẹ gật đầu, khách sáo với Thiên Độc Yêu Long hơn nhiều. Lát sau trong một cái hang to, cường giả ba tộc đều đáp xuống. Lục Lâm Thiên nghe Vân Giao nói mới biết hai tộc này có quan hệ rất tốt với tộc Thải Vân Yêu Tước, quan hệ riêng với Liệt Lang, Băng Chu rất thân, rất đáng tin. Cường giả ba tộc lần lượt ngồi xuống. Vân Giao kể sơ lai lịch của Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long, cũng nói tỉ mỉ kết quả điều tra của mình cho cường giả Hàn Băng Yêu Chu, Liệt Hỏa Yêu Lang nghe. Liệt Lang hét to, mái tóc đỏ dài run run. Ta sớm đoán được việc này dính dáng đến đồ khốn hỏa lệ mà, không ngờ thật sự do hắn làm. Dám giết đại ca Vân Tông của ta, ta sẽ không tha cho bọn họ. Băng Chu nói, đại hội Bách Yêu lần này rõ ràng hỏa lệ chuẩn bị trước khi đến. Dù chúng ta muốn đối phó bọn họ cũng cần phải bình tĩnh. Hiện tại hỏa lệ đột phá bát giai hậu kỳ, thế tới rầm rộ, chúng ta công nhiên nói hắn giết Vân Tông thì hỏa lệ sẽ chối ngay, dù sao chúng ta không có chứng cứ chắc chắn. Băng Chu bình tĩnh hơn nhiều. Liệt Lang biết quy định tuyển cử yêu vương, mắt nhìn Vân Hàm, lòng lo âu. Vậy phải làm sao đây? Lần này hỏa lệ đến vì vị trí yêu vương, ta thấy nhiều tộc đều bị hắn lôi kéo. Ngày mai là đại hội Bách Yêu, phần thắng của chúng ta không lớn. Vân Giao nói. Chờ lúc đó lại nói, đi một bước tính một bước. Ban đêm, ánh trăng bạc trắng chiếu xuống mặt đất, không khí ban đêm tràn ngập trên không trung. Ánh trăng ló ra từ mây mù sơn mạch to lớn bện thành cái lưới mềm. Trong một hang động, nam nhân áo đen nói với hỏa lệ. Tộc trưởng, tộc Thải Vân Yêu Tước đã đến. Ánh mắt hỏa lệ âm trầm. Vậy Thiên Độc Yêu Long và nhân loại kia có đến không? Bên cạnh hỏa lệ chỉ có một thân tín Luo En theo bên cạnh. Bẩm tộc trưởng, đã đến hết, ta chính mắt thấy bọn họ đến, không sai được. Ánh mắt hỏa lệ âm trầm, sát ý bắn ra. Đến thì tốt, người xuống đi. Người áo đen cáo lui xoay người ra khỏi hang. Con người hỏa lệ co rút, nhìn tộc nhân kia rời đi thì phất tay bày một cấm chế năng lượng trong hang. Hỏa lệ hỏi linh phó bên cạnh. Giới sử đại nhân, bây giờ nên làm gì? Ánh mắt linh phó âm trầm, sát ý dâng lên trong con ngươi. Ngươi nhất định phải trở thành yêu vương khống chế bách thú, nhưng tộc Thải Vân Yêu Tước không chịu hợp tác. Mấy kẻ ngáng đường đêm nay sẽ chết, tránh cho ngày mai gây rắc rối gì. Ngày mai ngươi chỉ cần nghĩ cách làm yêu vương của mình là được. Hỏa lệ lo lắng hỏi. Giới sử đại nhân hành động ngay đêm nay có khi nào khiến tộc khác chú ý không? Linh phó khoảng 50 tuổi, vóc dáng trung bình, trán nhô ra khiến người đã gặp sẽ không quên, khí thế cực kỳ âm độc. Hiện tại ngươi phải nhanh chóng khống chế bách tộc. 300 năm trước ta âm thầm giúp ngươi đánh bị thương Vân Tông Thải Vân Yêu Tước, để ngươi giết hắn. 100 năm trước trợ giúp ngươi đột phá bát giai hậu kỳ, lãng phí bao nhiêu tài nguyên, không ngờ ngươi vẫn không thể khống chế bách tộc. Lần này ta buộc phải đích thân đến. Hỏa lệ độc ác nói. Vậy nhất định phải giết nhân loại, ta phải trả thù. Lão nhân âm độc nói. Ta sẽ tự tay làm, ngươi lo cướp yêu vương của mình đi. Vậy được, đại nhân giúp ta thì ta cũng sẽ giúp đại nhân, chúng ta là quan hệ hợp tác. Hỏa lệ nhìn lão nhân âm độc. Tóm lại lần này ta trở thành yêu vương, hết thảy đều dễ nói. Lão nhân âm độc nói. Ngươi nhớ thì tốt, để ngươi từ bát giai sơ kỳ trong thời gian ngắn đột phá đến hậu kỳ đã hao phí rất nhiều tài nguyên, ngươi nhớ phải đền đáp cho xứng đáng, tuyệt đối đừng mơ tự lập làm vương. Thực lực của ngươi ở trong linh vũ giới chẳng là gì, cho nên yên phận chút đi.
Hỏa Lệ nhìn lão nhân âm độc, trong mắt bớt vài phần tôn kính. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta sớm nói rồi, chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi. Hỏa Lệ không muốn thần phục nhân loại, nhưng nhân loại này có thể trợ giúp gã. Dù sao trong lòng Hỏa Lệ vẫn hơi khinh thường nhân loại. Lão nhân hừ nhẹ. Hừ. Lòng lão nhân dâng lên lạnh lùng, không ngờ sau khi Hỏa Vũ Ngốc Ưng này đạt đến bát giai hậu kỳ thì dám không để lão vào mắt. Chờ việc này kết thúc, lão lập công nhận thưởng rồi, thực lực lại tiến bộ, sau đó thu thập nghiệt xúc này sau. Lão nhân rời khỏi hang, ánh mắt Hỏa Lệ trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhân loại ti tiện, cho rằng ta vẫn như xưa sao? Hiện tại thực lực của ngươi đã không bằng ta, chờ lợi dụng ngươi xong, ta hiệu lệnh bách tộc rồi ngươi làm gì ta được. Trong bóng đêm, sơn mạch to lớn không có nhiều chỗ nghỉ ngơi, nhưng với người tu luyện và yêu thú thì không phải chuyện lớn. Lục Tâm Đồng quan sát khí thế quanh sơn mạch, giật mình kêu lên. Ca ca, nơi này có nhiều yêu thú quá, khoảng mấy trăm yêu thú bát giai. Khắp nơi là yêu thú. Lục Lâm Thiên trầm ngâm một lúc sau nói với đám người Lục Tâm Đồng. Ngày mai là đại hội bách yêu, hãy cẩn thận chút. Gần đây sơn mạch này rất loạn, nếu xảy ra chuyện gì thì rắc rối. Rất nhiều yêu tộc có mặt, thỉnh thoảng thấy yêu thú có xích mích liền đánh nhau, toàn là thế lực không yếu. Nếu chọc phải thì chưa chắc sợ, nhưng cực kỳ rắc rối, đặc biệt lúc này cần giúp Vân Hàm ngồi trên vị trí yêu vương. Lục Tâm Đồng gật đầu, nói. Muội hiểu. Lục Tâm Đồng không phải loại người thích gây sự. Lục Lâm Thiên gật đầu, mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Trong sương mù dày đặc có xen lẫn năng lượng không yếu, có lẽ liên quan linh chỉ bách thú. Nếu đã đến, trong linh chỉ bách thú có linh dịch thì Lục Lâm Thiên không định buông tha. Nhưng tất cả cần chờ Vân Hàm ngồi vào vị trí yêu vương mới được. Theo cách Vân Giao nói, Lục Lâm Thiên cho rằng tất cả không xác định. Mặc dù Vân Giao rất mạnh, nhưng đụng phải Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai hậu kỳ thì phần thắng không lớn. Nói thực tế là khả năng thắng cực kỳ bé nhỏ. Lục Lâm Thiên nhìn sơn mạch đằng trước, trong sương khói năng lượng đậm đặc kia, hắn nhỏ giọng thì thầm. Ngày mai đi bước nào hay bước nấy. Tất cả chờ xem tình huống ngày mai. Mọi người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bắt đầu tu luyện. Yêu thú tụ tập xung quanh ngày càng nhiều. Ở trong mấy chục vạn yêu thú có cảm giác khá kỳ diệu. Rất nhiều yêu thú kéo đến liên tục, ngẫu nhiên có tiếng giống vang vọng. Lục Lâm Thiên bày cấm chế vô hình xung quanh, ngồi xếp bằng tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí bàng bạc trên người mình, hy vọng sớm ngày đột phá đến vũ tôn tam trọng. Một khi đột phá một trọng thì thực lực cũng tăng vọt theo chất lượng. Tu luyện một lát sau, vầng sáng nhạt bao phủ cả người Lục Lâm Thiên. Ánh trăng chiếu xuống mây mù đậm đặc, tia sáng xuyên qua nhạt nhòa đi nhiều. Khắp nơi lạnh lẽo mà hắc ám. Đến đêm khuya, mấy chục vạn yêu thú yên tĩnh lại, đa số bắt đầu tu luyện. Không biết từ khi nào Lục Lâm Thiên đang tu luyện thì đột nhiên có một dao động mỏng manh khó thể phát hiện nổi lên xung quanh. Dao động giấu trong năng lượng thiên địa, khó nhận ra. Nhưng Lục Lâm Thiên phát hiện được, vì hắn đang tu luyện, tâm thần vào trạng thái nhạy bén nhất. Cũng vì linh hồn lực của Lục Lâm Thiên rất mạnh, cộng thêm đang bày cấm chế. Trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên cảm giác dao động xuất hiện. Tâm thần Lục Lâm Thiên phát hiện, hắn ngừng tu luyện, nhắc nhở đám người Lục Tâm Đồng. Cẩn thận, có người tập kích. Lục Lâm Thiên vụt ngẩng đầu, không gian phía trước có một bóng đen như chim ưng trong đêm tối xẹt qua trời đêm, mang theo năng lượng dao động linh hồn vỗ một chưởng xuống, mục tiêu là Thiên Độc Yêu Long đang ở một bên. Thiên Độc Yêu Long đang tu luyện đột nhiên thấy bóng đen xuất hiện trước mắt, vụt đứng dậy. Tên khốn nào đánh lén bản long? Thiên Độc Yêu Long định lùi một bước nhưng đã muộn, người kia đến trước mặt không đủ 10 thước. Một chưởng ấn vỗ xuống bao phủ không trung. Thiên Độc Yêu Long giật mình biến sắc mặt nói. Linh Tôn, chớp mắt râu rồng rung rung, thân hình tháp sắt tiến tới một bước, yêu nguyên tụ tập quanh thân. Khói độc cuồng bạo bao phủ Thiên Độc Yêu Long, chưởng ấn màu lam to lớn tụ trong bàn tay vỗ hướng chưởng ấn ập đến. Bùm bùm. Hai chưởng ấn chớp mắt đụng vào nhau, vang lên tiếng nổ điếc tai. Hai chưởng ấn nổ tung, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập. Kình phong tàn phá không gian, trong không gian nổi lên cơn sóng kình khí cuồng bạo tựa như vòi rồng cuốn đi. Xung quanh là núi sụp đất nứt. Kình khí ngập trời, Thiên Độc Yêu Long bị đánh bay nhanh ra sau, há mồm hộc máu. Phụt! Thiên Độc Yêu Long phun ngụm máu xong, thân mình đập mạnh vào khe nứt mặt đất phía xa, lại hộc máu nữa. Cùng lúc đó,
Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá khí thế dâng lên, lắc người bay ra, thấy cảnh này thì biến sắc mặt. Trước tiên bao vây kẻ tấn công, tỏa định khí tức người đó. Lục Lâm Thiên tức giận quát. Tiểu Long, trông chừng Độc Long. Mắt Tiểu Long lóe tia sáng lạnh lao hướng Thiên Độc Yêu Long. Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công sớm lùi đến bên Thiên Độc Yêu Long. Không có chút do dự, Lục Lâm Thiên quát to, chớp mắt tay phải co lại, chân khí tuôn ra trước nắm đấm hình thành quyền ấn màu vàng. Một cự long hư ảo màu vàng to lớn bắn ra, cự long ảo cuồn cuộn không chút khách sáo công kích hung thủ. Người áo đen nhanh chóng quay đầu lại, toàn thân bao bọc trong lớp áo đen, không thấy rõ mặt mũi. Người áo đen cảm giác khí thế từ ba người là Vũ Tôn nhị trọng, Linh Tôn nhất trọng, Vũ Tôn nhất trọng nên không xem trọng. Người áo đen cho rằng hỏa lệ truyền tin tức hơi phóng đại. Nhưng thấy kim long ảo của Lục Lâm Thiên ập đến làm người áo đen hơi giật mình, cười khẩy nói. Khục khục, tiểu tử tìm cái chết. Trưởng ấn mang theo linh lực bàng bạc oanh kích. Trong trưởng ấn xen lẫn công kích linh hồn hùng hậu, không gian ủn dày, ra tay liền là sát chiêu cực kỳ sắc bén đưa người vào chỗ chết, không chút nương tình. Hai lực lượng va chạm, có thanh âm như sấm sét truyền ra. Bùm bùm bùm. Trưởng ấn vào kim long ảo va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi, mắt lóe tia sáng lạnh. Lần này Lục Lâm Thiên dốc hết sức, thủ ấn thay đổi. Ủa! Trong kinh khí ngập trời, người áo đen ánh mắt âm trầm. Thực lực Vũ Tôn nhị trọng này thật kinh khủng, sánh bằng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong, e rằng Vũ Tôn ngũ trọng bình thường đến thế là cùng. Người áo đen vừa ngạc nhiên chợt cảm giác sau lưng truyền đến dao động, người áo xanh thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn. Người áo đen phát ra khí thế, phản xạ thụt lùi ra sau. Tốc độ khá nhanh. Cùng lúc đó, Tiểu Long nói với lên không trung, đôi mắt tràn đầy sốt ruột. Lão đại, đại trùng tử rất nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên tức giận quát. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay dù có là thiên vương lão tử thì ngươi cũng chết chắc rồi. Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, Thiên Độc Yêu Long bị thương thì người áo đen phải chết. Người áo đen lạnh nhạt nói. Tiểu tử, sợ là ngươi không có bản lĩnh đó. Vô hình chung năng lượng thiên địa tụ tập lại không gian. Vậy thử một lần liền biết. Lục Lâm Thiên quát xong thanh linh khải giáp xuất hiện, hắn xông lên, tay phải nhanh như tia chớp vươn ra. Một tia chớp tím vàng bắn ra mang theo khí thế hủy diệt xé gió oanh kích người áo đen. Người áo đen kinh kêu. Đây là công kích gì? Hai tay người áo đen thay đổi, vầng sáng năng lượng bao quanh thân. Năng lượng linh lực bàng bạc bay ra khỏi tay người áo đen. Bùm bùm. Hai năng lượng va chạm, tia chớp tím vàng quanh quẩn. Vị trí hai lực lượng va chạm vang tiếng sấm nổ. Không gian bị nổ ra khe nứt đen thui, trời đêm trong phạm vi lớn lúc này chiếu sáng như ban ngày. Cộp cộp cộp. Xung lực lớn làm vòng sáng trước mặt người áo đen bám đầy tia điện, kinh khí cường đại đẩy người áo đen lùi mấy bước. Người áo đen kinh ngạc nói. Tử Kim Huyền Lôi. Tiểu tử, ngươi là Lục Lâm Thiên. Cùng lúc đó, hơn 10 người bay lên cao, từng đạo khí thế yêu nguyên phô thiên cái địa bao phủ không gian. Người nào dám can đảm càn rỡ tại đây? Vân Giao, Vân Long, Liệt Lang, Băng Chu, các cường giả bát giai của ba tộc Thải Vân Yêu Tước, Hàn Băng Yêu Chu, Liệt Hỏa Yêu Lang đều bay ra. Mười mấy cường giả bát giai trước tiên tỏa định không trung. Vù vù vù. Trong lòng người áo đen run rẩy. Cảm giác nhóm Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu thì vội vàng chạy trốn. Người áo đen tuyệt đối không ngờ người xuất hiện trong tổ yêu lâm chính là Lục Lâm Thiên trong tin đồn, mới rồi chắc chắn là Tử Kim Huyền Lôi, người này chỉ có thể là Lục Lâm Thiên. Sớm biết người này chính là Lục Lâm Thiên thì người áo đen sẽ không đến đánh lén, nghe đồn phó giới chủ đích thân ra tay mấy lần mà không làm gì hắn được, người áo đen tự biết mình không có năng lực đó. Lúc này người áo đen đang nhanh chóng chạy trốn nhưng bỗng người run rẩy. Bất giác không gian bị không gian ánh sáng vàng bao phủ. Trong không gian thuộc tính thổ đậm đặc làm người áo đen cảm giác mất trọng lực, tốc độ giảm bớt. Người áo đen giật mình kêu lên. Không gian thuộc tính. Năng lượng thiên địa bàng bạc quanh thân tuôn trào, người áo đen vội vàng muốn thoát khỏi không gian thuộc tính. Lục Lâm Thiên mang theo sát ý tuyệt đối quanh quẩn trong không trung. Muốn trốn sao, dù ngươi là linh tôn lục trọng cũng không dễ vậy. Tiếng nói dứt. Đột nhiên quanh thân Lục Lâm Thiên,
ánh sáng năng lượng thuộc tính ngũ hệ bừng lên kéo theo năng lượng thuộc tính ngũ hệ trong thiên địa tựa như Phật quang chiếu rọi trời đêm tối tăm không ánh sáng. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ biến thành năm vầng sáng to lớn bao phủ không gian ánh sáng vi sàng. Vù vù vù. Người áo đen mới dốc hết sức phá vỡ không gian thuộc tính thổ, ai biết chân trước vừa ra đã bị năm vầng sáng to lớn kỳ dị bao lấy. Trong vầng sáng mỗi vòng sáng là một loại năng lượng thuộc tính. Bùm. Liên tục mấy thất luyện linh lực rơi vào vầng sáng, tiếng nổ vang điếc tai trong không trung. Năm vầng sáng chỉ bị chấn lắc lư nhưng không bị vỡ. Người áo đen giật mình kêu lên. Tại sao mạnh vậy? Người áo đen luống cuống, chủ yếu vì Lục Lâm Thiên quá nổi tiếng, làm người áo đen mất tinh thần. Người áo đen ánh mắt âm trầm, thủ ấn biến đổi kỳ dị, linh lực thô thiên cái địa dẫn theo năng lượng thiên địa lại tuôn ra. Phía chân trời, thấy Lục Lâm Thiên giam cầm người áo đen thì Vân Giao, Liệt Lang, Băng Chu không đến gần, cảnh giác đứng ở bên. Nhìn năm vầng sáng năng lượng thuộc tính to lớn. Bọn họ trợn mắt ngạc nhiên. Vũ giả ngũ hệ. Tiếng động lớn hấp dẫn nhiều cường giả yêu tộc chú ý, các bóng người nhảy lên cao, đứng xa kinh ngạc quan sát. Người áo đen lạnh lùng quát. Phá. Bàn tay người áo đen ngưng tụ một quả cầu ánh sáng linh lực, bốn phía lộ ra không gian đen thui. Giây lát sau quả cầu ánh sáng linh lực to lớn rơi vào vầng sáng năng lượng thứ nhất. Răng rắc. Quả cầu ánh sáng linh lực khủng bố rơi vào vầng sáng thứ nhất. Vầng sáng nứt giãn như mạng nhện, chớp mắt đụng vỡ vầng sáng thứ nhất. Rồi đến vầng sáng thứ hai, thứ ba. Mỗi khi đụng vỡ một vầng sáng tựa như cần lực lượng vạn quân, khiến không gian xuất hiện vầng sáng đen, khí thế đáng sợ làm người run rẩy.